Nếu hai người thích vậy thì lấy ra thêm một thỏi là được rồi, người đàn ông ra vẻ nói với nhân viên bán hàng. Thật tiếc quá, thỏi son này là phiên bản giới hạn toàn cầu, cửa hàng chúng tôi chỉ có duy nhất một thỏi thôi thưa ông, nhân viên bán hàng bất đắc dĩ nói. Ông xã, em muốn thỏi này mà, cô gái kia vừa nghe thấy liền ầm, nói. Vậy gói lại cho chúng tôi đi, bọn họ cũng chỉ đến xem thôi, cũng chưa nói là muốn mua, mà dù có ý muốn mua thì bọn họ làm gì có đủ tiền để mua chứ. Lúc này người đàn ông bày ra dáng vẻ khinh thường nhìn Trần Triệu Dương, đương nhiên người không có tiền ông ta đề cập chính là Trần Triệu Dương rồi. Sau khi Trần Triệu Dương nghe được, anh liền phát cáu, gã đần độn này đang xem thường ai đó hả? Ông nghĩ ông là ai? Ông giàu lắm sao? Làm Trần Triệu Dương bất ngờ chính là Nam Cung Yến lại đột nhiên lạnh lùng mở miệng phản bác người đàn ông giàu có kia. Trần Triệu Dương nghe xong thì âm thầm vui vẻ, không ngờ Nam Cung Yến lại còn biết lên tiếng bảo vệ anh, xem ra tình cảm giữa anh và cô đã có bước tiến mới. Hay, cô bé này cũng mạnh mồm nhỉ, có tin là tôi làm cho cô không bước ra khỏi trung tâm mua sắm này không hả? Bề ngoài cũng xinh đẹp lắm đấy, chỉ tiếc là chọn sai người, nếu cô chịu theo tôi. Tôi bảo đảm cho cô một cuộc sống sung túc hơn, túi sách và trang sức hàng hiệu, biệt thự xe sang, muốn gì có đó, tóm lại vẫn tốt hơn nhiều so với thằng ất ơ kia. Người đàn ông giàu có đột ngột lên giọng, sau đó tỏ vẻ khoe khoang nói, lúc nói chuyện còn không quên đâm trò Trần Triệu Dương mấy câu. Trần Triệu Dương nhất thời giàu dĩ, mình có chọc ai đâu, tự dưng khi không cũng bị kiếm chuyện vậy nè. Cơ mà thắng cha này lại dám cua vợ mình trước mặt mình, không thể tha cho ông ta được. Mà cô gái đứng bên cạnh nghe thấy người tình của mình đang muốn bao nuôi người phụ nữ khác, trong lòng cô ta vô cùng bực bội nhưng cũng không dám mở miệng oán trách người tình của cô ta câu nào, chỉ biết hung hăng trừng mắt nhìn Nam Cung Yến. Ông có nhiều tiền lắm đúng không? Được đấy, Nam Cung Yến nghe thấy đầu nhà quê này lại mỉa mai Trần Triệu Dương, điều này làm cho ngọn lửa giận trong lòng cô bùng cháy dữ dội, cô quay sang nói với nhân viên bán hàng, giá thỏi son này bao nhiêu vậy? Thỏi này chỉ giá 138.000 tệ ạ. Nhân viên bán hàng nhìn thấy đôi bên bắt đầu bất hòa, nhất thời có chút căng thẳng, vội đáp. Thế à, vậy tôi trả 200.000, tới ông đó, Nam Cung Yến thản nhiên nói, rồi nhìn về phía người đàn ông giàu có kia. Vậy là cô muốn so xem ai giàu hơn ai đúng không? Được lắm, 210.000, người đàn vừa nghe giá thỏi son này gần 140.000 tệ thì giật thót một cái, nhưng đang đối mặt với một người phụ nữ cao ngạo, ông ta không muốn mình bị yếu thế hơn, lúc này đánh liều tăng thêm 10.000. Có tiền nhiều vậy mà chỉ dám tăng lên có 10.000 à, đúng là đồ nhà quê, Nam Cung Yến thấy đồ nhà quê này chỉ dám tăng thêm có 10.000, suýt nữa đã bật cười, khóe miệng cô cong lên, đẹp đến mức khó tả. Tôi trả 300.000, đến ông đó, Nam Cung Yến lại tiếp tục tăng giá. Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp kia của Nam Cung Yến, người đàn ông giàu có suýt nữa đã hồn lìa khỏi xác, xinh đẹp quá đi mất, ông ta đã từng nếm qua không biết bao nhiêu phụ nữ. Có thể nói từ trước đến nay chưa gặp được ai xinh đẹp như vậy. Nhất định phải giành lấy được cô, nhất định phải thết. 400.000 tệ, người đàn ông căn răng gầm nhẹ. Được rồi, tôi thừa nhận ông giàu rồi, thỏi son này nhường lại cho ông, Nam Cung Yến che miệng cười, sau đó hào phóng nói với đối phương. Chỉ có điều, ánh mắt nhìn người đàn ông giàu có như đang nhìn một gã đần. Nghe xong lời của Nam Cung Yến, người đàn ông chợt tỉnh táo lại. Thế mà mình lại bị chơi xỏ rồi, mua một thỏi son với giá 400.000, thật sự lụn bại quá mà. Ông xã thật sự anh tốt quá đi mất, vì em mà dám tiêu tiền như nước, em yêu anh chết đi được. Cô gái nghe thấy người tình của mình thế mà lại chịu chỉ 400.000 cho một thỏi son, chuyện bực bội khi nấy đã bị cô ta ném đi đâu mất. Nhìn cô gái đứng bên cạnh mình, lại nhìn về phía Nam Cung Yến, người đàn ông cảm thấy sao gao của mình lại kém thế chứ. Trả tiền đi đại gia ơi. Nam Cung Yến không có ý định để ông ta yên, cô nói với một vẻ mặt tràn đầy khiêu khích. Cô dám gài hàng tôi, có tin tôi làm cô khỏi bước chân ra khỏi chỗ này không hả? Khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của cô nếu như bị hủy thì thật sự đáng tiếc. Cho cô thêm một cơ hội nữa, theo tôi đảm bảo cô sẽ bình an vô sự. Người đàn ông giàu lại mở miệng không ngừng trèo kéo Nam Cung Yến. Đúng là chịu hết nổi mà, cút đi, lúc này Trần Triệu Dương cũng đã không còn nhịn được nữa. Dù sao cũng không thể để người phụ nữ bên cạnh mình chịu thiệt, mà anh cũng không chịu được cảnh đó, tên khốn kiếp này lại hết lần này đến lần khác tuôn ra mấy câu khó nghe, đúng là đồ chết tiệt. Thằng danh, mày nói gì hả, người đàn ông giàu có nghe thấy Trần Triệu Dương nói thế liền trừng mắt nhìn anh, ông ta không ngờ cái thằng ất ơ nãy giờ im phăng phắc thế mà lại dám mở miệng kêu gào như thế.
thằng danh chết tiệt kia, ai cho mày lá gan dám nói năng với ông đây cái kiểu đó hả? Mày không biết đánh vần chữ chết ra sao đúng không? Đã vậy thì ông đây sẽ cho mày biết thế nào là tuyệt vọng. Trong mắt người đàn ông giàu có tràn đầy uy hiếp, mở miệng nói. Ồ, thật sao? Vậy thì tôi phải cảm ơn ông thật rồi. Lớn thế này mà tôi chưa bao giờ biết cái gì gọi là chết, cái gì gọi là tuyệt vọng cả. Trần Triệu Dương lập tức cười nhạo một tiếng, sau đó nhìn người đàn ông giàu có với vẻ mặt khinh thường. Được, mày chờ đó cho tao. Nghe vậy, người đàn ông giàu có lập tức lấy điện thoại ra gọi. Thằng danh, có giỏi thì mày chờ đó, để xem tao sẽ xử mày thế nào. Sau khi gọi điện xong, người đàn ông giàu có nhìn Trần Triệu Dương với vẻ mặt đắc ý. Vậy sao, gọi hội đúng không? Nhưng chắc phải lát nữa người của ông mới tới, ông nói xem trong khoảng thời gian đó chúng ta có nên làm gì không? Chứ không thì chán quá, đương nhiên là không có chuyện. Trần Triệu Dương sợ rồi, anh lập tức đi về phía người đàn ông giàu có ấy. Mày đừng tới đây, tao nói cho mày biết, tao biết võ đấy, cẩn thận tao đánh mày bây giờ. Thấy Trần Triệu Dương tới gần, người đàn ông giàu có giật thót mình, vội vàng lùi lại mấy bước rồi nói. Không, vậy hả? Thế thì ông đánh đi. Trần Triệu Dương không hề dừng lại, anh đi tới trước mặt người đàn ông giàu có, đạp ông ta ngã lăn xuống đất. Bị Trần Triệu Dương đạp ngã, người đàn ông giàu có nằm quay đơ, cô gái bên cạnh ông ta sợ đến mức trốn ra sau cây cột, không dám ho he gì nữa. Ai cho ông cái gan trêu ghẹo vợ tôi, không biết chữ chết viết như thế nào thật hả? Tôi xế cho ông biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Trần Triệu Dương bước, tới rồi giơ chân lên đá. Nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, người đàn ông giàu có cảm thấy quen tai, nhưng rồi ông ta chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ biết ôm đầu kêu la inh ôi. Nhìn thấy cảnh ấy, tất cả nhân viên trong cửa hàng thầm hô đã quá. Mặc dù những nhân viên bán hàng như bọn họ thích nhất là những gã đàn ông giàu có vung tiền như rác kiểu này, nhưng tận sâu dưới đáy lòng lại cảm thấy khinh thường loại đàn ông như thế. Nhìn thấy người đàn ông giàu có ấy bị bẽ mặt, đương nhiên là bọn họ sẽ cảm thấy thoải mái rồi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đã bao giờ người đàn ông giàu có ấy bị đánh thế này, huống chỉ Trần Triệu Dương còn đánh vào những nơi rất đau nhưng lại không để lại vết thương, khiến người ông A càng không chịu nổi. Không có tài thì đừng cố ra vẻ ta đây như người khác, để rồi rước thêm rắc rối vào người. Lúc này, Trần Triệu Dương rút chân về. Ngay trước mặt mọi người, anh chẳng thèm so đo với một kẻ ngu ngốc như thế, bèn quay sang nói với nhân viên bán hàng, gói son của vợ tôi lại, quẹt thẻ. Vừa nói, Trần Triệu Dương vừa lấy tấm thẻ mà Hứa Thiệu Phong đưa anh lúc trước ra, chính anh cũng không biết hiện giờ trong đó có bao nhiêu tiền nữa. Vâng, thưa anh, thấy Trần Triệu Dương oai phong như thế, cái nhìn của nhân viên lập tức thay đổi, nhanh chóng nhận lấy tấm thẻ mà anh đưa. Sau khi nhận lấy tấm thẻ của anh, bàn tay của nhân viên bán hàng hơi run rẩy, suýt thì làm rơi thẻ xuống đất. Thẻ này là thẻ đen toàn cầu, phải biết mỗi năm thẻ đen chỉ được phát hành 100 tấm, những người có thẻ không có ai là người đơn giản hết. May mà thái độ của cô ta lúc trước không quá tệ, nếu không ông chủ mà biết thì sẽ đuổi việc cô ta mất. Người đàn ông giàu có thì đang ngồi trên mặt đất với dáng vẻ uất ức. Ông ta ngẩng đầu lên, trùng hợp nhìn thấy tấm thẻ của Trần Triệu Dương. Thế là trái tim ông ta đập hãng một nhịp, bởi vì ông ta cũng nhận ra tấm thẻ ấy, trong lòng hối hận không thôi. Người có thẻ đen toàn cầu có thể là một kẻ nghèo hèn được sao? Rõ ràng không phải là người mà ông ta chọc vào nổi. Ấy thế mà ông ta lại chọc vào rồi. Đang yên đang lành, sao ông ta lại thích sĩ diện hão làm gì cơ chứ? Bây giờ thì hay rồi, không xuống nước kiểu gì được. Tít, quẹt thẻ thành công, không bao lâu sau, máy quẹt thẻ vang lên thông báo quẹt thẻ thành công. Thưa anh, thẻ của anh đây ạ. Cô à, đây là son của cô thật hạnh phúc. Nhân viên bán hàng lần lượt đưa thẻ và son cho Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến, sau đó nịnh nọt thêm một câu. Nghe thấy lời nói của nhân viên bán hàng, Nam Cung Yến cảm thấy ngọt ngào trong lòng, nhưng chỉ khẽ gật đầu. Trần Triệu Dương mừng thầm, nhân viên bán hàng này được đó, trợ giúp anh một phen ra trò. Chính là nơi này, ông chủ Vu Bảo đánh gãy chân thằng đàn ông, còn đứa con gái thì bắt lại, trong lúc người đàn ông giàu có đang nghĩ xem phải chấm dứt ân oán này thế nào, bên ngoài vọng tới những tiếng ồn ào, ngay sau đó, mười mấy người đô con trông như dân giang hồ đổ xô vào trong. Thấy vậy, nhân viên cửa hàng vội vàng gọi điện thoại nội bộ để kêu bảo vệ tới, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Hội của ông tới rồi hả? Không ngờ ông còn quen biết cả dân xã hội đen, được đấy, Trần Triệu Dương giơ oám chân lên người đàn ông giàu có, nói với vẻ mặt bình tĩnh như cũ, muốn đánh gãy chân tôi, lại còn đòi bắt vợ tôi, to gan thật.
tôi xin lỗi, tôi sai rồi, sau này tôi không dám kiêu ngạo như thế nữa, anh là người độ lượng, xin anh hãy thả tôi đi, như thả một con chó thôi mà, lúc này ông chủ Vu sắp tuyệt vọng luôn rồi. Lũ khốn ấy, bình thường cần bọn họ thì rất lâu mới thấy mặt, sao hôm nay lại tới nhanh như thế? Chả dám, nhiều dân giang hồ như thế, tội sợ lắm, Trần Triệu Dương bày ra dáng vẻ sợ hãi. Ông chủ Vu, phải ông chủ Vu không vậy, đám xã hội đen kia tìm quanh cửa hàng một lúc rồi mới tìm được ông chủ Vu trên mặt đất, nếu không có chiếc nhẫn to phạc trên ngón tay ông ta thì e rằng bọn họ còn không nhận ra ấy chứ. Thằng danh, mày là ai mà dám đánh ông chủ Vu? Mau thả ông chủ Vu ra, nếu không, một người đàn ông đeo dây xích vàng chỉ vào Trần Triệu Dương và uy hiếp. Chỉ có điều gã ta vẫn chưa nói hết câu thì Trần Triệu Dương đã tung một cú đá vào thẳng mồm gã, khiến gã ngả người ra sau. Người đàn ông kia còn chưa kịp rên tiếng nào, thì đã bị Trần Triệu Dương đá ngất xỉu, máu tươi trong miệng tuôn ra ào ào. Nói nhảm nhiều quá đấy, có bản lĩnh thì nhào vô, không có bản lĩnh thì mau chóng gọi kẻ chống lưng tới, mà không có kẻ nào chống lưng nữa thì quỳ xuống cho tao. Trần Triệu Dương chẳng hơi đâu mà nghe lũ người đó uy hiếp, anh lập tức mở miệng nói. Nhìn thấy cảnh ấy, người đàn ông giàu có hối hận không thôi. Muốn chết, nghe thấy những gì Trần Triệu Dương nói, lại còn thấy đại ca của mình bị đánh ngất xỉu, những tên còn lại bất chấp tất cả, hô hào. Rồi xông về phía trước. Xông lên thì nhanh đó, nhưng tiếc là bay ngược trở lại còn nhanh hơn. Cứ một cú đá là Trần Triệu Dương lại đá bay một tên ra khỏi cửa hàng. Đánh nhau trong cửa hàng, nhỡ mà làm hỏng đồ của người ta thì sẽ không hay. Thằng danh, mày dám đánh bọn tao là người của chị Mị đó. Mày đánh tao thì chẳng khác nào chọc tới thế lực ngầm của cả thành phố Nam Hải, mày chết chắc rồi, có người bực bội gào lên. Mày đang nói tới Tô Hồng Mị hả? Nghe thấy tên đó nói vậy, Trần Triệu Dương híp mắt lại, lạnh lùng nhìn tên đó và hỏi. Trần Triệu Dương không ngờ những tên này lại là người của Tô Hồng Mị. Nếu tay sai của Tô Hồng Mị toàn là những kẻ như thế này thì thế lực ngầm của thành phố Nam Hải phải chỉnh đốn lại rồi. Vốn dĩ Nam Cung Yến chẳng có hứng thú với những chuyện này, nhưng nghe thấy tên của Tô Hồng Mị, cô lập tức vực dậy tinh thần, nhìn Trần Triệu Dương và những người kia. Mày cũng từng nghe tên chị Mị rồi à? Đúng thế, bọn tao chính là người của chị Mị, vậy mà mày lại dám đắc tội với bọn tao. Thằng danh, nói ra lai lịch của mày đi, nếu không thì hôm nay mày không đi khỏi đây được đâu. Như thể tìm được chỗ dựa, tên đó đắc ý nói. Được lắm, vẻ mặt của Trần Triệu Dương rất lạnh lùng, anh lấy điện thoại gọi. Đến tầng 2 trung tâm mua sắm Hải Thượng, sau khi cuộc gọi được kết nối, Trần Triệu Dương lạnh lùng nói với Tô Hồng Mị ở đầu bên kia, sau đó trực tiếp tắt máy luôn. Vốn Tô Hồng Mị còn rất vui khi thấy Trần Triệu Dương gọi điện cho mình, tưởng anh nhớ tới cô ta rồi, nhưng khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng và mang theo hơi hướng mệnh lệnh của anh, cô ta không khỏi run lên. Nhưng Tô Hồng Mị không muốn chống lại Trần Triệu Dương, dù rằng cô ta đang cảm thấy rất ấm ức, không biết mình đã làm sai điều gì. Thế là Tô Hồng Mị gọi thêm mấy trợ thủ đắc lực. Tới, lái xe tới thẳng trung tâm mua sắm Hải Thượng. Lúc này, Trần Triệu Dương kéo Nam Cung Yến ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh. Anh chẳng thèm nhìn những tên kia, trong đầu vẫn đang nghĩ xem phải xử lý như thế nào. Nếu là Tô Hồng Mị dung túng bọn chúng thật thì anh phải làm sao? Anh chỉ mong là Tô Hồng Mị không quản lý chặt nên có người tự ý dùng danh nghĩa của cô ta ra oai. Đám côn đồ kia vốn còn định kêu gào thêm vài câu, nhưng vì cảm thấy bầu không khí không ổn nên. Chẳng tên nào dám hé răng nữa. Đánh thì đánh không lại, nếu cụp đuôi bỏ đi thì sượng mặt chết mất. Thằng Oe, mày chờ đó, tao sẽ gọi thêm người, lúc này, một tên côn đồ lấy điện thoại ra gọi. Trần Triệu Dương chẳng thèm để ý tới gã. Vợ à, em có cần đi làm không? Lúc này Trần Triệu Dương mới nhớ ra rằng vợ mình từng gặp Tô Hồng Mị rồi, hơn nữa hai người họ còn gây nhau nữa, nếu gặp mặt thì đánh nhau mất. Hôm nay không đi, ở đây có một vở kịch vui, phải xem cho hết thì thôi chứ, Nam Cung Yến liếc nhìn Trần Triệu Dương rồi thản nhiên nói. Vậy được rồi, Trần Triệu Dương miễn cưỡng gật đầu, trong lòng thì thầm kêu khổ. Chưa tới 10 phút sau, một người đàn ông mặc áo đen dẫn ba tên đô con mặc áo đen tới. Đại ca, anh tới rồi, các anh em bị hà hiếp ghê lắm, anh phải giúp bọn em đó, nhìn thấy người đó, đám côn đồ mừng rơn, vừa lăn vừa bỏ tới trước mặt tên đó. Đứa nào dám ăn hiếp người của thằng Cường Tam này, dẫn tao đi xem nào, người đàn ông mặc áo đen trợn mắt lên với những người đang vây xem xung quanh. Thấy xã hội đen tới thật, mọi người nhanh chóng giải tán, nhưng vẫn lén nhìn về phía này. Đại ca,
là thằng đó, ông chủ Vu, lúc này, người kia kể lại những chuyện đã xảy ra. Đúng là lũ ăn hại, nhiều người như thế mà thua một thằng danh con, cút đi cho tao, biết đám tay sai của mình bị một người đánh gục, Cường Tam nổi giận đá tên kia lăn đi, sau đó đi về phía Trần Triệu Dương. Thằng kia, chính mày đã đánh bọn đàn em của tao hả? Cường Tam đi tới trước mặt Trần Triệu Dương rồi lạnh lùng nhìn anh. Đúng là tao đánh đó, nhưng chẳng lẽ mày không hỏi xem vì sao tao đánh bọn chúng à? Trần Triệu Dương gật đầu thừa nhận, sau đó mở miệng nói. Hừ, tao có cần biết là nguyên nhân gì, mày đánh người của tao tức là mày sai. Tao cho mày hai sự lựa chọn, một là bồi thường 500.000 tiền thuốc men cho đám anh em của tao, sau đó quỳ xuống xin lỗi, hai là tao sẽ đánh gãy tay chân mày rồi quăng mày xuống sông, Cường Tam hung tợn nói. Những người đã tránh xa nơi này nghe vậy lập tức rụt cổ lại. Bọn họ không ngờ là mình lại được chứng kiến cảnh xã hội đen hành hung, hơn nữa còn là ở trung tâm mua sắm Hải Thượng, không hiểu sao bảo vệ của cửa hàng vẫn chưa tới nữa. Thực ra bảo vệ của cửa hàng đã tới từ lâu rồi, nhưng thấy đám côn đồ này không dễ chọc, bọn họ chẳng dám bước ra. Ngang tàng đấy, nhưng tao khuyên mày nên đợi thêm một lát nữa, nếu không mày sẽ phải hối hận đó, Trần Triệu Dương lắc đầu, hơi bất mãn về sự quản lý của Tô Hồng Mị. Anh không mong đám người trong thế giới ngầm này lương thiện gì cho cam, nhưng ít nhất thì không thể hà hiếp người dân một cách trắng trợn như thế được, đây là nguyên tắc cơ bản. Xem ra thế giới ngầm của thành phố Nam Hải này cần thiết lập lại quy tắc rồi. Ha ha, ăn nói cứng đó nhỉ, không biết còn tưởng mày là Trần gia đấy, Cường Tam cười rồi hằn học nói, đánh gãy tay chân nó cho tao. Nghe thấy câu ấy của Cường Tam, ba tên đứng sau gã ta xông qua đám đông để tấn công Trần Triệu Dương. Nhìn thấy thực lực của ba tên đó, Trần Triệu Dương lập tức híp mắt lại. Rõ ràng cả ba tên đều là võ giả, tuy rằng mới tu luyện, nhưng vẫn mạnh hơn người bình thường nhiều. Để tôi đi, nhớ các cậu tung ra một chưởng là hắn bay màu luôn thì phải làm sao, một người đàn ông trong số đó vươn tay ra ngăn cản hai người còn lại, nói với vẻ mặt ngạo mạn. Nhẹ tay một chút, đừng để nó bay màu thật nhé, hai người kia cười tí tởn dừng bước lại. Kể từ khi trở thành võ giả, bọn họ luôn hất mặt lên trời. Rốt cuộc lúc này cũng được thể hiện trước mặt người khác, sao lại không kiêu ngạo cho được. Lũ rác rưởi, sắc mặt của Trần Triệu Dương rất khó coi, anh không ngờ đám người này lại huênh hoang đến thế. Không để bọn chúng nói thêm gì nữa, Trần Triệu Dương bước lên trước, tung ra ba chưởng đánh bay ba tên đó ra ngoài. Ba người kia không lường trước được là Trần Triệu Dương lại ra tay trực tiếp như thế, bọn họ muốn né nhưng chẳng thể né nổi. Chuyện này, nhìn thấy cảnh ấy, Cường Tam trợn tròn mắt. Không dám tin là ba thằng đàn em đắc lực của mình lại mỏng manh dễ vỡ như vậy. Điều ấy chứng tỏ người đàn ông trẻ tuổi này không dễ dây vào. Rốt cuộc mày là ai? Cường Tam kìm nén sự khiếp sợ trong lòng, gã ta mở miệng hỏi. Mày không xứng biết thân phận của tao, Trần Triệu Dương lạnh giọng nói, không hề khách khí chút nào. Mày tưởng là võ giả thì đã chắc kèo à? Xem ra tao phải đích thân ra tay rồi, mà tao đã ra tay thì không chỉ đơn giản là đánh gãy chân tay thôi đâu. Nghe vậy, Cường Tam lập tức nổi khùng lên. Dám coi thường gã ta ấy hải. Lên đi, cái loại rác rưởi, sống cũng chỉ làm ô nhiễm không khí thôi, Trần Triệu Dương lạnh giọng quát, sau đó phi thẳng tới trước mặt Cường Tam, chậm rãi vươn tay đánh về phía gã ta. Những người xung quanh đều nhìn thấy động tác của Trần Triệu Dương, thế này thì chậm quá rồi đấy. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy khó hiểu là Cường Tam thực sự vẫn đứng yên ở đó và không hề di chuyển. Bốp! Một tiếng bạt tai vang lên giòn giã, Cường Tam bị đánh bật ra, đập mạnh vào cây cột. Đám thuộc hạ của gã ta đơ người ra, đầu nghĩ có phải đại ca bị ngu rồi không? Thế mà lại đứng yên đó cho Trần Triệu Dương tát. Những tên thuộc hạ này làm sao biết được rằng thật ra gã ta rất muốn đánh trả, nhưng không cách nào di chuyển được. Hơn nữa, có thể tát gã ta bay ra ngoài, loại thực. Lực này nhất định không phải mình có thể đối phó được. Mày là ai? Lúc này Cường Tam vô cùng sợ hãi, chỉ có thể đứng đó cho người ta đánh, hoàn toàn không thể phản kháng được, điều này thật sự khiến gã ta khó chấp nhận. Cường Tam, cậu đang làm gì vậy? Khi Cường Tam được đỡ dậy, cả đám người họ đều đang trừng mắt nhìn Trần Triệu Dương thì một giọng nói trong trẻo vang lên. Sau đó, mọi người nhìn thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp vội vã đi đến, theo sau cô ta còn có vài người đàn ông rất hung hãn. Chị Mị, sao chị lại ở đây? Cường Tam lập tức có linh cảm không lành khi nhìn thấy chị Mị xuất hiện ở đây. Nếu tôi không đến, cậu định hủy hoại hết danh tiếng của tôi sao? Người đó chính là Tô Hồng Mị, sau khi nhận được điện thoại của Trần Triệu Dương thì cô ta vội vàng tới.
Lúc này, sắc mặt của Tô Hồng Mị vô cùng khó coi, giờ cô ta mới hiểu tại sao Trần Triệu Dương lại tức giận đến như vậy. Bị người của mình chắn đường, lại còn bị đánh, đổi lại là người khác thì có tức giận không chứ? Chị Mị, em không có. Em chỉ là nhận được lời kêu cứu của các anh em nên mới đến giúp thôi, nhìn thấy chị Mị đang tức giận, Cường Tam dùng mình, nói một cách thận trọng. Cút sang một bên cho tôi, lát nữa tôi sẽ tính sổ cậu sau, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lạnh như băng, rồi đi về phía Trần Triệu Dương. Trần gia, thực xin lỗi, tôi đã không nghiêm khắc với thuộc hạ, nên mới để xảy ra chuyện này. Tô Hồng Mị nói với thân phận là thuộc hạ của Trần Triệu Dương, đương nhiên là cô ta không thể thân mật với anh khi có mặt người ngoài. Không phải không nghiêm khắc mà là chỉ quản lý không thích đáng. Ban đầu tôi đã nói, đừng làm những chuyện hại dân. Nếu hôm nay không phải tôi mà là người khác thì sao? Chẳng phải đã bị đánh gãy tay chân rồi ném xuống sông rồi không? Giọng điệu của Trần Triệu Dương rất bình tĩnh, không chút bực bội, nhưng càng khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Vâng, tôi nhất định sẽ loại bỏ những thứ cặn bã này càng sớm càng tốt. Nghe xong lời nói của anh, Tô Hồng Mị bặm môi nói. Được rồi, đem bọn họ đi đi. Còn việc xử lý như thế nào, chị tự giải quyết sao cho thỏa đáng là được. Trần Triệu Dương xua tay, trực tiếp rời đi cùng Nam Cung Yến. Mang bọn họ đi, sắc mặt Tô Hồng Mị tái nhợt, lập tức hét lên với những người phía sau. Chị Mị, đừng mà, chúng em cũng không biết anh ta lợi hại như vậy, chúng em sẽ không dám nữa. Cường Tam thấy vậy, nào đâu biết được mình đã chọc phải hổ, lập tức kêu lên. Nếu hôm nay cậu dây vào tôi thì còn không có chuyện gì, nhưng người cậu dây phải lại là Trần gia. Bây giờ cậu đã hiểu chưa, vẻ mặt Tô Hồng Mị lãnh đạm nói. Cái gì, Trần gia, anh ta là Trần gia, sau khi Cường Tam nghe Tô Hồng Mị nói vậy, gã ta liền thừ người ra. Gã ta đương nhiên biết đến uy phong của Trần gia, lúc đầu, Trần gia đã giành được quyền kiểm soát thế giới ngầm của thành phố Nam Hải khiến nhiều người vẫn không phục. Nhưng khi anh dễ như trở bàn tay mà chặt được đầu ông cụ Diệp, xóa sổ nhà họ Diệp, thì thành phố Nam Hải đã không còn ai dám hó hé nửa lời. Lúc đầu bọn họ đều coi Trần gia là thần tượng, không ngờ hôm nay lại đụng chúng phải anh như vậy. Tất cả đều là do Vô Đại Đầu. Nếu không phải ông ta, chúng ta sẽ không chọc giận Trần gia rồi. Cường Tam hung hăng trừng mắt nhìn ông chủ Vu đang sợ hãi đứng ở bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Mang hết đi, Tô Hồng Mị tất nhiên sẽ không tha cho kẻ đầu sỏ, lập tức cho người mang hết đám người này đi. Sau khi Trần Triệu Dương đưa Nam Cung Yến rời đi, đối mặt với ánh mắt dò hỏi của cô, Trần Triệu Dương nhất thời không biết phải nói với cô như thế nào. Tối về, anh sẽ kể chi tiết chuyện này cho em nghe, Trần Triệu Dương suy nghĩ một chút liền nói. Được, cô không phải là người không nói lý, gật đầu đồng ý. Đồng thời cô cũng cảm thấy tò mò về Trần Triệu Dương, mặc dù biết anh không phải người bình thường, nhưng không ngờ Trần Triệu Dương lại có tầm ảnh hưởng lớn tới vậy. Nghe những người này nói, Trần Triệu Dương dường như có sức răn đe vô cùng lớn, lại còn được người ta gọi là Trần gia. Trong lòng Nam Cung Yến dấy lên nghi ngờ, anh đưa cô đến công ty nhưng không hề ở lại làm việc, về việc này cô cũng không ép buộc vì biết rằng Trần Triệu Dương có việc riêng. Anh lo lắng cho đám người Giang Tử Phong, ai biết bây giờ ba người bọn họ đã tu luyện thành bộ dạng gì rồi. Ngay lập tức, Trần Triệu Dương lái xe về phía Hồ Lộc Minh, sau khi đến đó, anh phát hiện nơi này lại có người đang canh giữ, hơn nữa khí thế của những người này thật phi thường. Xin lỗi, đây là phạm vi tư nhân, cấm vào. Nhân viên bảo vệ ở cửa liền chặn xe của Trần Triệu Dương ở bên ngoài, cảnh giác nhìn anh. Tôi là Trần Triệu Dương, chỗ này là của tôi, Trần Triệu Dương lập tức giải thích. Ý anh nói, anh là cậu Trần sao? Tôi xin lỗi, trước đây chúng tôi chưa từng gặp anh, nhưng cũng không thể cho anh vào. Trần Triệu Dương vốn nghĩ rằng sau khi nói tên của mình ra thì họ có thể để anh vào, nhưng không ngờ, lại làm cho họ cảnh giác hơn. Hơn nữa, Trần Triệu Dương cũng nhìn ra rằng 4 hoặc 5 nhân viên bảo vệ khác đã nhanh chóng chạy đến tập trung ở đây, hơn nữa tốc độ di chuyển khá nhanh. Được rồi, tôi sẽ gọi điện thoại, Trần Triệu Dương gật đầu, không có gì phật lòng. Đây là lãnh địa riêng của anh, đương nhiên là anh hy vọng nó được phòng thủ kiên cố, những người này cũng khá chuyên tâm làm nhiệm vụ. Anh lập tức gọi cho Giang Tử Phong, nhưng không ngờ cậu ấy lại không trả lời điện thoại. Trần Triệu Dương cũng không điện nữa. Dù sao thì bây giờ Giang Tử Phong rất có khả năng là đang tu luyện, nếu như trong quá trình tu luyện bị phân tâm thì sẽ không tốt. Nhân viên bảo vệ nhìn thấy Trần Triệu Dương vẫn còn ở ngoài cửa, trong lòng càng cảnh giác cao độ hơn. Thưa anh, đây là khu vực tư nhân, mời anh mau đi cho, nhân viên bảo vệ bước tới,
bắt đầu đuổi Trần Triệu Dương đi. Chỗ này cũng thuộc khu vực tư nhân sao? Tôi ở đây ngắm phong cảnh, chắc không phạm pháp chứ? Trần Triệu Dương đột nhiên nảy ra cái ý này, liền cười híp mắt hỏi. Xin lỗi, đây quả thực là khu vực tư nhân. Xung quanh ngọn núi này đều thuộc khu vực tư nhân cả, xin mời rời đi cho. Nhân viên bảo vệ thấy anh đang cố ý gây sự, liền nhìn thẳng về phía anh, cứng rắn nói. Đúng lúc này, một tốp nhân viên bảo vệ dàn hàng ngang chạy từ trong ra. Nhìn thấy đám bảo vệ được huấn luyện bài bản này, Trần Triệu Dương mừng thầm trong bụng. Mặc dù đám người này không phải dân học võ nhưng rất có tính kỷ luật, có lẽ đều là người từng đi lính về. Mấy người định đuổi tôi đi đúng không, tôi cứ ở lì đây đấy thì sao? Mấy người thử động đến tôi xem tôi có lột ra mấy người không? Cho mấy người khỏi tìm được công việc ở thành phố Nam Hải này luôn. Trần Triệu Dương lập tức hóa thân thành tên nhà giàu ngang ngược, hống hách nói. Xem ra tên này đến đây gây chuyện thật rồi. Nếu đã vậy, chúng ta không cần khách sáo nữa. Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, người đội trưởng của nhóm bảo vệ lập tức đanh mặt lại. Trói cậu ta lại sau đó dùng xe đưa xuống dưới núi, đội trưởng đội bảo vệ lập tức để hai người cấp dưới ra tay. Hai người họ nhận lệnh rồi đi về phía Trần Triệu Dương. Sau đó, bọn họ giơ tay lên, tóm lấy bả vai Trần Triệu Dương. Thú vị đấy, bả vai Trần Triệu Dương hơi rung lên, bỗng hai bả vai trơn tuột, hai người bảo vệ vốn cứ nghĩ đã tóm chắc được anh nhưng lại trượt mất. Tới đi, bắt lấy tôi nè, nếu không bắt được thì tôi xông vào trong đấy, Trần Triệu Dương lùi về sau vài bước, cười hà hà nói với mấy người bảo vệ. Đây không phải người tầm thường, thêm hai người nữa xông lên, chặn đứng đường lui của cậu ta. Không cần nhẹ tay nữa, cứ bắt được rồi tính tiếp, đội trưởng đội bảo vệ vẩy tay một cái, bỗng có hai nhân viên xông ra, bao vây Trần Triệu Dương. Muốn vây chặn tôi sao, xem mấy người có bản lĩnh đấy không đã, Trần Triệu Dương nở nụ cười. Để mặc bọn họ vây quanh mình, sau đó làm một động tác tay khiêu khích bọn họ. Ngông cuồng, ngang ngược, sắc mặt của mấy người bảo vệ bỗng trở nên khó coi vô cùng, lập tức tăng tốc nhào lên tấn công Trần Triệu Dương. Bọn họ biết Trần Triệu Dương không giống người bình thường, vậy nên dốc toàn bộ sức lực để ra tay. Trần Triệu Dương liên tục né tránh, không hề đánh trả. Mấy người bảo vệ này đúng là có chút công phu, nếu không phải Trần Triệu Dương có được cơ thể đặc biệt. E rằng đã bị bọn họ đánh cho sấp mặt từ lâu rồi. Hơn nữa mấy người bảo vệ này rất có sức lực, hoàn toàn có thể sánh với ám kình võ giả, cũng vì chưa được huấn luyện chuyên sâu nên chỉ biết dùng sức đánh nhau. Có điều, cách tóm người và kỹ thuật cận chiến của mấy người bảo vệ này đều là chiêu thức trong quân đội. Đương nhiên còn pha trộn thêm mấy pha võ thuật khác, chắc chắn bọn họ đều là người bình thường đi lính về. Người bình thường sẽ không có thân thủ như này, hoặc cũng có thể là người từng làm cho đội đặc chiến. Trần Triệu Dương không còn dùng giọng điệu khinh rẻ, ánh mắt coi thường để nhìn bọn họ mà nghiêm túc để quan sát. Tránh hết ra cho tôi, đội trưởng đội bảo vệ trông thấy cấp dưới của mình mãi vẫn không bắt được một thanh niên trẻ tuổi thì bỗng tức giận, lập tức xông tới. Những người khác nghe đội trưởng nói vậy, cũng biết thực lực của anh ta nên đều nhanh chóng rút lui. Đội trưởng ra tay, chúng ta thắng chắc rồi. Tên nhóc này như con lươn vậy, không tóm được. Tên nhóc này rất mạnh. Không biết đội trưởng phải mất bao lâu mới đánh bại được cậu ta. Khi nhìn thấy đội trưởng của mình tự động ra tay, hai mắt của mấy người bảo vệ bỗng phát sáng lên, nhìn không chớp mắt. Có chút bản lĩnh đấy, để anh đây thử solo một trận, đội trưởng đội bảo vệ bỏ mũ xuống, đưa cho thành viên trong đội, sải bước đến trước mặt Trần Triệu Dương, vừa chắp tay, vừa giống giặc nói. Được, trông thấy dáng vẻ của anh ta, Trần Triệu Dương biết ngay người này chắc cũng là kẻ học võ. Chẳng trách anh ta có thể làm đội trưởng của đám người này. Anh chẳng cần trốn đông trốn tây mà thẳng tay ra đòn, solo một trận với anh ta. Trần Triệu Dương không dùng toàn bộ sức lực của mình, anh chỉ dùng sức mạnh cơ bắp, hơn nữa cũng mới dùng có 2 phần 10 công lực. Thì ra là người học võ, khi cảm nhận được sự linh hoạt của cơ thể và chiêu thức của đối phương, Trần Triệu Dương bỗng tăng lên thành 3 phần 10 sức mạnh, vậy mới có thể giữ được thế cân bằng với đối phương. Rốt cuộc người này làm nghề gì vậy? Không ngờ cậu ta đỡ được nhiều chiêu của đội trưởng đến vậy. Không phải là đỡ được nhiều chiêu của đội trưởng mà hoàn toàn chiếm thế thượng phong rồi. Không sai, cậu xem, rõ ràng đội trưởng đã dốc toàn bộ sức lực để đánh nhưng tên nhóc kia lại có vẻ rất thư thái. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt mấy nhân viên bảo vệ bỗng trở nên căng thẳng. Được rồi, đừng đánh nữa, anh không phải đối thủ của tôi, Trần Triệu Dương đám đối phương lùi về phía sau. Thản nhiên nói. Rốt cuộc cậu là ai? Đến đây có mục đích gì?
Nếu cậu không chịu nói, cho dù biết chắc mình không thắng nổi tôi cũng sẽ dốc hết sức. Sau khi lùi về sau 5-6 bước, đội trưởng đội bảo vệ mới đứng vững lại, rồi lên tiếng tỏ vẻ nghi ngờ. Mặc dù nói là sẽ dốc hết sức nhưng đôi tay đang run rẩy đã nói cho anh ta biết, đối thủ có sức mạnh nghiền nát mình, e là do có mục đích gì đó nên mới không tung toàn bộ sức mạnh, nếu không anh ta thua từ lâu rồi. Tôi tên Trần Triệu Dương, là chủ nơi này, lúc này Trần Triệu Dương không còn ý muốn tiếp tục. Mọi chuyện, anh đã nắm được trình độ của những người bảo vệ này rồi, anh khá hài lòng. Cái gì, cậu là cậu chủ Trần? Thật ngại quá, vừa rồi chúng tôi không biết là cậu, đắc tội NGSA. Trần Triệu Dương nói xong, đội trưởng đội bảo vệ giật thoát mình, lập tức nằm tay lại và nói. Không sao, anh cũng không biết tôi. Hơn nữa cho dù tôi nói mình là Trần Triệu Dương thì các anh cũng chưa từng gặp mặt. Anh tên gì? Trần Triệu Dương khoát khoát tay, không chút để bụng. Tôi tên Hứa Nghị, giữ chức đội trưởng đội bảo vệ. Hứa Nghị thả lỏng người, nhanh miệng đáp. Đãi ngộ ở nơi này rất tốt, anh ta không muốn vì sự bốc đồng của mình mà mất việc. Hơn nữa, không phải chỉ có mình anh ta ở đây mà còn có thêm mấy người anh em nữa. Tốt, thành viên trong đội bảo vệ ai nấy đều rất tốt, đều là đàn ông đích thực, Trần Triệu Dương gật đầu khen ngợi. Khi biết Trần Triệu Dương là cậu chủ, thành viên đội bảo vệ vốn rất hoang mang nhưng nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, ai nấy đều thẳng lưng ưỡn ngực. Đúng rồi, Giang Tử Phong đâu? Sao tôi gọi điện mà cậu ta cũng không nghe máy? Trần Triệu Dương bỗng nghi ngờ hỏi. Cậu Giang đang ở trong biệt thự, để tôi đi gọi cậu ấy. Hứa Nghị nghe Trần Triệu Dương nói vậy, anh ta thở phào nhẹ nhõm, sau đó sai người đi gọi Giang Tử Phong. Trần Triệu Dương rất hài lòng với cách làm việc của Hứa Nghị. Hứa Nghị là người rất tinh tế, lại vô cùng cẩn trọng, người như vậy rất hợp làm đội trưởng. Vốn dĩ Hứa Nghị cho rằng Trần Triệu Dương sẽ khó chịu, nhưng trông thấy anh không hề nổi giận, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, Giang Tử Phong chạy tới cùng người bảo vệ kia. Đại ca, anh đến rồi, sao anh không vào trong? Giang Tử Phong đang tu luyện nhưng lại bị đánh thức, đương nhiên tâm trạng sẽ không được thoải mái cho lắm nhưng sau khi nhìn thấy Trần Triệu Dương thì vui mừng chạy tới. Cậu còn hỏi hả, cậu tìm người tới làm việc nhưng chẳng cho bọn họ nhìn hình của tôi nên tôi mới bị chặn ở ngoài cửa. Trần Triệu Dương chẳng chút khách sáo với Giang Tử Phong, nói thẳng mặt. Hả, em xin lỗi. Đại ca, là do em thất trách, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Giang Tử Phong mới hiểu ngọn ngành câu chuyện, cảm thấy có chút ái ngại. Được rồi, không sao hết, đi thôi, vào trong cái đã. Trần Triệu Dương không tức giận, anh vẫy tay với đám người Hứa Nghị sau đó đi vào trong với Giang Tử Phong. Đợi khi đến biệt thự rồi, Trần Triệu Dương mới hỏi Giang Tử Phong, đám bảo vệ kia là thế nào? Đại ca, chỗ chúng ta trống vắng quá, nếu có người xông nhầm vào thì không ổn, thế nên từ đợt anh đi thành phố Vân Hải, em đã bắt đầu tuyển dụng bảo vệ và tiến hành huấn luyện. Đại ca, anh yên tâm đi, những người này khá khẩm lắm, anh không cần lo lắng về mức độ trung thành. Và lại, thực lực của họ cũng rất được. Giang Tử Phong lập tức báo cáo một lượt về quá trình của sự việc. Khá lắm, chuyện này cậu làm rất tốt, có điều, thực lực của những người này vẫn hơi thấp. Nếu cậu cảm thấy họ thực sự trung thành thì nói với tôi sẽ cung cấp phương pháp luyện công và nguồn lực để luyện công cho họ, Trần Triệu Dương nghĩ một lát rồi nói. Vâng, đại ca, Giang Tử Phong gật gật đầu. Các cậu tu luyện thế nào rồi? Trần Triệu Dương lập tức hỏi. Đại ca, hai chị dâu có thiên phú dị bẩm rất đáng kinh ngạc, khi em mới vận hành được Tam Châu Thiên thì họ đã có thể vận hành Ngũ Châu Thiên, em còn tưởng mình là kỳ tài bẩm sinh cơ. Nghe thấy Trần Triệu Dương hỏi vậy, Giang Tử Phong bỗng chốc thấy nhụt chí như bị đả kích vậy. Ồ, để tôi xem, nghe thấy lời nói của Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương bỗng thấy ngạc nhiên. Phải biết rằng tư chất võ đạo của Giang Tử Phong vốn không kém anh quá nhiều, thế mà tư chất từ Tịnh Nhã và Dương Lệ còn đáng sợ hơn Giang Tử Phong, há chẳng phải là còn tốt hơn tư chất của mình sao? Giang Tử Phong vận hành vòng châu thiên, Trần Triệu Dương lập tức kiểm tra cho cậu ta. Quả nhiên! Anh phát hiện ra Giang Tử Phong đã hoàn toàn nhập môn, trở thành một võ giả thực thụ, điều này khiến Trần Triệu Dương cực kỳ chấn động, phải biết rằng mới qua một đêm thôi. Khá lắm, rất tốt, tiếp tục cố gắng. Đi nào, dẫn tôi đi xem hai người họ, Trần Triệu Dương gật gật đầu hài lòng. Giang Tử Phong lập tức dẫn Trần Triệu Dương lên tầng, vừa lên đến nơi, Trần Triệu Dương cảm nhận được hai luồng linh khí từ bốn xung quanh tụ lại về đây, xông vào hai căn phòng. Mới qua bao lâu mà hai người đã biểu hiện ra hiện tượng kỳ dị thế này, xem ra tư chất của hai cô gái thực sự rất khá. Đừng làm phiền họ,
biết hai cô gái đang tiến hành tu luyện, Trần Triệu Dương ngăn động tác gõ cửa của Giang Tử Phong. Mức độ linh khí này thế này, hai người họ có chịu nổi không, cảm nhận được linh khí hội tụ về, Trần Triệu Dương bỗng chốc nhíu mày. Cứ thế này không ổn, nền móng chưa vững thì làm sao đột phá lên cao hơn được, Trần Triệu Dương biết rằng không thể để họ tiếp tục như thế này, nếu không thì cảnh giới của hai người này nâng cao quá nhanh, sẽ có tai họa ngầm rất lớn. Trần Triệu Dương lập tức vận động chân khí trong cơ thể, bắt đầu cướp lấy luồng linh khí hướng về phía hai người. Với thực lực của Trần Triệu Dương, khi anh dốc sức vận động, không còn một chút chân khí nào tiến vào phòng của hai cô gái nữa. Chuyện gì thế này, sao tôi không cảm nhận được chân khí nâng cao nữa, đúng vào lúc này, Dương Lệ mở cửa phòng ra trước, mặt mũi lộ rõ vẻ mờ mịt. Tôi cũng thế, Từ Tịnh Nhã cũng bước ra, nhưng khi nhìn thấy Trần Triệu Dương có mặt ở đây, bỗng chốc hô lên đầy kinh ngạc. Hai người thay quần áo đàng hoàng đi rồi xuống tầng, Trần Triệu Dương nói với hai người này rồi lôi Giang Tử Phong đi xuống tầng. Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, bấy giờ hai người mới phát hiện ra mình đang mặc áo ngủ, tuy rằng không hở hang, nhưng để lộ cảnh chật vật như thế trước mặt người mình thích quả thực khiến họ hết sức lúng túng. Sau khi xuống tầng, Trần Triệu Dương mới nhớ ra hai người này tự mình tu luyện chứ không được anh dẫn dắt. Quả nhiên, hai người này không chỉ có tư chất tốt mà còn cực kỳ thông minh. Nếu không cũng không tự tu luyện, mà còn gây ra động tĩnh lớn như thế này. Hai cô gái nhanh chóng xuống tầng. Hai người mặc bộ quần áo đẹp đẽ nhất của mình, không quên dùng khoảng thời gian ít ỏi để trang điểm nhẹ nhàng, xem ra trong lòng họ, Trần Triệu Dương thực sự rất quan trọng. Chúng tôi đã tu luyện nhập môn rồi, ban nãy không hiểu tại sao mà đột nhiên không cảm nhận được linh khí nữa, mới đành dừng lại, Dương Lệ lên tiếng trước, như đang tự khen mình. Tuy rằng Từ Tịnh Nhã không nói gì nhưng cũng ỏ ra rất vui vẻ, hiển nhiên vô cùng hài lòng với việc bản thân tu luyện nhanh như thế. Trước hết, chúc mừng các cô đã trở thành võ giả thực thụ, Trần Triệu Dương không hề phê bình họ, dù sao thì họ cũng chưa từng tu luyện bao giờ, đương nhiên không biết lợi và hại bên trong. Nghe được câu chúc mừng của Trần Triệu Dương, hai người lập tức mỉm cười vui vẻ. Tuy rằng cố gắng tu luyện là chuyện tốt, nhưng hôm nay tôi muốn nói với mọi người về một số chuyện liên quan đến tu luyện. Tử Phong, cậu cũng lắng nghe đi, Trần Triệu Dương nghiêm túc nói. Nghe thấy câu nói nghiêm túc của Trần Triệu Dương, hai cô gái và Giang Tử Phong lập tức thu lại nụ cười, ngồi ngay ngắn. Tu luyện trước nay coi trọng việc thuận theo tự nhiên, chăm chỉ tu luyện tuy rằng không sai, nhưng mọi người phải xem bản thân mình có chịu nổi không. Với mức độ vững chắc của kinh mạch các cô ở thời điểm hiện tại, nếu tôi đến muộn hơn một chút, e là kinh mạch của các cô đã chịu tổn thương. Đến lúc đó khôi phục kinh mạch là một chuyện cực kỳ phiền phức, cũng tăng thêm hiểm họa ngầm nếu đột phá về sau này. Thế nên, để tăng thêm thú vui trong lúc tu luyện cho hai cô, tôi sẽ thiết lập một kế hoạch tu luyện cho hai người. Trước tiên Trần Triệu Dương nói rõ một số lợi và hại của việc tu luyện, sau đó lấy giấy bút ra, bắt đầu viết vẽ vẽ. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, hai người bỗng chốc hiểu ra tại sao ban nấy họ đang tu luyện thì cơ thể có cảm giác như người ăn no. Đây là kế hoạch tu luyện của hai người, không được tham lam đòi nhanh, phải đặt nền móng thật vững chắc đã, Trần Triệu Dương đưa bảng biểu cho ba người xem. Sau khi nhìn xong kế hoạch tu luyện trên bảng biểu, cả ba người đờ đẫn. Đại ca, mỗi sáng chạy 5 km sau bữa sáng, quay về rồi tu luyện 3 tiếng đồng hồ rồi chạy thêm 5 km nữa, như thế một ngày phải chạy 20 km à, Giang Tử Phong lập tức kêu ầm lên, mặt mũi khổ sở. Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ cũng lộ rõ vẻ suy sụp, kế hoạch huấn luyện này đúng là quá ác, với thể chất hiện tại của họ, căn bản không thể nào hoàn thành được. Cho dù hoàn thành được, chắc cũng lột mất một lớp da. À, ngại quá, viết sai cho cậu rồi, kế hoạch của cậu hơi khác với họ một chút, Trần Triệu Dương vỗ đầu mình rồi nói với vẻ ảo não. Nghe thấy câu nói của Trần Triệu Dương, Giang Tử Phong bỗng nhìn anh với vẻ chờ mong. Mà Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ thì buồn bực. Lẽ nào không nên thay đổi kế hoạch cho họ sao? Mỗi ngày cậu vác phụ trọng 10 kg rồi hãng chạy, Trần Triệu Dương nói tiếp. Á, ôi trời ơi, ai bảo mày lắm mồm, Giang Tử Phong tát mình một cái, phiền muộn nói. Nhìn thấy vẻ thảm thương của Giang Tử Phong, Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ bỗng chốc bật cười khi thấy cậu ta gặp họa. Nếu mọi người đã nhập môn tu luyện rồi, cũng đến lúc nói với mọi người về vấn đề cảnh giới, Trần Triệu Dương liếc mắt nhìn Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ. Thấy họ không hề chê kế hoạch huấn luyện này quá nặng, điều này khiến Trần Triệu Dương âm thầm gật đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bắt đầu từ lúc võ giả nhập môn,
sau đó là hậu thiên võ giả thiên tiên, võ đạo tông sư. Mỗi cảnh giới được chia thành 3 cấp độ, lần lượt là tiểu thành, đại thành và đỉnh phong. Hậu thiên võ giả là hoàn toàn dựa vào thực lực để chiến thắng, không cần quá nhiều kỹ năng, cho dù tu luyện võ kỹ thì cũng là những thế võ không mạnh cho lắm. Mà đạt đến cấp độ thiên tiên là có thể tu luyện được võ kỹ mạnh, sẽ tiếp xúc nhiều hơn với linh khí đất trời, ý thức sẽ càng nhạy cảm hơn. Còn võ đạo tông sư, có thể phóng ra khí kình, tấn công từ xa, đạt đến cảnh giới võ đạo tông sư là có thể huy động một phần linh khí của đất trời để bản thân sử dụng. Võ giả thiên tiên thăng cấp lên võ đạo tông sư sẽ có cơ hội tôi luyện thân thể, cho nên, sức bền của cơ thể võ đạo tông sư rất kinh người. Đạt đến cảnh giới võ đạo tông sư, dù là cơ thể hay sức mạnh thì đều có thể đè bẹp cảnh giới thiên tiên. Mỗi một cấp bậc đều có những khoảng cách không thể vượt qua, có thể nói rằng, chỉ cần chênh lệch một cấp thì sẽ chênh lệch rất nhiều về sức chiến đấu. Trần Triệu Dương lần lượt giải thích cho họ về sự phân chia của cảnh giới võ đạo, nhưng anh cũng chỉ giảng đến võ đạo tông sư, dù sao thì những cấp về sau đều còn cách anh rất xa, huống chỉ là họ. Đại ca, anh tới cảnh giới nào rồi? Chắc không phải là võ đạo tông sư đâu nhỉ? Giang Tử Phong chớp chớp mắt, tò mò hỏi. Hiện tại tôi là thiên tiên tiểu thành, Trần Triệu Dương cười nói. Cái gì? Nghe thấy những lời của Trần Triệu Dương, không chỉ có Giang Tử Phong ngạc nhiên, mà Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ cũng cực kỳ kinh ngạc. Không đúng, theo những gì anh nói, nếu khác cấp, mà mỗi cấp độ đều có khoảng cách rất lớn, ban đầu khi anh đấu với ông cụ Diệp, ông ấy là thiên tiên đại thành, sao anh có thể đánh thắng ông ấy được? Giang Tử Phong không khỏi nghi ngờ. Chuyện đó đã là gì? Cậu phải biết rằng, đại trưởng lão nhà họ Phong là thiên tiên đỉnh phong, Trần Triệu Dương cũng giết chết ông ta cơ mà. Hai cô gái đã từng chứng kiến Trần Triệu Dương và Phòng Nguyên Vũ chiến đấu với nhau, nhưng họ cũng cảm thấy Trần Triệu Dương không hề có chút khó khăn. Đây chính là những gì tôi muốn nói với mọi người, tầm quan trọng của nền móng. Cấp độ chân khí của tôi thật ra đã tăng lên cấp thiên tiên đại thành, thậm chí là thiên tiên đỉnh phong từ lâu rồi, nhưng tôi luôn áp chế nó, không đột phá chính là vì tôi muốn củng cố nền móng của mình. Đương nhiên, trừ chuyện này ra, còn lại chính là sức mạnh của thể chất. Thể chất cường tráng mới là cơ sở để cải thiện sức mạnh lên bậc cao hơn. Có thể nói như vậy, thể chất hiện tại của tôi, tương đương với thể chất đã tôi luyện của võ đạo tông sư, mọi người cho rằng tôi không thể đánh bại thiên tiên đỉnh phong sao. Trần Triệu Dương không nhịn được lại giải thích thêm một chút, chính là vì để con đường võ thuật của bọn họ không cần phải lòng vòng. Hóa ra là vậy, chẳng trách, sau khi nghe Trần Triệu Dương giải thích, ba người họ cuối cùng cũng biết tại sao Trần Triệu Dương có thể chiến đấu với những người có cấp bậc cao hơn. Đương nhiên, họ không biết, dù có người có thể chất, chân khí dồn nén giống Trần Triệu Dương, nhưng lại không có đôi mắt xuyên thấu, e rằng cũng không thể chiến đấu với những người hơn cấp dễ dàng như vậy. Được rồi, đừng nghĩ đến những thứ đó nữa, mọi người tiến vào cảnh giới hậu thiên càng sớm càng tốt, tôi sẽ đưa cho mọi người linh dược để tôi luyện thân thể, như vậy thì thể chất của mọi người sẽ càng thêm mạnh mẽ hơn. Bây giờ, ra ngoài chạy bộ, đừng lười biếng. Tôi sẽ để Hứa Nghị giám sát mọi người, nếu như mọi người lười biếng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vẻ mặt của Trần Triệu Dương nghiêm nghị, không hề khách khí, cho dù Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ là hai cô gái yếu đuối nhưng chỉ cần đặt chân lên con đường này, họ chỉ có thể leo lên trước, nếu không thì kết cục sẽ càng thêm thê thảm. Cho nên, Trần Triệu Dương thà để bọn họ đổ mồ hôi trong lúc tập luyện bình thường. Còn hơn là để sau này đổ máu hy sinh trong khi chiến đấu với người khác. Vâng, vốn dĩ ba người nghĩ kế hoạch của Trần Triệu Dương lập ra cho họ hơi khắc nghiệt, nhưng sau khi nghe Trần Triệu Dương nói, họ không dám than thở nữa. Thấy ba người họ chạy ra ngoài, Trần Triệu Dương hơi ngây người ra, anh không biết liệu mình có đúng không khi kéo Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ vào thế giới võ đạo này. Dù sao Trần Triệu Dương cũng đã đến đây rồi, anh muốn đến giữa Hồ Lộc Minh một chuyến. Xem bây giờ mộc thạch bảy màu như thế nào rồi. Trần Triệu Dương đến bờ hồ Lộc Minh ngay lập tức, tình cờ nhìn thấy bên bờ hồ có một chiếc thuyền nhỏ, may có chiếc thuyền nhỏ này giúp anh đỡ phải chặt thân cây. Trần Triệu Dương bước lên thuyền, phóng ra khí kình, con thuyền nhỏ nhanh chóng đi về phía giữa hồ. Đến giữa hồ, Trần Triệu Dương cởi quần áo ra, nhảy xuống, lao thẳng về phía đáy hồ. Trần Triệu Dương nhìn thấy tình trạng của mộc thạch bảy màu thì lập tức hài lòng. Nhiều nhất là tốn khoảng 1-2 tháng, mộc thạch bảy màu có thể chín muồi. Khi Trần Triệu Dương chuẩn bị rời đi, một luồng khí đột nhiên ập đến. Hừm, Trần Triệu Dương không ngờ mình lại bị tấn công ở đây, anh nhanh chóng lùi lại, né tránh. Lúc này,
Trần Triệu Dương mới phát hiện ra, đòn tấn công này đến từ một con rắn nhỏ bảy màu sặc sỡ. Con rắn nhỏ chỉ bằng đầu đũa, dài hơn một thước, nhưng đỉnh đầu lại có một bướu thịt màu đỏ tươi, trông cực kỳ quái dị. Lần trước đến cũng không phát hiện ra, không ngờ nơi này cũng có thần thú hộ mệnh, xem ra mộc thạch bảy màu đúng là sắp bước vào giai đoạn chín muồi rồi. Trần Triệu Dương suy nghĩ một chút, còn con rắn sặc sỡ lại tấn công anh nhanh như chớp một lần nữa. Nhóc con, giữ chút thể diện cho tao được không? Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, sau đó đánh một chưởng. Chưởng này của Trần Triệu Dương chỉ dùng 20% sức mạnh, anh chỉ muốn thử xem con rắn nhỏ này mạnh cỡ nào. Nếu như mộc thạch bảy màu này thật sự chín muồi rồi, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều dã thú mạnh mẽ, hoặc là yêu thú như thế này, nếu như con rắn bảy màu này đủ mạnh, có lẽ có thể răn đe không ít kẻ gây rối. Dù sao thì cũng có vài loại không có trí tuệ, nếu mộc thạch bảy màu kia bị phá hủy khi chưa chín muồi, Trần Triệu Dương chắc sẽ khóc mất. Trần Triệu Dương va chạm với con rắn bảy màu, lập tức cảm giác tầng chân khí đang ở trong tay mình nhất thời bị phá vỡ, anh nhanh chóng lui về phía sau, con rắn nhỏ liền sượt qua người anh. Nếu như không phải động tác của anh nhanh nhẹn, e rằng anh đã bị con rắn nhỏ này cắn vào tay. Mặc dù anh không sợ độc, nhưng con rắn nhỏ này quá quái dị, từ trước đến nay Trần Triệu Dương chưa từng gặp con rắn nào như vậy. Màu sắc của rắn càng sặc sỡ thì nọc độc càng mạnh, anh không muốn mạo hiểm, nếu anh không thể nào chống cự được hoặc là không giải được độc thì coi như xong đời. Nếu đã có thể phá vỡ chân khí, thì đúng là khá thú vị, Trần Triệu Dương không ngờ con rắn bảy màu này lại có tác dụng này, ngược lại còn khiến Trần Triệu Dương cảm thấy khá hứng thú. Con rắn nhỏ tấn công cả hai lần đều không thành công thì tức khắc nổi giận, điên cuồng vặn vẹo cơ thể, không ngờ hồ nước xung quanh cũng bắt đầu xoay chuyển mạnh mẽ, một vòi nước bao vây lấy thân thể Trần Triệu Dương. Hửm, thú vị đó, Trần Triệu Dương đột nhiên cảm giác tay chân bị giam cầm, liền cảm thấy hưng phấn. Con rắn nhỏ thần kỳ như vậy, nếu như có thể làm nó khuất phục mình thì đây đúng là chuyện tốt. Con rắn nhỏ thấy người này bị nó giam cầm lại, lập tức rít lên một tiếng, nhanh chóng lao về phía Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương không thoát khỏi sự giam cầm của xoáy nước, mà anh dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn thẳng vào quỹ tích chuyển động của con rắn nhỏ. Đợi đến khi nó đến trước mặt Trần Triệu Dương, anh thoát khỏi sức mạnh của dòng nước nhanh như chớp, nhanh chóng vươn hai ngón tay ra, bóp lấy đầu con rắn nhỏ. Tốt nhất là mày đừng có giấy giụa, nếu tao chỉ cần dùng sức, bóp nát đầu của mày, thì mày xong đời. Trần Triệu Dương cầm con rắn nhỏ nhanh chóng ngoi lên mặt nước, đáp xuống thuyền, sau đó đe dọa nó. Điều khiến Trần Triệu Dương không ngờ đến chính là, con rắn nhỏ này lại lộ ra ánh mắt như con người, tủi hơn, sợ hãi run lên. Ồ, nhóc con mày nghe hiểu tao nói gì sao? Trần Triệu Dương không ngờ con rắn nhỏ lại có thể nghe hiểu được lời nói của mình, hơn nữa ánh mắt lại giống con người như vậy. Có lẽ nó không thuộc về dã thú hoặc là mãnh thú, mà thuộc về yêu thú. Nhóc con, mày sợ tao sẽ cướp linh dược của mày sao? Trần Triệu Dương nắm ngay bảy tấc của con rắn nhỏ, lập tức hỏi. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ si. Con rắn bảy màu lập tức thè lưỡi ra, dường như đang đồng ý với lời nói của Trần Triệu Dương. Nếu như mày bảo vệ mộc thạch bảy màu kia tốt, đợi sau khi tao luyện ra đan dược, tao sẽ để lại cho mày một viên phá trướng đan. Mày bảo vệ hòn đá là vì tự đột phá, tiến hóa, đúng không? Trần Triệu Dương lập tức hứa hẹn. Xì xì. Trần Triệu Dương không ngờ, con rắn bảy màu nghe vậy thì lại đột nhiên tức giận, muốn cắn mình nhưng sao Trần Triệu Dương có thể để nó thành công được, bàn tay đang nắm lấy đầu nó đột nhiên dùng sức. Con rắn nhỏ nhanh chóng ỉu xìu, phẫn hận nhìn Trần Triệu Dương. Nhóc con, mày đừng nhìn tao như vậy, mày được lợi mà, đan dược do tao luyện, ngoại trừ mộc thạch bảy màu này ra thì còn cho thêm vài linh dược nữa, chắc chắn hiệu quả còn mạnh hơn mộc thạch bảy màu, mày đừng tỏ vẻ chịu thiệt như vậy. Trần Triệu Dương thấy dáng vẻ ỉu xìu của con rắn nhỏ, lập tức tức giận giơ tay ra, đánh vào đầu nó. Con rắn bảy màu nghe được lời của Trần Triệu Dương đột nhiên trở nên hưng phấn, ra vẻ nịnh nọt, quấn lấy tay Trần Triệu Dương, không hề để bụng chuyện vừa rồi bị Trần Triệu Dương đánh vào đầu, không có chút tôn nghiêm nào của yêu thú. Nhóc con không chút liêm sỉ nào, đúng là mất mặt cả yêu thú, Trần Triệu Dương thấy nhóc con này không có chút liêm sỉ nào, liền bất lực. Bé rắn nhỏ. Mày ở đây tu luyện cho tốt, bảo vệ mộc thạch bảy màu, không được cho những sinh vật khác tới gần. Kể cả con người, chỉ cần có ai lại gần, lập tức giết không tha, vẻ mặt của Trần Triệu Dương tràn đầy sát khí, dặn dò con rắn bảy màu. Cảm nhận được sát khí đáng sợ của Trần Triệu Dương, con rắn bảy màu khẽ run lên, ánh mắt nhìn Trần Triệu Dương tràn đầy vẻ sợ hãi.
Dã thú nhạy cảm nhất với sát ý, mà sát ý của Trần Triệu Dương có được do chém giết quá nhiều, đương nhiên khiến con rắn bảy màu càng thêm sợ hãi. Rất tốt, đương nhiên mày cũng có thể tự nuốt mộc thạch bảy màu này, đến lúc đó tao sẽ không làm gì, nhưng, mày nên biết bây giờ, mộc thạch bảy màu là độc dược, không ai có thể chịu nổi. Cho nên, nếu như mày ngoan ngoãn hợp tác, tao sẽ chia cho mày chút lợi ích, nếu không thì, dù mày có trốn đến chân trời góc biển, tao vẫn có thể truy sát mày. Ngữ khí nói chuyện của Trần Triệu Dương cực kỳ bình tĩnh, nhưng những lời nói ra lại khiến tim con rắn nhỏ đập thình thịch, sau đó Trần Triệu Dương buông bàn tay đang nắm con rắn nhỏ ra. Con rắn nhỏ trông có vẻ nịnh nọt, không ngừng quấn lấy tay của Trần Triệu Dương, sau đó, Trần Triệu Dương chưa kịp phản ứng lại, liền cắn lên đầu ngón tay giữa của Trần Triệu Dương. Nghiệt xúc, Trần Triệu Dương không ngờ con rắn nhỏ lại xảo quyệt như vậy, khi anh thu ngón tay lại, đầu ngón tay đã chảy một giọt máu, hơn nữa còn khiến anh có cảm giác kỳ lạ. Trần Triệu Dương cảm thấy cả người không còn sức lực, anh không ngờ độc tính của con rắn nhỏ này lại mạnh như vậy. Khi Trần Triệu Dương đang định dùng kim quang trong mắt để đánh tan những chất độc đó đi, muốn động đậy, nhưng anh lại nhận ra tinh thần của anh đã được liên kết với con rắn nhỏ này rồi. Chuyện này, Trần Triệu Dương không ngờ lại có sự thay đổi này, anh cảm nhận lại cơ thể một chút, nhưng lại nhận ra không hề có chút độc tính nào, cảm giác bất lực vừa rồi chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Sau đó, con rắn bảy màu cực kỳ thân mật trườn lại, quấn quanh cánh tay của Trần Triệu Dương hai lần. Chẳng lẽ là nhận mình làm chủ rồi sao? Trần Triệu Dương hơi ngẩn ra nhưng anh cảm nhận được dường như bản thân đang nắm giữ mạng sống của con rắn nhỏ này, có thể dặn dò, ra lệnh cho nó qua tỉnh thần của mình. Tiểu thải, thè lưỡi ra cho tao xem L, Trần Triệu Dương thử nghiệm ngay lập tức. Quả nhiên đúng như suy nghĩ của Trần Triệu Dương, con rắn nhỏ thật sự thè lưỡi ra. Quấn ba vòng quanh tay tao, Trần Triệu Dương giơ tay ra, con rắn nhỏ nhanh chóng trườn vào lòng bàn tay anh, quấn ba vòng, cuối cùng dừng lại, tựa hồ như muốn được khen ngợi. Tốt lắm, ha ha, lệnh đầu tiên là do Trần Triệu Dương nói ra, còn lệnh thứ hai thì truyền tải bằng tinh thần, không ngờ con rắn nhỏ lại thật sự làm theo mệnh lệnh của mình. Lần này, anh thật sự nhặt được bảo bối rồi, cách chiến đấu của con rắn này cực kỳ quái dị, nhưng bây giờ nó vẫn chưa đủ mạnh, nếu như được bồi dưỡng thật tốt, chắc chắn sau này sẽ dùng được. Được rồi, mày ở đây bảo vệ mộc thạch bảy màu cho tốt, đợi sau khi mộc thạch bảy màu trưởng thành rồi, tao sẽ để lại cho mày một viên đan dược. Chắc chắn mày sẽ tiến hóa thành công, Trần Triệu Dương đặt tay xuống dưới nước, dặn dò con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ rời khỏi lòng bàn tay Trần Triệu Dương, dường như rất miễn cưỡng, nó bơi quanh thuyền ba vòng, mới chìm xuống dưới nước. Trần Triệu Dương lập tức quay mũi thuyền, hướng vào bờ. Trước khi rời đi, Trần Triệu Dương sợ sẽ vô tình khiến các nhân viên bảo vệ bị thương, lập tức ra lệnh cho con rắn nhỏ bằng tinh thần, bảo nó không được làm hại đến những người của anh. Linh khí gần hồ Lộc Minh nồng đậm như vậy, trong tay Trần Triệu Dương lại có nhiều linh dược như vậy, có lẽ anh sẽ xem có thể bồi dưỡng được chút nào không, nếu như thật sự có thể làm được, thì có lẽ đây sẽ là tài sản lớn nhất của anh. Hứa Nghị đang tuần tra, nhìn thấy Trần Triệu Dương từ giữa hồ đi tới, hai mắt mở to, bởi vì anh ta phát ông chủ của mình không dùng mái chèo, mà chiếc thuyền giống như bị đẩy về phía trước, cảnh tượng này khiến Hứa Nghị và những thành viên khác trong đội rất ngạc nhiên. Ông chủ, anh trở về rồi, đợi sau khi Trần Triệu Dương xuống thuyền, bọn họ vội vàng chạy đến, nhưng lần này, ánh mắt của bọn họ dành cho Trần Triệu Dương không chỉ là kính nể mà còn có sự sùng bái với kẻ mạnh. Đúng rồi, mọi người mua một chiếc thuyền xung kích, bố trí hai người tuần tra trong hồ cho tôi, nếu như phát hiện ra bất thường gì trong hồ này, lập tức báo cho tôi. Trần Triệu Dương nghĩ mộc thạch bảy màu nhiều nhất là khoảng 2 tháng nữa sẽ trưởng thành, nhưng thời gian cụ thể anh cũng không biết, nếu bỏ lỡ thì sẽ không hay. Vâng, ông chủ, mặc dù Hứa Nghị hơi nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Trần Triệu Dương liếc mắt nhìn ba người bọn họ, phát hiện lúc này ba người đã chạy xong 5 cây em rồi, dù gì Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ cũng là con gái, hai người họ đều mệt rã rời, toàn thân ướt sũng vì hồ môi, còn Giang Tử Phong thì vác theo 10kg ở phía sau, trông vẫn tốt hơn hai người họ. Biết ba người bọn họ không có chuyện gì, Trần Triệu Dương cũng không quấy rầy nữa, anh trực tiếp khởi động xe chạy về phía thành phố. Đã đến giờ tan ca, là lúc đi đón vợ anh về rồi. Khi đến công ty, Trần Triệu Dương không lên lầu, mà đợi ở dưới vì đã đến giờ tan ca rồi. Nhưng Trần Triệu Dương đợi rất lâu vẫn không thấy Nam Cung Yến đi ra, điều này khiến anh không khỏi nhíu mày lại. Trần Triệu Dương lập tức gọi điện, nhưng không có ai trả lời.
Lễ nào đang họp sao, anh bất lực đứng dậy đi lên lầu. Vào công ty, bên trong đã không còn bao nhiêu người, hơn nữa lại là những người mà Trần Triệu Dương cũng không quen biết, hẳn là nhân viên vừa mới tuyển vào. Khi đến tầng nơi Nam Cung Yến làm việc, anh phát hiện phòng họp không hề bật đèn, chỉ có phòng làm việc của Nam Cung Yến vẫn sáng đèn, Trần Triệu Dương lập tức đi về phía đó. Tiểu Yến, nếu chúng ta hợp tác với nhau, chắc chắn sẽ là hai bên cùng có lợi. Cớ gì phải làm vẻ xa cách từ chối tuyệt tình đến thế chứ? Trần Triệu Dương đứng ở cửa nghe thấy giọng nói đầy giễu cợt của một người đàn ông vọng ra từ bên trong, khiến anh giật mình. Đừng gọi tôi như thế, tôi không thân với anh như vậy. Hơn nữa, công ty chúng tôi quyết tâm sẽ giành được chiến thắng trong việc mở rộng kinh doanh ở thành phố Long Hải lần này. Nếu chúng tôi hợp tác với anh, thì có thể kiếm được lợi nhuận gì? Giọng nói vô cùng lạnh lùng của Nam Cung Yến truyền ra. Hi hi, nếu em đồng ý làm bạn gái của anh, việc hợp tác này đều do em làm chủ cả. Nếu kiếm được lợi nhuận thì em có thể thu phần lớn, trong giọng nói của người đàn ông xen lẫn nụ cười nham nhở, sau đó là âm thanh di chuyển của chiếc ghế. Chu Hán Khanh, anh đúng là mơ mộng hão huyền. Nói thật với anh, tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa chồng tôi đối xử với tôi rất tốt, rất yêu tôi và tôi cũng rất yêu anh ấy. Vậy nên, anh đừng ở đó mà hoang tưởng, Nam Cung Yến nói vô cùng kiên định, trong giọng nói của cô còn mang theo một sự tức giận. Nghe những gì Nam Cung Yến nói. Trong lòng Trần Triệu Dương bỗng thấy vô cùng ngọt ngào, anh không ngờ cô sẽ thừa nhận rằng cô đã kết hôn, hơn nữa còn nói rằng cô rất yêu mình. Hả, em đã kết hôn rồi, giọng Chu Hán Khanh mang theo vẻ tức giận xen lẫn sự kinh ngạc, sau đó tức giận nói, kết hôn rồi cũng không quan trọng, anh thích nhất là phụ nữ đã có chồng. Như vậy cũng tốt, anh sẽ không cảm thấy tội lỗi. Giọng nói của Chu Hán Khanh càng lúc càng không ở cố định một chỗ, vừa nói hắn vừa đi về phía Nam Cung Yến. Tên khốn, anh muốn làm gì, thấy hành động của Chu Hán Khanh như vậy, Nam Cung Yến đột nhiên hoảng sợ. Hả, Trần Triệu Dương vốn dĩ muốn xông vào, nhưng ngay sau đó đã dừng lại, tại sao anh lại quên mất hai người bọn họ? Lúc này, hai chị em họ cận đang ở trong phòng trong của Nam Cung Yến, may mà có hai người họ ở đó, bằng không thì lúc anh không ở bên cạnh Nam Cung Yến kịp thời, nếu có chuyện gì xảy ra chắc anh sẽ vô cùng hối hận. Tiểu Liệt, Tiểu Băng, ném thứ rác rưởi này ra ngoài cho tôi, Trần Triệu Dương định đi vào. Dù sao, đây cũng là cơ hội để anh thể hiện, nhưng sau đó anh lại nghe thấy giọng nói độc đoán của vợ mình truyền ra. Em sớm đã thấy gai mắt tên ngốc này lắm rồi, chị Yến, nhìn em đây, giọng Cận Liệt phát ra từ bên trong, rất hợp với tính cách của cô ta. Ây da, thật là bất ngờ lại có cả một cặp chị em sinh đôi luôn à, nhìn thấy hai chị em họ Cận mặc trang phục chuyên nghiệp, Chu Hán Khanh phấn khích thốt lên. Trong mắt lộ ra vẻ thèm khát. Con cóc ghẻ này, suy nghĩ cũng nhiều quá rồi đó, cút khỏi đây cho tôi, giọng nói của Cận Liệt đầy sự giận dữ, cô ta hung hăng đá vào bụng hắn một cái, sau đó nhấc bổng hắn đi về phía cửa. A, anh Dương, sao anh lại ở đây? Cận Liệt vừa mở cửa định ném Chu Hán Khanh ra ngoài, bỗng nhìn thấy Trần Triệu Dương thì ngạc nhiên nói. Tôi đi đón vợ tan ca, vứt đống rác này đi, vứt ngoài cổng ấy, đừng làm bẩn sàn công ty. Trần Triệu Dương gật đầu, liền căn dặn. Các người buông tôi ra, biết tôi là ai không? Tôi chính là cậu chủ của tập đoàn Chu Thị ở thành phố Long Hải. Các người dám đối xử với tôi như vậy, có tin là tôi sẽ khiến cho công ty của các người không bao giờ bước chân vào thành phố Long Hải được không? Lúc này, Chu Hán Khanh rốt cục cũng nhận thức được, lập tức giống lên. Từ nhỏ đến giờ, có khi nào hắn bị đánh thế này đâu chứ? Thật sự là xấu hổ khi bị một người phụ nữ nhỏ nhắn quyến rũ quật ngã và lôi kéo đi. Ném ra ngoài đi, Trần Triệu Dương liền lạnh lùng nói khi Cận Liệt có chút do dự. Vâng, anh Dương, vốn dĩ Cận Liệt vẫn còn do dự, nhưng khi nghe Trần Triệu Dương nói vậy, cô ta lập tức phấn khích lên, cảm thấy làm việc cho anh thật sự rất sảng khoái. Các người không thể làm điều này với tôi là, Chu Hán Khanh tức giận khi nghe những lời của Trần Triệu Dương, lập tức cố gắng nói gì đó. Nhưng đã bị Cận Liệt đấm vào miệng, những lời còn lại đều không thốt ra được. Sau đó, cô ta kéo hắn vào thang máy như kéo một con chó chết. Nhìn thấy Cận Liệt kéo Chu Hán Khanh đi, Trần Triệu Dương quay đầu nhìn Nam Cung Yến và Cận Băng. Chị em cô vất vả rồi, Trần Triệu Dương nói với Cận Băng. Anh Dương, anh đừng khách sáo, đây vốn là việc của chúng tôi nên làm, Cận Băng luôn nói với dáng vẻ lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với tính cách của em gái Cận Liệt của mình. Vợ! Anh xin lỗi, anh đến muộn rồi, Trần Triệu Dương có chút áy náy nói. Chị em họ là được anh phái đến à? Nam Cung Yến ngạc nhiên hỏi.
Bởi vì ban đầu chị em họ bảo vệ Nam Cung Yến một cách bí mật, nhưng sau khi nghĩ lại, Nam Cung Yến thường xuyên đi đến những nơi mà chị em họ không thể vào nên chỉ có thể đích thân bảo vệ, lúc đầu bọn họ chỉ nói rằng mình được giao nhiệm vụ bảo vệ Nam Cung Yến. Nam Cung Yến vốn dĩ không muốn thu nhận, nhưng sau đó chị em họ đã đánh bại đám vệ sĩ đường võ của cô, cho nên cô mới thu nhận chị em họ. Tuy nhiên, sau đó hai người họ đã giúp cô giải quyết rất nhiều rắc rối, điều này khiến cho sự cảnh giác của Nam Cung Yến đối với chị em họ dần mất đi, nhưng cho đến hôm nay, cô mới biết là do Trần Triệu Dương đã nhờ bọn họ bảo vệ mình. Khi ở thành phố Vân Hải, anh không thể bảo vệ em, nên anh chỉ có thể để chị em họ bảo vệ em. Dù sao mọi người cũng đều là con gái, như vậy càng tiện hơn, anh cũng không giấu giếm mà thẳng thừng thừa nhận. Trong lòng Nam Cung Yến vô cùng cảm động, nghĩ tới chuyện mình từng hiểu lầm Trần Triệu Dương, ghen tuông, cáu giận, rồi còn chặn số điện thoại của anh, cô không khỏi cảm thấy áy náy. Được rồi, vợ à, chúng ta đi ăn cơm đi, ăn xong anh sẽ nói một số chuyện về anh cho em nghe. Trần Triệu Dương vẫn nhớ lời hứa của mình với Nam Cung Yến, rằng tối nay anh sẽ kể một số chuyện về bản thân mình cho cô nghe. Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến sốt sắng nói, chúng ta về nhà ăn cơm đi, tôi làm cơm, vừa ăn vừa nói. Nhưng vừa dứt lời là Nam Cung Yến lập tức cảm thấy sai sai, nói về nhà như thế thật sự là xấu hổ. Về nhà ăn cơm, Trần Triệu Dương cảm thấy kích động, xem ra Nam Cung Yến đang dần đón nhận anh rồi, mọi cố gắng của anh trong thời gian qua không uổng phí chút nào, tối nay phải uống chút rượu ngon mới được. Thế là anh lẳng lặng gửi tin nhắn cho Hứa Thiệu Phong. Bảo hắn chuẩn bị mấy chai rượu vang, rồi mua thêm một bó hoa tươi mang tới biệt thự. Tiếp đó anh gửi tin nhắn cho Đường Võ, không thì Hứa Thiệu Phong sẽ không vào biệt thự được. Vốn dĩ Trần Triệu Dương định bảo Giang Tử Phong chuẩn bị, nhưng có thể bây giờ cậu ấy đang tu luyện, đọc được tin nhắn của anh thì chắc thức ăn cũng nguội hết rồi. Hai chị em các cô tới Hồ Lộc Minh tìm Giang Tử Phong trước đi, nơi này cứ để tôi, Trần Triệu Dương nghĩ, tạm thời anh không cần đi đâu. Nhiệm vụ bảo vệ vợ đương nhiên phải để anh làm rồi. Được, nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Cận Băng gật đầu rồi đi luôn. Sau khi ra ngoài, Cận Băng không khỏi cảm thấy khó chịu, không ngờ Trần Triệu Dương lại kết hôn rồi, hơn nữa với dáng vẻ ấy thì e rằng bọn họ rất yêu nhau. Cô ta còn đỡ, nhưng nghĩ tới em gái mình, cô ta không khỏi nhức đầu, không biết có nên nói ra hay không. Đương nhiên Trần Triệu Dương không thể biết chị em nhà họ Cận nghĩ gì rồi. Hiện giờ anh cũng chẳng rảnh mà nghĩ tới. Đây là bữa cơm chính thức đầu tiên giữa anh và Nam Cung Yến, vậy nên tâm trạng của anh khá là kích động. Sau khi lên xe, Trần Triệu Dương đang lái xe thì Nam Cung Yến bỗng mở miệng, chị em nhà họ Cận xinh đẹp đó nhỉ? Hừ, đẹp ở đâu, so với vợ anh thì bọn họ làm gì đủ tuổi, lúc đầu Trần Triệu Dương định thuận miệng tán đồng, nhưng sau đó anh lập tức sực hiểu, vội vàng chuyển từ câu khẳng định thành câu nghi vấn. Vậy sao? Tôi cảm thấy chị em bọn họ rất xinh đẹp, hơn nữa một người nhiệt tình như lửa, một người lạnh lùng như xương, là một cặp chị em hiếm gặp, đã thế còn là sinh đôi nữa. Nam Cung Yến rất hài lòng về câu trả lời của Trần Triệu Dương, nhưng vẫn chưa chịu bỏ qua cho anh. Vợ ơi, anh không có gì với bọn họ thật mà, chỉ đơn giản là cấp trên với cấp dưới thôi, em đừng nghĩ lung tung đấy nha. Nghe thấy những gì vợ mình nói, Trần Triệu Dương lạnh toát sống lưng, vội vàng lên tiếng chứng minh cho sự trong sạch của mình. Biết rồi, chuyên tâm lái xe đi, Nam Cung Yến rất hài lòng, lúc này mới dựa vào ghế, để lộ ra đường cong hoàn mỹ của mình. Vốn dĩ Trần Triệu Dương chỉ định nhìn lén biểu cảm của vợ mình thôi, kết quả lại nhìn thấy cảnh ấy, khiến con mắt anh không dứt ra được. Chú ý xe đằng trước kìa, đừng nhìn ngó lung tung, để xảy ra chuyện gì là tôi không tha cho anh đâu, Nam Cung Yến bỗng hô lên. Trần Triệu Dương vội vàng rút ánh mắt về rồi chuyên tâm lái xe. Nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn lén một cái. Trong lòng Nam Cung Yến cảm thấy ngọt ngào. Ở bên ngoài anh luôn bày ra cái dáng vẻ anh đây là thứ hai thì chả có ai là thứ nhất, còn ở trước mặt cô lại như thế, chứng tỏ Trần Triệu Dương rất quan tâm tới cô. Vốn dĩ Nam Cung Yến rất bất mãn với cuộc hôn nhân này, nhưng tiếp xúc dần với Trần Triệu Dương, cô phát hiện ra Trần Triệu Dương cũng rất tốt, có đôi khi anh rất có sức hút với phụ nữ, ấn tượng của cô về Trần Triệu Dương đang dần thay đổi. Đến khi Trần Triệu Dương lái xe đưa Nam Cung Yến về biệt thự, anh bắt gặp ánh mắt mập mờ của Đường Võ, xem ra Hứa Thiệu Phong đã chuẩn bị xong xuôi cho anh rồi. Sau khi mở cửa biệt thự ra, Nam Cung Yến lập tức sửng sốt, bởi vì lúc này tầng 1 đang bị bao phủ bởi đèn màu, bóng bay và hoa hồng, lối đi từ cửa đến bàn ăn được trải đầy cánh hoa hồng. Ngoài ra thì bàn ăn cũng được bày biện rất lãng mạn,
rượu vang đã được mở sẵn, thức ăn chế biến cầu kỳ, lại còn cả nến nữa, thực sự là vô cùng lãng mạn. Trần Triệu Dương cũng không ngờ là Hứa Thiệu Phong lại làm tốt như thế, chuẩn bị vô cùng đầy đủ, khiến anh cực kỳ hài lòng. Nam Cung Yến cảm động vì sự lãng mạn này, đôi mắt trở nên mông lung. Đây là cảnh tượng mà bất cứ cô gái nào cũng muốn nhìn thấy, bữa tối với ánh nến, hoa hồng, rượu vang, đèn màu và các món ăn ngon. Chẳng lẽ tối nay Trần Triệu Dương định? Nghĩ tới đây, trong lòng Nam Cung Yến không khỏi cảm thấy thấp thỏm. Mặc dù cô đang dần mở rộng cửa lòng với anh, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, liệu có nhanh quá không? Bởi vì suy nghĩ đang rối bời nên Nam Cung Yến đứng sững lại ở cửa, đến tận khi Trần Triệu Dương mở miệng gọi cô mới hoàn hồn lại. Vợ à, em không sao chứ? Đi nào, chúng ta đi ăn cơm thôi, Trần Triệu Dương làm động tác mời. Nam Cung Yến vừa thấp thỏm lại vừa mong chờ, cô kìm nén cảm xúc mâu thuẫn ấy, theo Trần Triệu Dương tới trước bàn ăn. Trần Triệu Dương bước tới thật nhanh, kéo ghế ra để cô ngồi xuống rồi mới quay lại chỗ của mình. Tất cả đều do anh chuẩn bị hả? Ánh mắt của Nam Cung Yến hơi mâu thuẫn, cô mở miệng hỏi. Đúng thế, vợ anh làm việc vất vả cả một ngày rồi, sao anh có thể để vợ xuống bếp nữa cơ chứ? Trần Triệu Dương nở nụ cười phong độ, đồng thời đáp lời cô. Nghe thấy câu nói ấm áp ấy của anh, Nam Cung Yến cảm thấy trái tim mình như bị đánh trúng một cú thật mạnh, ánh mắt của cô khi nhìn về phía Trần Triệu Dương cũng đong đầy sự dịu dàng. Vợ à, để anh rót rượu cho em, tiếc là Trần Triệu Dương đang mải rót rượu nên không chú ý tới, nếu không với tính cách của anh, e rằng anh sẽ lâng lâng như đang ở trên 9 tầng mây mất. Sau đó, trong suốt thời gian ăn tối, Trần Triệu Dương đã kể lại một số chuyện mà mình đã làm trong thời gian gần đây. Đương nhiên là anh chỉ lựa chuyện để nói thôi, dù sao cũng đang ăn cơm, không nên nhắc tới những chuyện bạo lực máu me, ảnh hưởng tới khẩu vị. Nhưng cho dù như thế thì Nam Cung Yến vẫn rất sửng sốt, cứ như đang nghe kể chuyện cổ tích vậy. Cô hoàn toàn không thể ngờ được rằng khoảng thời gian vừa qua Trần Triệu Dương đã trải qua nhiều chuyện đến thế, tất cả đều do một mình anh gánh vác. Anh không nói với người làm vợ như cô là bởi vì sợ cô lo lắng sao? Nghĩ tới đây, tình cảm của Nam Cung Yến với Trần Triệu Dương càng sâu đậm hơn một chút. Bầu không khí rất tốt đẹp, Trần Triệu Dương kể chuyện, chỉ thỉnh thoảng Nam Cung Yến mới đặt câu hỏi, đại đa số thời gian đều lắng nghe anh nói. Trần Triệu Dương, anh có hối hận vì đã cưới tôi không? Đột nhiên, Nam Cung Yến buột miệng hỏi một câu. Nói xong, Nam Cung Yến hơi hối hận, hỏi thế này thì lộ liễu quá rồi. Hối hận, Trần Triệu Dương nói chắc như đỉnh đóng cột. Trái tim Nam Cung Yến run lên, sắc mặt cô thay đổi hẳn. Đúng lúc này, Trần Triệu Dương nói tiếp, anh hối hận vì không cho em một lần cầu hôn cả đời khó quên, hối hận vì không cho em một đám cưới hoành tráng, hối hận vì không quen biết em sớm hơn. Vốn dĩ sắc mặt của Nam Cung Yến đang dần trở nên ảm đạm, nhưng sau khi nghe thấy lời giải bày nặng tình ấy của anh, cô không khỏi cảm động, nỗi tủi hờn trong lòng như muốn trào ra. Chẳng có cô gái nào không muốn có một tình yêu trọn vẹn, chẳng có cô gái nào không muốn có một lần cầu hôn khắc cốt ghi tâm, cũng chẳng có cô gái nào không muốn có một đám cưới long trọng. Cô cứ thế gả cho Trần Triệu Dương một cách qua loa, không có cầu hôn, không có đám cưới, không có áo cưới, càng không có tình yêu. Cô từng trách bố mình và ông nội, vì sao bọn họ lại chi phối tình cảm của cô, tự tiện quyết định thay cô. Nhưng sau khi nghe thấy lời bày tỏ nặng tình của Trần Triệu Dương, mọi nỗi ấm ức đều tan thành mây khói. Nhưng sự tủi hờn của cô trong những ngày qua lập tức bùng nổ. Hu hu, Nam Cung Yến òa khóc, cô nhào vào. Lòng Trần Triệu Dương. Cô muốn xả hết những tủi hờn trong bao ngày qua ra ngoài, hôm nay là một cơ hội tốt. Cảm nhận được nỗi tủi hờn của cô, Trần Triệu Dương đau lòng tột độ, anh ôm lấy cô, vuốt nhẹ vào lưng cô. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng Nam Cung Yến cũng xả hết những bức bối trong lòng ra. Ôm một người đẹp quyến rũ nóng bỏng như thế, chẳng thể có chuyện Trần Triệu Dương không rung rinh cho được. Nam Cung Yến khóc đỏ hoe đôi mắt, bờ môi cũng đỏ mọng ướt át, Trần Triệu Dương không kìm. Nén được, anh kề sát vào bờ môi ấy. Nam Cung Yến cũng cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh, đôi mắt trở nên mê ly. Môi của hai người càng lúc càng gần, Trần Triệu Dương kích động không thôi. Vào lúc mà anh sắp đạt được ước muốn, trực giác mách bảo anh đang có nguy hiểm rình rập. Theo bản năng, Trần Triệu Dương ôm Nam Cung Yến ngả vật ra sofa. Viên đạn đã được gắn thiết bị giảm thanh xẹt qua vị trí vừa rồi của Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến, dập tắt ngọn nến trên bàn. Vốn Nam Cung Yến đang trong cơn mê tình,
bị Trần Triệu Dương ôm mạnh như thế, cô giật mình tỉnh táo lại. Cảm nhận thấy Trần Triệu Dương đã ôm mình lên sofa, Nam Cung Yến không khỏi bối rối. Anh vội vàng như thế sao? Bây giờ anh định làm thế với cô hả? Rốt cuộc cô có nên phản kháng không đây? Đừng nhúc nhích, có người đến, Trần Triệu Dương ôm lấy Nam Cung Yến rồi nói khẽ vào tai cô. Đồng thời, anh dùng mắt xuyên thấu nhìn xung quanh một lượt. Có mấy người vừa nhảy qua tường vào biệt thự, còn tay súng bắn tỉa thì cách quá xa nên tạm thời anh chưa phát hiện ra. Cái gì, nghe thấy anh nói vậy, Nam Cung Yến giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, cô bất giác cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Mục tiêu của chúng là vợ mình, Trần Triệu Dương tính toán góc độ bản lén của viên đạn vừa rồi, phát hiện ra nó nhắm thẳng vào đầu của Nam Cung Yến. Đối với tay súng bản tỉa, mục tiêu mới là quan trọng nhất, vậy nên Trần Triệu Dương dễ dàng đoán ra những kẻ đó đang nhằm vào Nam Cung Yến. Dám có ý đồ giết vợ tao, chán sống rồi, trong lòng Trần Triệu Dương dâng lên sát ý, anh hạ quyết tâm bất kể đối phương là ai thì anh cũng phải diệt trừ tận gốc. Vợ à, ôm lấy anh, tuyệt đối đừng buông tay ra, để anh tìm nơi nào đó an toàn cho em ẩn nấp, Trần Triệu Dương nhẹ giọng nói với Nam Cung Yến. Dù sao Nam Cung Yến ở bên cạnh thì anh sẽ phân tâm, đến lúc đó mà làm cô bị thương thì sẽ không hay. Không đợi Nam Cung Yến trả lời, Trần Triệu Dương đã nhanh chóng ôm cô nhảy lên, đi tới trước tầng hầm cất đống đá cực ngọc và phỉ thúy lần trước. Tầng hầm ấy được xây dựng để phòng ngừa động đất, hiện tại có thể dùng để trốn tránh nguy hiểm. Vợ à, em núp ở đây, nếu anh không gọi thì em đừng lên tiếng. Bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không được ra, nhớ chưa, Trần Triệu Dương đưa Nam Cung Yến tới tầng hầm rồi dịu dàng nói. Anh, còn anh thì sao? Hay là chúng ta cùng trốn vào rồi gọi điện thoại cho đám Đường Võ, trái tim Nam Cung Yến căng như dây đàn, cô sốt sảng nói. Không sao, mấy con chuột nhắt ấy mà, lát nữa anh sẽ đi giải quyết chúng. Anh sẽ quay lại tìm em nhanh thôi, nhớ những gì anh dặn đó, dứt lời, Trần Triệu Dương đóng cửa tầng hầm lại, sau đó mang một vài thứ đổ rất nặng tới chặn trước cửa hầm. Cho dù đối phương tìm được cửa vào cửa tầng hầm thì cũng cần mấy người để khiêng đồ đi, không thể mở ra ngay được. Sau khi làm xong, trong mắt Trần Triệu Dương hiện lên sát ý điên cuồng. Lũ khốn ấy đã muốn chết thì anh sẽ cho chúng toại nguyện. Nhất định phải cẩn thận đó, tôi chờ anh, trong tầng hầm vọng ra giọng nói loáng thoáng của Nam Cung Yến, khiến Trần Triệu Dương cảm thấy ấm áp. Vợ yên tâm đi, chồng em là siêu nhân đó, không sao đâu, Trần Triệu Dương nhẹ giọng nói, sau đó nhanh chóng biến mất. Tổ 1 tổ 2 nhanh chóng tìm kiếm, tìm ra mục tiêu thì giết chết rồi rút lui, sau khi Trần Triệu Dương ẩn núp. Vài bóng người nhanh nhẹn xông vào biệt thự tìm kiếm. Trần Triệu Dương di chuyển nhanh như cắt, đám người ấy chẳng hề phát hiện ra anh. Rắc rắc, anh nhanh chóng tìm được một người, đá một cú vào cổ tên đó. Tên đó còn chưa kịp rên thì xương cổ đã bị anh đấm nát rồi. Tiếng động phía bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những tên khác, đến khi bọn chúng chạy tới thì tên kia đã chết ngay đơ rồi. Chết tiệt, có cao thủ, tất cả cẩn thận, vừa vào biệt thự. Còn chưa kịp tìm ra mục tiêu mà đã hy sinh một người, sắc mặt của người đàn ông cầm đầu tái hẳn đi. Cẩn thận có tác dụng à, đúng lúc này, giọng nói của Trần Triệu Dương vọng tới, ngay sau đó, lại có một tên bị đánh gãy cổ, ngã vật xuống mặt đất. Tổng cộng chỉ có 5 người, vậy mà giờ đã bay màu 2 người, sắc mặt của 3 tên còn lại vô cùng khó coi, bởi vì đến lúc này bọn chúng vẫn chưa nhìn thấy ai hết. Tiếp đó, chưa tới 2 phút sau, 3 tên chỉ còn lại một tên. Kết cục của 2 tên kia giống hệt mấy tên trước. Ra cho tao, mày là người hay ma, thấy đồng bạn của mình đã bị giết sạch, chỉ còn lại một mình, người đàn ông cầm đầu trở nên điên cuồng. Tao ở ngay bên cạnh mày, chỉ có điều mày không nhìn thấy mà thôi, giọng nói của Trần Triệu Dương vang lên đằng sau tên cầm đầu, gã quay đầu lại, căn bản không hề biết Trần Triệu Dương xuất hiện từ lúc nào. Chết đi, thấy Trần Triệu Dương xuất hiện, tên đó gào lên, chĩa súng về phía anh rồi lập tức bóp cò. Nhưng điều gã không ngờ được là tiếng súng không hề vang lên, khi nhìn lại thì cổ tay của gã đã bị gãy rồi, bàn tay đang cầm súng còn lắc lư nữa. Được rồi, nhiệm vụ của mày thất bại rồi đó. Bây giờ nghĩ đi, chết ở đây như đám anh em của mày, hay là mở mồm ra. Tao cho mày một cơ hội, khai ra kẻ đã sai xử chúng mày đi, Trần Triệu Dương thản nhiên nói. Mày đừng mơ, còn lâu tao mới nói cho mày, mày giết tao đi, tên đó rất cương quyết, trực tiếp mở miệng nói. Mày không nói thì tao cũng không ép mày, tạm thời cứ chờ ở đây đi, đợi tao xử xong tay súng bắn tỉa rồi sẽ tới tìm mày, Trần Triệu Dương đánh tên đó ngất xỉu rồi giấu gã đi.
Xong xuôi, anh lướt đi thật nhanh, lao về phía tay súng bắn tỉa vừa rồi. Sau khi tìm ra vị trí của tay súng bắn tỉa, Trần Triệu Dương phát hiện ra tên đó không còn ở đó nữa rồi. Không hay rồi, Trần Triệu Dương thay đổi sắc mặt, lao thật nhanh về phía biệt thự. Đợi đến khi anh đi tới nơi vừa giấu tên kia, gã đã bị cắt cổ rồi, không thể sống được nữa. Mày nói xem tội gì phải như thế, tao không giết mày, nhưng đồng bạn của mày lại lấy mạng mày, vốn Trần Triệu Dương còn muốn tra hỏi, nhưng không ngờ tên này lại bị diệt khẩu. Anh không muốn để Nam Cung Yến chứng kiến cảnh tượng máu me này, bèn gọi điện thoại cho đám Đường Võ, bảo bọn họ lái một chiếc xe lớn tới. Gọi điện thoại xong, Trần Triệu Dương bắt đầu kiểm tra những tên này, nhưng chẳng có một manh mối nào cả, hiển nhiên tất cả những tên này đều đã chuẩn bị tinh thần một đi không trở lại rồi. Sắc mặt của Trần Triệu Dương cực kỳ khó coi, tình huống kẻ địch ẩn núp trong bóng tối còn phe ta lại đứng ngoài ánh sáng như thế này là phiền phức nhất, muốn giải quyết cũng không nghĩ ra được cách gì. Xem ra khoảng thời gian tới anh nhất định phải kề kề bên cạnh Nam Cung Yến, bởi vì không biết những kẻ đó sẽ giở thủ đoạn gì nữa. Không bao lâu sau, Đường Võ dẫn người tới. Nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn ở đây, bọn họ thầm lấy làm giật mình. Anh Dương, xin lỗi, tại bọn em không ở đây nên mới xảy ra chuyện như vậy, Đường Võ nói với vẻ tự trách. Dù sao hắn cũng là đội trưởng đội vệ sĩ, biệt thự bị tập kích mà bọn họ lại không có mặt, đây là sự tắc trách của bọn họ. Không trách các cậu được, thu dọn cái đống này trước đi, có biết phải xử lý thế nào không? Trần Triệu Dương xua tay, sau đó bảo bọn họ xử lý mấy cái xác chết. Yên tâm đi, bọn em có cách xử lý riêng, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Thấy Trần Triệu Dương không có ý định báo cảnh sát, Đường Võ hiểu ý anh, bèn đứng ra đảm bảo. Tốt, bắt tay vào làm đi, Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó hỗ trợ đám Đường Võ cho mấy cái xác vào trong xe tải, sau đó dọn dẹp biệt thự để nó bớt máu me hơn. Sau khi xử lý đâu ra đấy, Trần Triệu Dương mới chuyển những vật nặng chặn ở cửa tầng hầm ra rồi gõ vào cửa. Vợ à, là anh đây, không sao nữa rồi, Trần Triệu Dương mở miệng nói, đồng thời mở cửa ra. Em đang làm gì đấy vợ, sau khi mở cửa ra, anh phát hiện ra Nam Cung Yến đang cầm chặt một cái chổi, dáng vẻ như chuẩn bị liều mạng. Hơ, không sao rồi à, thấy Trần Triệu Dương vào hâm, rốt cuộc Nam Cung Yến cũng thở phào. Một hơi. Sau đó lại lo lắng hỏi. Anh không sao, chỉ có điều biệt thư hơi nhếch nhác, Trần Triệu Dương vươn tay ra, cầm lấy cái chổi trong tay Nam Cung Yến, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô. Rúc vào lòng Trần Triệu Dương và cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh, rốt cuộc Nam Cung Yến cũng thấy an toàn hơn nhiều. Vợ à, chúng ta ra ngoài đi, dưới tầng hầm rất tối, không phải là nơi để mặn nồng bên nhau, Trần Triệu Dương bế cô ra ngoài. Vợ nè, có phải chúng ta nên tiếp tục chuyện giang dở vừa rồi không, Trần Triệu Dương bồn chồn nói. Hả, tôi buồn ngủ rồi, đi về ngủ đây, sau vụ việc đột ngột vừa rồi, Nam Cung Yến đâu còn tâm trạng đó nữa, cô chạy như bay lên tầng 2. Nhìn theo bóng lưng như đang chạy trốn của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương thở dài một hơi. Đừng để tao biết là ai, nếu không tao sẽ cho. Mày biết tay, chuyện tốt bị phá hỏng, Trần Triệu Dương tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Vốn dĩ hôm nay sẽ có bước đột phá mang tính lịch sử, anh chờ mong ngày này lâu lắm rồi, nhưng bây giờ lại tan tành hết. Tất cả là tại mấy tên khốn ấy, tới lúc nào không tới, cố tình tới vào thời điểm quan trọng như thế này. Trần Triệu Dương không dám để Nam Cung Yến ở trên tầng 2 một mình, dù sao tay súng bắn tỉa kia cũng trốn được rồi, bây giờ còn chưa biết ở đâu, nếu tên đó đột ngột quay lại thì Nam Cung Yến sẽ không trốn đi đâu được mất. Vậy nên Trần Triệu Dương lại đi vòng quanh biệt thự một vòng. Cuối cùng quyết định tu luyện ở ban công ngoài phòng Nam Cung Yến để tiện bảo vệ cô. Đồng thời, Trần Triệu Dương còn gửi tin nhắn cho Tô Hồng Mị, bảo cô ta tìm kiếm những kẻ đặc biệt đã tới Nam Hải. Với thế lực ngầm của Tô Hồng Mị, có lẽ cô ta sẽ điều tra ra nhanh thôi. Lúc đầu Nam Cung Yến ngủ không ngon lắm, nhưng không biết vì sao về sau lại ngủ rất ngon. Thức giấc với sự thư thái, Nam Cung Yến mở rèm cửa ra. Cô lập tức giật nảy mình. Bởi vì Trần Triệu Dương đang ngồi khoanh chân ngoài ban công, với dáng vẻ này thì có vẻ như anh đã ngồi đây cả đêm, xương làm tóc và quần áo anh ướt hết rồi. Nam Cung Yến lập tức hiểu ra ngay, chắc chắn là Trần Triệu Dương sợ chuyện tối qua lặp lại nên mới ở đây bảo vệ cô cả đêm. Thảo nào lúc đầu cô ngủ không ngon, nhưng về sau lại rất yên tâm, thì ra là bởi vì có Trần Triệu Dương ở đây canh chừng cho cô. Ngay lúc Nam Cung Yến kéo rèm ra là Trần Triệu Dương đã tỉnh rồi. Vốn anh không muốn để cô biết là mình đã canh chừng ở đây cả đêm,
nhưng anh không đoán trước được rằng vừa dậy là Nam Cung Yến đã ra mở rèm cửa. Huống chỉ đêm qua anh tu luyện rất thuận lợi, nơi này gần Nam Cung Yến, hiệu quả tu luyện rất cao, khiến anh không muốn đứng lên chút nào. Anh cảm thấy Thiên Tiên Tiểu Thành sắp không kìm hãm được nữa rồi, sẽ đột phá nhanh thôi. Anh, tôi, vẻ mặt của Nam Cung Yến có vẻ như rất cảm động, nhưng cô không biết phải nói gì cả. Vợ à, nếu em cảm động đến thế thì làm nốt chuyện hôm qua đi, Trần Triệu Dương dướn người vào trong cửa sổ, hôn Nam Cung Yến một cái. Ha ha, hôn xong, Trần Triệu Dương nhảy từ ban công tầng 2 xuống, như một chú mèo vừa ăn vụng xong. Anh, cẩn thận một chút, bị Trần Triệu Dương tập kích thành công, khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Yến đỏ bừng lên, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào, không thấy phản cảm như trước kia nữa. Cô vội vàng nhìn xuống thì thấy Trần Triệu Dương đã chạy vào tầng 1, không hề hấn gì cả, lúc này cô mới yên tâm. Vì hôn trộm thành công nên Trần Triệu Dương hớn hở ra mặt, vừa nhảy xuống tầng 1 là anh lập tức ngâm nga một điệu nhạc, phải nói là rất thích chí. Đợi sau khi Nam Cung Yến trang điểm xong, Trần Triệu Dương đã chuẩn bị xong bữa sáng. Mùi vị không tệ, Nam Cung Yến nếm thử, phát hiện mùi vị quả thật không tồi. Tuy chỉ có vài nguyên liệu đơn giản nhưng lại nấu ra được hương vị nguyên bản của nó. Vậy sao, em có muốn nếm lại không? Trần Triệu Dương liếm môi, nhìn sang đôi môi đỏ mọng của cô, trong lòng không tránh khỏi có chút xao xuyến. Xì, đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Ý tôi nói là bữa sáng kìa, thấy anh đang nhìn chăm chăm vào. Môi của mình, Nam Cung Yến liền giả bộ xì một cái rồi xấu hổ nói. Ây da, ý anh cũng nói là bữa sáng mà. Em phải biết là anh chưa bao giờ đích thân làm bữa sáng cho ai, ngoại trừ lão già kia, Trần Triệu Dương cười đùa nhưng ánh mắt lại chìm vào hồi ức. Ông ấy chính là một lão già háo ăn, không phải đồ ăn ngon thì sẽ không ăn. Ban đầu để làm ra được món ăn hợp ý của ông ấy mà Trần Triệu Dương không biết phải ăn bao nhiêu trận đòn. Chỉ cần làm ra món không hợp khẩu vị của ông ấy, thì anh sẽ bị đánh một trận no nê. Lão già, ông ấy là ai vậy? Nam Cung Yến vốn muốn nói cho ra lẽ với Trần Triệu Dương. Nhưng nghe anh nhắc tới lão già thì cô không tránh khỏi tò mò mà hỏi anh. Ông ấy chính là một lão già lắm tật, ngày nào cũng đòi trừ lương anh thì không nói, còn đánh anh nữa. Nếu không phải vì đánh không lại ông ấy thì anh đã sớm cho ông ấy một trận rồi, nghe Nam Cung Yến nhắc tới lão già kia, Trần Triệu Dương không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên là anh còn nhớ tới cảnh bị đánh khi đó, không từ nào có thể diễn tả được. Phì, trên đời này còn có người có thể thuần phục được anh à. Ngày nào đó tôi thật sự phải làm quen với ông ấy mới được, Nam Cung Yến liền phì cười trên nỗi đau của anh và nói. Tuy anh nói với vẻ nhe răng trợn mắt, nhưng có thể nhìn ra được, anh đối với lão già này vô cùng tốt. Cho nên Nam Cung Yến không hề tỏ ra bất kính khi nhắc đến ông ấy. Thôi bỏ đi, lão già kia xấu tính lắm, Trần Triệu Dương xua tay, từ lúc quay về Hoa Hạ, anh cũng chưa nghe tin tức gì của ông ấy. Nhưng trước giờ anh cũng không hề lo lắng, thực lực của ông ấy mạnh như vậy, e rằng không có người nào có thể khiến ông ấy lâm vào cảnh nguy hiểm. Có một câu em đã nói sai rồi, có thể thuần phục anh không phải ông ấy mà là vợ anh, Trần Triệu Dương cười nham nhở, trêu chọc cô. Vốn dĩ Nam Cung Yến còn thấy khó hiểu, sau đó nghe một hồi thì hiểu ra, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Vợ ơi, khoảng thời gian sắp tới đây anh sẽ theo sát bảo vệ em. Em hãy sắp xếp cho anh một vị trí không thể tách rời em ở công ty đi, Trần Triệu Dương nghĩ tới chuyện tấn công tối qua, anh nghiêm túc nói. Chuyện này, được, không thành vấn đề, vẻ mặt của Nam Cung Yến cũng nghiêm chỉnh, không hề phản đối. Dù gì bây giờ cô đã dần dần chấp nhận Trần Triệu Dương, dĩ nhiên cũng không cần phải tỏ ra xa cách như vậy. Bữa sáng ấm áp và ngọt ngào trôi qua, sau khi ăn sáng xong, anh lái xe đưa cô tới công ty. Trên đường đi. Trần Triệu Dương suy nghĩ, có nên đổi sang xe chống đạn không? Nếu không, lần sau lại gặp phải một tay bắn tỉa, kính xe bình thường này chẳng có tác dụng gì cả. Tới công ty, Trần Triệu Dương vốn muốn đi đến bộ phận quan hệ xã hội xem sao, nhưng nhớ tới bọn sát thủ có thể làm mọi thứ, lỡ như ra tay với Nam Cung Yến tại công ty, mình lại không kịp thời xuất hiện thì tới lúc đó hối hận cũng dã muộn. Sau khi tới văn phòng của Nam Cung Yến, anh ngồi trên ghế sofa nhìn cô làm việc. Thật ra anh đã dùng khả năng xuyên thấu quét qua một vòng, phát hiện máy nghe lén và webcam, điều này khiến ánh mắt Trần Triệu Dương liền tập trung hơn. Xem ra tên sát thủ này thật sự có ý định ra tay với cô ở phòng làm việc, cũng may là không phát hiện những thứ đại loại như bom nổ. Trần Triệu Dương nhanh chóng gỡ bỏ máy nghe lén và webcam, như vậy anh mới yên tâm. Ban đầu,
Nam Cung Yến cảm thấy khá bất tiện, dù sao cô cũng không quen bị người khác nhìn chằm chằm vào mình khi đang làm việc như thế. Nhưng lúc Trần Triệu Dương gỡ bỏ hết mấy thứ đó, trong lòng cô liền thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác có anh bên cạnh thật tốt. Sau đó, cô tiếp tục làm việc, cũng không có cảm giác khó chịu nữa. Cả ngày, Trần Triệu Dương như hình với bóng không rời khỏi Nam Cung Yến. Ngay cả đi vệ sinh, anh cũng quét mắt một lượt, xác định an toàn mới để cô vào. Sau đó đứng chờ cô ở cửa. Lúc mới bắt đầu, Nam Cung Yến còn ngăn cản anh. Vì theo cô thấy, thật ra làm vậy cũng quá phô trương rồi. Sau đó, cô biết có ngăn cũng không được, nên dần làm quen rồi. Vợ ơi, em mệt chưa? Tối nay, chồng sẽ đích thân xuống bếp, nấu một bữa tối thịnh soạn để khao em một bữa nhé, Trần Triệu Dương nói với dáng vẻ rất muốn được thể hiện. Được thôi, cũng vừa hay không biết phải đi ăn món gì, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến cũng không từ chối. Cô đã làm việc cả ngày, mệt lả người đến mức chẳng có tâm trạng nghĩ chuyện khác. Ok, em cứ chờ xem, nghe vợ nói vậy, Trần Triệu Dương liền xoa tay, lập tức lái xe đưa Nam Cung Yến về biệt thự. Nguyên liệu đã mua sẵn để trong biệt thự, dĩ nhiên là kêu Đường Võ đi mua rồi. Dù sao từ khi mình về đây, cái tên đội trưởng đội vệ sĩ giống như không có ích gì, vừa hay kêu hắn vận động một chút để tránh bị mập lên. Sau khi dọn dẹp, đến 7 giờ rưỡi tối, 4 món ăn và 1 món canh đã sẵn sàng, màu sắc và hương thơm tuyệt vời, nhìn vào có thể khiến người khác chảy cả nước bọt. Đói quá đi, tôi phải động đũa đây, Nam Cung Yến không thể cưỡng lại món ăn mà Trần Triệu Dương nấu. Ăn xong bữa sáng do anh nấu, buổi trưa order bên ngoài, gọi là cố nuốt cho có. Nhìn thấy mấy món ăn tạo hình tinh tế do Trần Triệu Dương nấu, mùi thơm nức mũi, cô đã không kiềm được. Nhìn thấy Nam Cung Yến không màng hình tượng nữ thần mà ăn ngấu nghiến, Trần Triệu Dương cũng cảm thấy mãn nguyện. Chưa tới 10 phút cô đã ăn hết những món này không chừa lại gì, cũng do Trần Triệu Dương làm ít, nhưng cũng đủ để thấy, các món ăn mà anh làm ngon đến chừng nào. Thật là ngại quá, hình như em ăn hơi nhiều, ăn luôn cả phần của anh rồi, Nam Cung Yến dẹp hết hình tượng mà ăn no nê, cô nhất thời xấu hổ đến đỏ cả mặt. Không sao, anh cũng không đói lắm. Trần Triệu Dương bưng một bát cơm lớn, húp canh rồi ăn hết cơm. Nhìn thấy Trần Triệu Dương đáng thương như vậy, cô cảm thấy rất có lỗi. Nếu không thì, tối nay anh ngủ ở phòng em đi, đây là chuyện mà Nam Cung Yến suy nghĩ cả ngày. Cuối cùng cô cũng nói ra. Sau khi nói xong, cô cảm thấy mình sắp điên rồi. Nay lại bảo một người đàn ông ở lại phòng mình, tuy người đàn ông này trên danh nghĩa là chồng cô, nhưng lại không phải là vợ chồng thật sự. Cái gì? Nghe Nam Cung Yến nói vậy, Trần Triệu Dương đột nhiên trừng to mắt, nhìn cô với vẻ mặt không dám tin. Không nghe rõ thì thôi vậy, Nam Cung Yến tức giận đùng đùng đi lên lầu, để lại Trần Triệu Dương đang ngồi cười ngây ngô một mình. Hi hi, cuối cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Ngày tháng tươi đẹp của mình đã đến, Trần Triệu Dương dĩ nhiên nghe được, chỉ là lúc nấy anh không dám tin vào những gì mình nghe thấy mà thôi. Anh nhanh chóng chạy như bay theo. Sau khi lên lầu thì phát hiện cửa phòng của Nam Cung Yến quả nhiên không khóa. Vợ ơi, anh vào đây, Trần Triệu Dương kiềm nén lại sự kích động trong lòng mình, nhanh chóng bước vào. Vốn dĩ anh còn mong đợi sẽ ngắm vẻ đẹp của cô trong bộ đồ ngủ, không ngờ sau khi vào trong thì phòng trống không. Tuy anh có mắt xuyên thấu, muốn nhìn thì nhìn, nhưng những loại chuyện này, nếu không phải cần thiết thì Trần Triệu Dương cũng không thèm làm. Vợ ơi, vòi hoa sen ở tầng dưới bị hỏng. Anh tắm chỗ của em được không, Trần Triệu Dương đảo. Mắt, lập tức nói với Nam Cung Yến. Không được, anh sang phòng khác tắm đi. Ở phòng khác còn có phòng tắm đỡ, giọng của Nam Cung Yến từ trong truyền ra, nghiêm khắc từ chối. Trần Triệu Dương bất đắc dĩ, anh chỉ còn cách quay về phòng mình, nhanh chóng tắm rửa, thay đồ ngủ rồi lao lên tầng. Sau khi quay lại thì Trần Triệu Dương chợt ngây người ra. Vì lúc này cô đã nằm trên giường, trùm chăn kín mít. Anh không thể nhìn thấy gì cả. Điều quan trọng nhất là dưới sàn có trải nệm, rất rõ ràng là trải cho mình đây mà. Vợ ơi, anh tới đây, Trần Triệu Dương giả bộ không nhìn thấy, anh đi tới bên giường. Anh ngủ dưới sàn, nếu nửa đêm anh dám lên giường, cẩn thận em cứa một dao vào anh đớ, Nam Cung Yến hung hãn làm hành động cứa dao với Trần Triệu Dương. 2. Trần Triệu Dương chợt cảm thấy phía dưới thật lạnh lẽo, anh vội cười nham nhở, vợ ơi. Chúng ta đã là vợ chồng rồi, như vậy không hay lắm đâu. Hở, Nam Cung Yến trừng mắt rồi lạnh lùng lên tiếng, nếu không tin thì anh cứ thử xem. Được rồi, ngủ dưới đất thì ngủ dưới đất vậy,
vợ anh nói thì nhất định phải nghe, Trần Triệu Dương bất lực, đành phải nằm dưới đất, nhưng vị trí này cũng cách rất xa giường của Nam Cung Yến. Vợ ơi, anh cảm thấy, anh cách em xa quá rồi. Chúng ta gần chút đi, nếu không, có chuyện gì xảy ra anh không cách nào kịp thời tới bên cạnh em được, Trần Triệu Dương nói như thể có lý thì chẳng sợ. Nằm mơ đi, anh ngủ bên đó đi, tắt đèn, Nam Cung Yến không hề dễ dãi, từ chối thẳng thừng. Hai, được rồi, giấc mơ về vợ hiền con thơ đến khi nào mới thành hiện thực đây, Trần Triệu Dương lắc đầu, bất lực đi tắt đèn. Sau khi tắt đèn, anh dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này, trực tiếp tu luyện ngay. Việc tu luyện lần này có thể nói là khoảng cách gần với Nam Cung Yến nhất, tốc độ hấp thu linh khí không biết nhanh gấp bao nhiêu lần so với lúc trước. Nếu không phải anh đã ba lần tôi luyện thân thể, e là lần này đan điền và kinh mạch của anh đã không chịu được rồi. Nam Cung Yến nằm trên giường trằn trọc qua lại không ngủ được. Dù gì đây vẫn là lần đầu tiên có một người đàn ông ngủ trong phòng cô, có thể quen ngay mới lạ. Cô không ngủ được, mở mắt nhìn thấy Trần Triệu Dương không nằm ngủ, mà lại đang ngồi thiền, khiến cô cảm thấy có hơi kỳ lạ. Nhưng thời gian trôi qua, cô cũng trở nên bư ồn ngủ rồi ngủ thiếp đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, Trần Triệu Dương chìm vào thời khắc quan trọng, anh không ngờ tối nay lại ngủ cùng phòng với Nam Cung Yến, lại khiến chân khí trong cơ thể anh không kiểm soát được, nhất định phải đột phá. Anh vốn dĩ muốn tìm một chỗ không bị làm phiền mà đột phá, nhưng chân khí trong cơ thể anh lại mất kiểm soát, không ngừng tự động chuyển động, đồng thời linh khí từ bốn phương tám hướng cũng dâng trào lên, lao vào trong cơ thể anh một cách điên cuồng. Trần Triệu Dương chỉ có thể mạo hiểm đột phá tại đây, chỉ hy vọng Nam Cung Yến không quá tò mò. Nếu không, một khi chạm vào mình lúc sắp đột phá thì e là cô ấy và mình sẽ không có kết cục tốt gì. Chân khí xông vào, Trần Triệu Dương cũng không có thời gian suy nghĩ những chuyện này, bắt đầu dẫn chân khí tấn công vào lớp màn mỏng kia mà đột phá. Với thực lực của Trần Triệu Dương, sớm có thể đột phá rồi. Lần đột phá này có thể nói là chuyện đương nhiên, vốn không tốn chút sức lực nào. Sau khi đột phá tới Thiên Tiên Đại Thành, anh đã có thể kiểm soát được chân khí trong cơ thể mình, nên nhanh chóng kiểm soát nó, sợ chân khí tỏa ra làm Nam Cung Yến bị thương. Nam Cung Yến đúng là tướng vượng phu, lúc mới tới thì đột phá thành Thiên Tiên Tiểu Thành, chưa được bao lâu thì đã hoàn thành trạng thái đột phá tới Thiên Tiên Đại Thành. Tốc độ tu luyện như vậy, cho dù là đám võ đạo thiên tài kia cũng không so được với mình. Trần Triệu Dương không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng ổn định cảnh giới. Dương vốn tưởng sau khi bản thân đột phá tới Thiên Tiên Đại Thành, tốc độ hấp thu linh khí sẽ trở nên nhanh, lượng hấp thu cũng sẽ tăng lên, ưu thế mà Nam Cung Yến đem lại cho mình e là không còn nữa. Nhưng sau khi anh đột phá anh mới phát hiện linh khí của Nam Cung Yến đem lại vượt sức tưởng tượng của mình, đột phá theo thực lực của bản thân, cũng tăng dần lên. Trần Triệu Dương đột nhiên nghi ngờ, rốt cuộc Nam Cung Yến có thể chất gì? Tại sao có thể sinh ra hiệu quả tuyệt vời như vậy? Ban đầu anh cũng đã điều tra sức khỏe của Nam Cung Yến, cơ bản không phát hiện có chỗ nào khác với những người khác. Lão già kia chắc chắn biết được gì đó, nhưng lại không nói cho mình nghe. Tuy hơi nghi ngờ, nhưng điều này có ích cho việc tu luyện của bản thân, Trần Triệu Dương cũng không suy nghĩ tiếp, trước tiên cứ vậy đi, chờ tới khi gặp ông ấy rồi hỏi sau. Một đêm rất nhanh đã trôi qua, Trần Triệu Dương cuối cùng cũng ổn định lại cảnh giới vừa đột phá sau khi trải qua một đêm tu luyện. Sau khi đột phá thành Thiên Tiên Đại Thành, Trần Triệu Dương cảm giác thực lực chiến đấu của bản thân lúc này chắc có thể dễ dàng đánh bại Phòng Nguyên Vũ lúc đó, xem ra, bản thân áp chế cảnh giới, cuối cùng lại đột phá được là đúng. Anh mở mắt, nhìn thấy cô đang ngủ rất ngon lành, trong giấc ngủ hình như cô đang có một giấc mộng đẹp, miệng cười tươi như hoa, Trần Triệu Dương không nhịn được mà nuốt nước bọt. Hôn một cái thôi, chắc sẽ không có gì đâu, Trần Triệu Dương lập tức lấy hết can đảm. Rón rén đến bên giường Nam Cung Yến, cẩn thận nghiêng người. Lúc Trần Triệu Dương sắp hôn được cô, lông mi của Nam Cung Yến đột nhiên nhúc nhích, rõ ràng là tư thế chuẩn bị tỉnh dậy. Trần Triệu Dương hoảng hốt, nhanh chóng quay về nệm của mình, không muốn làm Nam Cung Yến tức giận. Anh chỉ mới nếm trải lợi ích khi tu luyện bên cạnh Nam Cung Yến. Lỡ như chọc giận cô, tới lúc đó đuổi mình xuống lầu, vậy thì không tận hưởng được rồi. Nam Cung Yến mơ hồ ngồi dậy. Bộ đồ ngủ mát mẻ trực tiếp phơi bày trước mắt Trần Triệu Dương, anh càng thấy kích thích mà trừng to hai mắt. Nam Cung Yến mới thức dậy, còn đang mơ màng nên chẳng hề nhớ rằng trong phòng mình còn một người khác. Cô vừa nhắm hờ mắt vừa vén chăn lên, để lộ ra cặp đùi thon dài thẳng tắp, sau đó đi xuống giường.
À, sao anh lại ở trong phòng em? Lúc này, Nam Cung Yến mới nhìn thấy Trần Triệu Dương nằm trên sàn nhà, khiến cô lập tức tỉnh táo lại, sau đó hô lên thất thanh. Đừng hét lên mà, chẳng lẽ em quên rồi sao? Tối qua em đã bảo anh ở lại đây, còn trải thảm xuống đất cho anh nữa. Trần Triệu Dương vội vàng lên tiếng ngăn cản tiếng thét của cô, sau đó lại biện giải cho mình, huống chỉ anh cũng có nhìn thấy gì đâu. Anh còn nói nữa, nhắm mắt lại mau. Nam Cung Yến giật mình, vội vàng dùng chăn bọc kín người mình, đồng thời gắt gỏng với Trần Triệu Dương. Trong mấy ngày sau đó, Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến cứ chung sống ngọt ngào và ấm áp bên nhau như thế. Mà trong mấy ngày ấy, chuyện Trần Triệu Dương bảo Tô Hồng Mị điều tra về tay súng bắn tỉa vẫn chưa có tin tức gì, khiến Trần Triệu Dương vô cùng phẫn nộ. Điều động cả thế giới ngầm của thành phố Nam Hải mà còn không tìm ra được một tay súng bản tỉa, nếu đám anh em của anh ở đây thì đâu đến mức như thế này. Hơn nữa, gần đây thành phố Nam Hải rất yên bình, không có chút gợn sóng nào cả, chuyện này không bình thường chút nào. Mỗi khi báo cáo những chuyện về thế giới ngầm cho anh, Tô Hồng Mị chỉ nói những tin tốt chứ không đả động gì tới tin xấu. Hứa Thiệu Phong, giúp tôi điều tra một vài tin tức về thành phố Nam Hải này. Trần Triệu Dương đi ra ngoài biệt thự, gọi điện thoại cho Hứa Thiệu Phong. Anh không sợ phiền phức, chỉ sợ Tô Hồng Mị cố ỏ ra kiên cường, chuyện gì cũng không nói với anh. Huống chỉ, có thể chuyện lần trước đã khiến cô A buồn lòng rồi. Cậu Trần, cậu chờ một lát, tôi sẽ sai người gửi tin tức tới cho tôi ngay. Kể từ khi theo cậu, tôi luôn theo dõi sát sao mọi tin tức của thành phố Nam Hải, vậy nên cậu yên tâm đi, chỉ cần thành phố Nam Hải này có bất cứ một động tĩnh gì thì đều không thể qua mắt hệ thống tình báo của tôi được. Thấy Trần Triệu Dương tìm mình, Hứa Thiệu Phong lập tức nói ngay. Hứ, anh có hệ thống tình báo riêng hả? Nghe thấy những gì Hứa Thiệu Phong nói, Trần Triệu Dương ngạc nhiên không thôi. Hứa Thiệu Phong kinh doanh sòng bạc ngầm mà cũng thành lập một hệ thống tình báo riêng cơ đấy. Hết cách rồi, với những người như chúng tôi, nếu tin tức quá chậm thì e là chết như thế nào cũng không biết ấy chứ. Hứa Thiệu Phong bất đắc dĩ nói, trong giọng nói mang theo nỗi xót xa. Được, vậy anh tiện thể điều tra xem những kẻ đã tới biệt thự của tôi là ai, và tay súng bắn tỉa đã chạy thoát thì đang ở đâu, giọng nói của Trần Triệu Dương mang theo sát khí. Được, cậu Trần, cậu đừng tắt máy. Sau đó Hứa Thiệu Phong không lên tiếng nữa, nhưng chỉ một lát sau là hắn đã quay lại. Cậu Trần, tôi nói chuyện quan trọng nhất trước nhé, bây giờ tay súng bắn tỉa đã chạy thoát ấy đang ở thôn Thành Trung của thành phố, còn về thân phận của những kẻ đó thì tạm thời vẫn chưa có nhiều thông tin. Lát nữa tôi sẽ biên soạn thành một bản báo cáo ngắn gọn rồi gửi vào điện thoại của cậu. Hứa Thiệu Phong làm việc rất nhanh gọn, chẳng mấy chốc đã tìm ra tin tình báo mà Trần Triệu Dương cần. Được, anh tới biệt thự đón tôi đi. Trần Triệu Dương rất hài lòng, bèn gọi Hứa Thiệu Phong tới. Vâng, cậu Trần, kể từ khi theo Trần Triệu Dương, Hứa Thiệu Phong vẫn luôn muốn lập công, rốt cuộc bây giờ cũng có cơ hội. Trần Triệu Dương tắt máy rồi gọi cho chị em nhà họ Cận, bảo bọn họ tới bảo vệ Nam Cung Yến. Vợ à, anh có chuyện cần đi ra ngoài, có được không? Trần Triệu Dương lên tầng 2 xin phép Nam Cung Yến. Anh định đi đâu, có nguy hiểm không? Nghe thấy câu ấy của Trần Triệu Dương. Phản ứng đầu tiên của Nam Cung Yến là hỏi chuyện này, sau đó lại cảm thấy lưu luyến, đây là lần đầu tiên cô có tâm trạng như vậy. Nếu là trước kia, e rằng cô đã lạnh lùng nhìn anh rồi nói câu gì đó làm anh nghẹn họng rồi. Nhưng những ngày qua sớm tối có nhau, cô đã bắt đầu ỷ lại Trần Triệu Dương rồi. Vợ cứ yên tâm đi, không có nguy hiểm gì hết, anh cần xử lý một vài chuyện ấy mà, lát nữa anh sẽ bảo chị em nhà họ Cận đưa em đi làm, Trần Triệu Dương lắc đầu nói. Được rồi. Vậy anh chú ý an toàn đấy nhé, Nam Cung Yến gật đầu, không hỏi Trần Triệu Dương điều gì nữa. Cô là một cô gái thông minh, vậy nên cô biết nếu có thể nói với cô thì chắc chắn anh sẽ nói. Chỉ một lát sau, Hứa Thiệu Phong đã lái xe tới, Trần Triệu Dương tạm biệt Nam Cung Yến rồi lên xe của Hứa Thiệu Phong. Lúc này, chị em nhà họ Cận cũng tới nơi, khiến Trần Triệu Dương yên tâm hơn nhiều. Hử, gần đây thành phố Nam Hải yên bình như thế thật hả, sau khi đọc bản tình báo văn tắt. Trần Triệu Dương cũng thấy không có tin tình báo gì đáng chú ý cả. Cậu Trần, tuy rằng mặt ngoài trông thì có vẻ như không có chuyện gì to tát, nhưng tôi phát hiện ra một hiện tượng thú vị lắm nhé. Nghe thấy câu nói của Trần Triệu Dương, Hứa Thiệu Phong nói chen vào. Ồ, nói tê nghe xem nào, Trần Triệu Dương không chuyên về mảng tình báo, báo cáo viết thế nào thì anh biết thế ấy thôi. Gần đây ở thành phố Nam Hải có không ít công ty được thành lập, ngành nghề nào cũng có, hơn nữa còn rất nổi trội. Nếu nhìn vào thì không thấy có vấn đề gì cả.
Nhưng thời gian thành lập của các công ty ấy lại gần sát nhau, hơn nữa tất cả đều kiếm được lợi nhuận. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là ít nhiều gì những công ty ấy cũng có quan hệ với người thuộc thế lực ngầm, những thế lực ngầm ấy cũng mới nổi lên trong khoảng thời gian gần đây mà thôi. Sau khi Hứa Thiệu Phong phân tích từng điểm một, Trần Triệu Dương cũng nhìn ra được sự khác thường. Đúng thế thật, vậy anh có kết luận gì rồi? Trần Triệu Dương gật đầu, bày tỏ sự công nhận về năng lực của Hứa Thiệu Phong. Tôi cảm thấy có một thế lực khổng lồ nào đó định xâm nhập vào thế giới ngầm của thành phố Nam Hải. Mục đích của chúng rất có thể là mạch máu kinh tế của thành phố Nam Hải. Hứa Thiệu Phong suy đoán rất mạnh bạo, nhưng Trần Triệu Dương lại cảm thấy có lý. Xem ra thế lực định nhắm tới Nam Hải này cũng lớn mạnh đó, nếu không sẽ chẳng thể rầm rộ về mọi mảng như thế được. Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó lại sinh lòng nghi ngờ. Nhưng nếu thực sự là một thế lực lớn thật thì cần gì để mắt đến cái thành phố Nam Hải này? E rằng mục đích của bọn họ không đơn giản thế đâu, chắc chắn là có ý đồ khác, mặc dù Trần Triệu Dương không có chứng cứ xác thực, nhưng trong lòng anh lại có cảm giác ấy. Đây cũng là điều khiến tôi cảm thấy khó hiểu, nếu chỉ đơn giản là vì kiếm tiền thì việc tung lưới ra mọi phương diện như vậy không phải là cách tốt nhất, bởi vì nó rất chậm, Hứa Thiệu Phong cũng hơi nghỉ hoặc. Thôi được rồi, tạm thời đừng nghĩ nữa. Chỉ cần đối phương không chọc tới chúng ta là được, Trần Triệu Dương lắc đầu, không nghĩ tới những chuyện ấy nữa. Cậu Trần, chúng ta xuống xe rồi đi bộ vào đi, lái xe ở đây không tiện ra vào, Hứa Thiệu Phong dừng xe lại rồi quay đầu nói với Trần Triệu Dương. Đây là một nơi tồi tàn, toàn những căn nhà cũ rích, cách đó không xa là một tòa văn phòng khang trang, những người ra vào nơi đó đều là kiểu người thành phố ăn mặc chỉnh tập. Không cần, nói vị trí cho tôi đi, để tôi tự vào. Trần Triệu Dương từ chối thẳng thừng, dù sao Hứa Thiệu Phong cũng chỉ là một thương nhân, không có sức chiến đấu gì cả, nếu đối phương đông người thì e rằng anh sẽ không rảnh mà đảm bảo sự an toàn cho hắn. Chuyện đó, thôi được rồi, nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi nhé, tôi sẽ gọi người tới giúp. Hứa Thiệu Phong gật đầu, hắn biết, dù hắn có đi cùng thì cũng chỉ làm vướng tay vướng chân Trần Triệu Dương mà thôi, không những không giúp được gì mà còn làm liên lụy đến anh nữa. Thế là Hứa Thiệu Phong nói vị trí cụ thể cho Trần Triệu Dương đi thẳng tới phương hướng đó. Anh ăn mặc rất bình thường, không khác những người ở đây là bao, chỉ có điều nước da anh quá. Đẹp nên không phù hợp với nơi này cho lắm. Thế nhưng, không ai chú ý tới anh khi anh vào. Trong đó, dựa theo phương hướng mà Hứa Thiệu Phong chỉ, Trần Triệu Dương nhanh chóng tới nơi cần tìm. Anh dùng mắt nhìn xuyên thấu, rốt cuộc cũng phát hiện ra một nơi khác thường. Đó là một căn nhà ngói cũ nát, nếu anh không có mắt xuyên thấu thì không thể phát hiện ra tình hình trong đó được. Một người đàn ông ăn mặc rách rưới đang phơi nắng trong sân, trông thì chẳng khác gì những cư dân ở đây. Nhưng hiện giờ đang là cuối hè, tuy rằng không quá nóng, nhưng cũng không phải lúc để phơi nắng. Mắt xuyên thấu đảo quanh một lượt, Trần Triệu Dương phát hiện ra đúng là căn nhà này có điều bất thường, trong đó có một cái hộp hình chữ nhật, đựng một cây súng bản tỉa đã được tháo ra rồi. Khi đã xác định được thân phận của đối phương, Trần Triệu Dương leo tường vào trong. Người đàn ông đang nằm phơi nắng trên ghế phản ứng rất nhanh nhạy. Ngay khi Trần Triệu Dương nhảy từ trên tường xuống, gã lập tức lăn xuống ghế, một cây súng lục xuất hiện trong tay, xả đạn về phía Trần Triệu Dương. Không cần biết kết quả thế nào, người đàn ông đó lại lấy ra một quả lựu đạn, giật dây rồi ném về phía anh. Sau khi làm xong những chuyện đó, người đàn ông ấy nhanh chóng chạy vào phòng. Dù sao thì đối với một tay súng bắn tỉa, súng bản tỉa là sinh mạng thứ hai của bọn họ, có súng thì bọn họ mới không sợ gì cả. Nhưng điều khiến gã cảm thấy nghi hoặc là sau khi gã vào nhà, ngoài tiếng lựu đạn nổ ra thì bên ngoài không còn tiếng động gì nữa. Chẳng lẽ tên đó đã bị lựu đạn hoặc là súng lục của gã xử lý rồi hả? Nhưng tay súng bản tỉa rất cẩn thận, gã không có hành động gì bộp chộp, mà là nhanh chóng lắp ráp súng bắn tỉa, sau đó mở cửa ra, chuẩn bị lên mái nhà. Mày định đi đâu? Ngay lúc gã định leo lên mái nhà, một giọng nói cợt nhả vang lên. Tay súng bắn tỉa nhanh chóng xoay người lại, bắn bừa một phát về phía đã phát ra tiếng nói, sau đó lại leo lên mái nhà. Đúng là một tên phiền phức, Trần Triệu Dương bỗng bật người lên, đạp tay súng bắn tỉa xuống dưới, sau đó giẫm chân lên lồng ngực gã, chân còn lại thì đá bay cây súng bắn tỉa của gã đi. Chúng ta tâm sự chứ nhỉ, Trần Triệu Dương nhìn khắp người gã một lượt. Tịch thu vũ khí và tất cả những thứ mà gã có thể dùng để tự sát lại. Giết tao đi, tay súng bắn tỉa đó bày ra vẻ mặt lạnh lùng, sẵn sàng đón nhận cái chết. Giết mày thì có gì khó,
nhưng đến lúc tao cho mày chết thì mày mới được chết. Tao là thần y đó, cũng có nghĩa là dù mày tự sát bằng cách nào thì tao cũng sẽ cứu được. Trần Triệu Dương tươi cười nhìn tay súng bắn tỉa này. Trong tay súng bản tỉa này thực sự rất bình thường, nếu hòa vào đám đông thì có lẽ người ta sẽ không nhìn gã đến lần thứ hai. Nhưng Trần Triệu Dương biết, càng là những người như vậy thì lại càng đáng sợ. Một người trông rất bình thường mà ra tay thì người ta sẽ không phòng bị, tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Nói đi, chúng mày là ai? Vì sao lại muốn giết vợ tao? Trần Triệu Dương không vòng vo gì hết, anh trực tiếp hỏi luôn. Mày sai rồi, người mà bọn tao muốn giết không phải là Nam Cung Yến, mà là mày, nghe vậy, đôi mắt của tên sát thủ lóe lên, sau đó mở miệng nói. Ha ha, được, vậy cứ coi như là muốn giết tao đi, thế thì vì sao chúng mày lại muốn giết tao? Trần Triệu Dương cười ha ha, anh không tranh cãi gì cả, chỉ tiếp tục đưa ra câu hỏi. Đương nhiên là bởi vì có người phát lệnh truy nã mày trên Dark Web, vậy nên bọn tao mới nhận nhiệm vụ này, nhưng bọn tao không hề biết tin tức. Về chủ thuê, trong tay súng bắn tỉa ấy có vẻ rất phối hợp, hỏi câu nào là gã trả lời câu đó. Hai, nếu mày ngoan ngoãn phối hợp thì có thể tao sẽ cho mày ra đi thanh thản, tiếc là mày không được thành thật cho lắm. Trần Triệu Dương thở dài một tiếng, không đợi tay súng bắn tỉa biện giải điều gì, anh đã rút kim bạc ra đâm vào nhiều vị trí trên người gã. Lúc đầu tay súng bắn tỉa rất khinh thường khi thấy Trần Triệu Dương dùng kim bạc để đối phó với mình. Ngay cả cực hình gã còn không sợ, lẽ nào? Lại sợ mấy cây kim hay sao? Nhưng rồi gã nhanh chóng rút lại suy nghĩ ấy. Cơn đau quằn quại truyền tới từ khắp các bộ phận trên cơ thể, không những đau mà còn ngứa, khiến gã không nhịn được giơ tay gãi. Nhưng ngón tay gã mới đụng vào làn da thì cơn đau kịch liệt đã truyền tới, khiến gã muốn ngất xỉu luôn cho rồi. Gã muốn hô lên để xoa dịu cơn đau, nhưng lại không phát ra được một âm thanh nào, chỉ có tiếng thở hổn hển. Trần Triệu Dương cứ thế lạnh lùng nhìn gã. Trong mắt không có một cảm xúc nào khác. Dám ám sát vợ anh thì phải hứng chịu hậu quả. Nếu đêm ấy anh không ở đó thì có thể lũ người này đã thành công rồi. Chịu nói rồi à, nhìn thấy ánh mắt cầu xin của tay súng bản tỉa, Trần Triệu Dương không giải trừ cơn đau cho gã ngay, mà là để gã chịu đau thêm 2 phút nữa rồi mới rút kim ra. Lúc này, tay súng bắn tỉa như vừa được vớt từ trong nước lên, mồ hôi đầm đìa khắp người. Nói đi, đừng có ý đồ nói dối. Không dễ qua mặt tao đâu, Trần Triệu Dương hờ hững nói. Được, tao nói, trong lòng tay súng bắn tỉa chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng. Gã không ngờ rằng trên đời này lại có thủ đoạn tra tấn như thế, gã không bị thương chút nào, nhưng lại phải hứng chịu cơn ác mộng vô cùng vô tận. Thủ đô, tay súng bắn tỉa vừa nói ra 2 chữ thì khuôn mặt bỗng biến thành màu đen, sau đó gã run rẩy khắp người. Hừ, không hay rồi, nhìn thấy bộ dạng ấy của tay súng bắn tỉa, Trần Triệu Dương thay đổi sắc mặt. Anh chộp lấy tay gã, tia sáng màu vàng trong đôi mắt tuôn vào cơ thể gã. Thế nhưng anh vẫn cảm nhận được rằng tay súng bắn tỉa không còn dấu hiệu của sự sống nữa, khiến sắc mặt của anh khó coi tột độ. Chết tiệt, bị hạ cổ trùng rồi, lúc này Trần Triệu Dương mới nhìn thấy một loại độc trùng với đôi cánh mỏng và hình thù gớm ghiếc bay ra. Anh lập tức giơ chân đạp chết con cổ trùng ấy. Vốn dĩ với tốc độ của cổ trùng thì đến cả đạn cũng không đuổi kịp, nhưng gặp phải Trần Triệu Dương thì nó hết đường trốn rồi. Bên trong một căn nhà tứ hợp viện, cách thủ đô hàng ngàn dặm, một ông lão đột nhiên nôn ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Kẻ nào, ai đã giết chết cổ trùng yêu quý của ta, sắc mặt ông lão tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét lên. Không ổn, xem ra nhiệm vụ thất bại rồi, phải báo cho cậu chủ một tiếng, ông lão đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhanh chóng đứng lên. Trần Triệu Dương đương nhiên không hề biết, có người cách hàng ngàn dặm đang nghĩ đến mình. Trần Triệu Dương không ngờ lại có chiêu cổ trùng này, khi anh dùng đôi mắt xuyên thấu quét qua một lượt, không nhìn xuyên thấu cơ thể của đối phương, nếu không chắc chắn sẽ phát hiện ra. Người cũng đã chết rồi, có nhìn cũng chẳng có ích gì. Trần Triệu Dương rời đi ngay lập tức, về phần tay súng bắn tỉa, anh không hề định đi xử lý, ngược lại anh muốn xem, người đứng đằng sau sẽ che đậy chuyện này như thế nào. Trần Triệu Dương nhanh chóng rời khỏi nơi này, đồng thời xóa sạch dấu vết của mình. Cậu Trần, sao rồi? Giải quyết được chưa? Hứa Thiệu Phong nhìn thấy Trần Triệu Dương lên xe, lập tức hỏi. Tôi đã giải quyết rồi, nhưng không hỏi ra được kẻ chủ mưu đứng sau là ai, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, là người đến từ thủ đô. Ánh mắt của Trần Triệu Dương có chút lạnh lùng, anh không ngờ kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này lại là người từ thủ đô. Thế nhưng, thủ đô rất rộng lớn, lại có nhiều thế lực, hoàn toàn không có cách nào tra xét,
chỉ có thể từ từ đợi cơ hội điều tra mà thôi. Đi thôi, trở về, Trần Triệu Dương không nói gì nhiều, bảo Hứa Thiệu Phong đưa mình trở về. Giải quyết được tay súng bản địa, ít nhất là trong khoảng thời gian này, Nam Cung Yến sẽ an toàn. Lão Hứa, sắp tới anh bí mật để ý những người từ nơi khác vào thành phố Nam Hải giúp tôi không muốn bị ám sát một lần nữa. Trần Triệu Dương nghĩ hệ thống tình báo của Hứa Thiệu Phong tốt hơn Tô Hồng Mị, anh lại muốn bồi dưỡng một chút, dù sao thì, dù là trước kia hay hiện tại, tình báo luôn luôn là khâu quan trọng nhất. Yên tâm đi, cậu Trần, tôi không dám nói những chuyện khác, nhưng về khâu tình báo, ở thành phố Nam Hải này, thật sự không có ai có thể sánh bằng tôi đâu. Nghe thấy lời dặn dò của Trần Triệu Dương, Hứa Thiệu Phong lập tức vỗ ngực cam đoan. Hai người rất nhanh đã trở về biệt thự, sau khi Trần Triệu Dương xuống xe, Hứa Thiệu Phong liền rời đi. Trần Triệu Dương suy nghĩ một chút, định trở lại Hồ Lộc Minh, thế nhưng, anh còn chưa kịp tiến vào biệt thự thì đã bị một chiếc xe chặn lại. Anh Triệu Dương, lâu lắm rồi anh không đến thăm người ta nhớ anh lắm đớ, vốn dĩ Trần Triệu Dương còn đang suy nghĩ, ai mà to gan thế, dám chặn đường của anh, hóa ra là Giang Uyển Quân. Một thời gian không gặp mà Giang Uyển Quân ngày càng xinh đẹp, mái tóc đen dài xõa ngang vai, làn da trắng mịn, đôi mắt hoạt bát như biết nói. Uyển Quân đó à, sao em lại đến Nam Hải, thấy Giang Uyển Quân xuất hiện, Trần Triệu Dương vẫn cảm thấy hơi khó hiểu, cô tiểu thư Giang Uyển Quân này nhàn nhã như vậy sao? Không ở thành phố của mình mà lại chạy đến đây. Anh Dương, anh không đến thành phố thăm em chỉ có thể đến đây tìm anh thôi, sao hả? Anh không chào đón em sao? Giang Uyển Quân nũng nịu nói. Trần Triệu Dương đột nhiên đau đầu, từ sau khi chữa khỏi bệnh cho Giang Uyển Quân, Trần Triệu Dương có chút sợ cô ấy, anh vốn còn nghĩ rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nhưng không ngờ, dường như Giang Uyển Quân không hề thay đổi chút nào. Hoan nghênh chứ, đương nhiên là rất hoan nghênh em rồi, Trần Triệu Dương ngượng ngùng cười, sau đó trái với lương tâm nói. Cô nàng Giang Uyển Quân này xinh thì xinh thật đấy, nhưng cửa nhà họ Giang thì không dễ vào như vậy đâu. Đừng để đến đó mà bị cảnh cáo một phen thì mất hứng lắm. Anh Dương, đây là nơi ở của anh sao? Sao anh không mời em vào ngồi một chút nhỉ? Giang Uyển Quân nhanh chóng bước đến trước mặt Trần Triệu Dương, ôm tay của anh, cực kỳ thân thiết nói. Trần Triệu Dương cảm nhận được sự mềm mại từ cánh tay, vội vàng rút tay ra, kết quả Giang Uyển Quân giống như không hề để ý đến, lại ôm lấy cánh tay Trần Triệu Dương, hơn nữa còn ôm rất chặt, điều này khiến Trần Triệu Dương không thể làm gì được. Anh vẫn còn chút việc, em lái xe về đi, Trần Triệu Dương không muốn người phụ nữ khác vào biệt thự, vì thế anh lập tức tìm một cái cớ. Em cũng không để ý đâu, em sẽ đi theo anh, nếu như có chuyện gì, không chừng em còn có thể giúp ấy. Giang Uyển Quân không hề ngượng ngùng chút nào, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Nơi anh đến, không hợp với em đâu, Trần Triệu Dương hơi bối rối, ấp úng nói. Á, anh Dương, anh, không ngờ anh lại đến nơi như thế. Có phải vợ của anh không thể thỏa mãn anh không? Có lẽ, chúng ta có thể thử một chút, Giang Uyển Quân nghe xong, lập tức mở to mắt, sau đó bến lẽn nói. Khụ khụ, Trần Triệu Dương sao có thể ngờ Giang Uyển Quân lại nói ra những lời như vậy được, suýt nữa thì anh bị nghẹn chết rồi. Lượng thông tin ở đây thật sự quá lớn rồi, không ngờ cô ấy lại biết mình có vợ, nhưng Trần Triệu Dương cũng nghĩ đến bố của cô ấy là ai, cũng không cảm thấy kỳ lạ nữa. Đương nhiên, điều quan trọng nhất, chính là cô ấy tỏ tình với anh, điều này quá đáng sợ. Uyển Quân, trong lòng anh, em là em gái, em vẫn còn nhỏ, sau này không được nói những lời như thế, biết chưa, Trần Triệu Dương giả bộ nghiêm túc nói với Giang Uyển Quân. Người ta không thèm làm em gái của anh đâu, hơn nữa, người ta nhỏ chỗ nào. Anh xem đi, nói xong, Giang Uyển Quân bĩu môi, đứng thẳng người. Được rồi, anh bị em đánh bại rồi, nếu em đã đi xe, thì anh sẽ không lái xe nữa. Đến Hồ Lộc Minh thôi, Trần Triệu Dương bị Giang Uyển Quân đánh bại hoàn toàn, chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Hồ Lộc Minh, oa, nơi tốt đó, non xanh nước biếc, không có bóng người. Hóa ra, anh Dương thích kiểu này à, Giang Uyển Quân ngượng ngùng, nhìn Trần Triệu Dương. Lái xe đi, Trần Triệu Dương vội vàng ngồi vào. Xe, anh định ngồi ghế sau, nhưng nghĩ đến kỹ năng lái xe của Giang Uyển Quân không biết có ổn không, đừng có lái xuống khe núi là được. Ok. Giang Uyển Quân lập tức nhảy cẳng lên, nhanh chóng ngồi lên ghế lái, khởi động xe. Quả nhiên, sau khi xe bắt đầu di chuyển, Trần Triệu Dương cảm thấy hơi hãi hùng khiếp vía, cô gái này lái xe cũng mạnh mẽ quá đi, nếu như ở đây không phải ngoại ô mà là đô thị, không biết sẽ tông vào bao nhiêu cái xe nữa. Anh Dương, kỹ năng lái xe của em không tệ chứ,
Em nói cho anh biết, kỹ năng lái xe của em đã từng được huấn luyện đó, tuyệt đối đáng tin cậy, Giang Uyển Quân đắc ý nói. Đúng, đúng là rất tốt, Trần Triệu Dương bất lực, cô nàng Giang Uyển Quân này đúng là kiêu ngạo. Đúng lúc này, điện thoại của Giang Uyển Quân đột nhiên vang lên. Em lái xe đi, đừng nhận điện thoại, anh nhận giúp em, anh sẽ bật chế độ loa ngoài, em nói chuyện là được. Nghe thấy chuông điện thoại của Giang Uyển Quân vang lên, Trần Triệu Dương vội vàng nói, sau đó nhanh chóng nhận cuộc gọi, ấn nút loa. Uyển Quân, ở đâu thế? Hôm nay có một sự kiện trong câu lạc bộ, em không tham gia sao? Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người đàn ông, nhưng giọng nói vẫn có chút nữ tính, Trần Triệu Dương nghe được liền nổi cả da gà. Tên họ Chu kia, gọi tôi là Giang Uyển Quân, anh mà còn gọi tôi như thế nữa, có tin tôi đập nát con xe yêu quý của anh không hả? Giang Uyển Quân nghe thấy giọng nói của phía bên kia, đột nhiên tức giận. Từ sau khi Trần Triệu Dương cứu cô ấy, em Uyển Quân là cái nickname chỉ Trần Triệu Dương mới có thể gọi, nếu những người khác gọi, cô ấy sẽ nổi nóng với người ta, huống hồ Trần Triệu Dương còn đang nghe ở bên cạnh. Được rồi, cô Giang, chúng tôi đang đua xe trên đường núi Hồ Lộc Minh, cậu có đến không? Người đầu dây bên kia biết Giang Uyển Quân rất kiêng kỵ cách gọi ấy, lập tức đổi giọng. Không có hứng thú, không đi, Giang Uyển. Quân thẳng thừng từ chối. Trần Triệu Dương ở bên cạnh lại híp mắt lại, mảnh đất gần Hồ Lộc Minh là mảnh đất tư nhân của anh, bây giờ có người ngang nhiên đua xe trên đất của anh phải đi xem. Đừng mà, cô Giang, lần này tôi mời cả Lạc Thu Thần đua xe đến đấy, cô thật sự không đến sao? Người đầu dây bên kia vẫn muốn dây dưa một chút. Đồng ý với cậu ta đi, Trần Triệu Dương nói. Được, tôi đồng ý, gửi địa chỉ cho tôi, Giang Uyển Quân nghe thấy lời của Trần Triệu Dương. Lập tức đồng ý. Ai đang nói thế? Sao lại còn có giọng của một người đàn ông thế? Người phía bên kia đương nhiên cũng nghe thấy giọng nói của Trần Triệu Dương, lập tức hung hăng chất vấn. Liên quan gì đến anh? Giang Uyển Quân mắng một câu, tiện tay cúp điện thoại. Anh Dương, có phải vừa rồi người ta rất thô lỗ không? Sau khi cúp điện thoại, Giang Uyển Quân mới nhớ đến, Trần Triệu Dương vẫn còn đang ở bên cạnh, đột nhiên lo lắng hỏi. Không thô lỗ, đối phó với người như vậy. Nếu như cậu ta ở trước mặt anh, đã bị ăn tát từ lâu rồi, Trần Triệu Dương cười rồi lắc đầu. Thế Lạc Thu là ai? Trần Triệu Dương có chút tò mò hỏi. Lạc Thu là vua đường đua ngầm ở Giang Nam, anh ta đua xe rất xuất sắc, rất lợi hại, Giang Uyển Quân nghe thấy cái tên này, hơi ngưỡng mộ nói. Ồ, vậy sao? Vậy thì anh phải đi làm quen một chút rồi, Trần Triệu Dương gật đầu, anh không thèm quan tâm tên Lạc Thu này rốt cuộc là ai. Dám đến đua xe trên đất của anh thì anh phải dạy dỗ cách làm người một chút. Lối vào đường núi Hồ Lộc Minh đã được viết biển cảnh báo, thuộc địa phận tư nhân, cấm không cho xe bên ngoài vào. Thế nhưng, những người này không chỉ ngang ngược tiến vào, bây giờ còn muốn đua xe trên đường núi Hồ Lộc Minh, nếu như không dạy dỗ bọn họ một chút, e rằng sau này Hồ Lộc Minh sẽ không còn bình yên nữa. Nghe nói, tên thật của Lạc Thu không phải là Lạc Thu, chẳng qua sau này đua xe rất giỏi. Mới được đặt tên như vậy, Giang Uyển Quân nói đến đây, đột nhiên cười khúc khích. Ồ, thế tên thật của cậu ta là gì? Trần Triệu Dương thấy bộ dạng của Giang Uyển Quân, tò mò hỏi. Là Lạc Hoa, phụt, nói đến đây, Giang Uyển Quân cười lớn. Khi bố mẹ anh ta đặt cái tên này cho anh ta có lẽ đã quên mất, anh ta sẽ trưởng thành, nghe đến cái tên này, Trần Triệu Dương cũng không nhịn được. Nở nụ cười. Nhưng mà, bây giờ không có ai dám gọi cái tên ấy. Đây chính là điều mà Lạc Thu kiêng kỵ, nếu như có ai dám nhắc đến cái tên này trước mặt anh A, e rằng sẽ bị anh ta trả thù một cách điên cuồng, Giang Uyển Quân lo Trần Triệu Dương sẽ nhắc đến tên thật của Lạc Thu ở trước mặt hắn ta, vội vàng nhắc nhở. Yên tâm đi, chỉ cần cậu ta không đắc tội với anh cũng không muốn quan tâm tới cậu ta đâu, dù cậu ta có tên là Cẩu Đản, anh cũng không quan tâm, Trần Triệu Dương lại nhếch miệng, cái tên Lạc Thu gì đó thực sự không khiến anh phải để ý đến. Chiếc xe nhanh chóng đi đến lối vào của đường núi Hồ Lộc Minh, giao lộ vốn được phong tỏa, bây giờ bị người khác cưỡng chế phá hủy, đến biển cảnh báo cũng bị giật ra, bên trên giẫm đầy dấu chân, việc này khiến Trần Triệu Dương híp mắt lại. Nghe nói mấy chục cây em gần Hồ Lộc Minh được một người đàn ông giàu có mua lại, không phải ở đây không thể tùy ý ra vào sao, Giang Uyển Quân đương nhiên biết Hồ Lộc Minh nổi tiếng, lập tức nói. Ở đó có biển cảnh báo, những người này không có chút nhận thức nào về lãnh thổ cả. Coi đây là vườn hoa sau nhà mình, Trần Triệu Dương lắc đầu, giơ tay ra, chỉ vào biển cảnh báo. Đúng thật là, chẳng lẽ đám người này không sợ chủ đất báo cảnh sát sao, nhìn thấy biển cảnh báo bị kéo xuống, giẫm trên mặt đất,
rào chắn đường bị phá hủy một cách bạo lực, rõ ràng đám người này là những kẻ coi trời bằng vung. Một đám con nhà giàu, mạng lưới quan hệ phức tạp, sao có thể sợ cảnh sát được? Được rồi, đi thôi, đi vào xem sao, Trần Triệu Dương lắc đầu, đám người này, thật đúng là coi trời bằng vung, xem ra phải cho bọn họ biết, cái gì gọi là coi trời bằng vung thật sự. Vâng, Giang Uyển Quân gật đầu, chiếc xe cũng được quẹo vào, lái theo con đường núi ngoằn ngoèo. Ngay sau đó, chiếc xe của Giang Uyển Quân đã đến bãi đất trống ở phía trước đường cao tốc trên núi. Hiện tại, có rất nhiều chiếc xe được dừng ở đây, mỗi chiếc đều đã được cải tạo lại, mặc dù trang thiết bị chưa chắc đã hoàn hảo nhưng tính năng chắc chắn sẽ mạnh hơn những chiếc xe bình thường. Ban ngày ban mặt, lại còn đốt một đống lửa trong thùng dầu lớn, đám người này thật sự tưởng đây là nơi đua xe sao? Một nhóm nam nữ thanh niên ăn mặc hở hang, lộ liễu, mang hơi hướng điên loạn, mở nhạc heavy metal, tạo cảm giác vô cùng phóng túng. Đường lên núi đầy rác rưởi, còn có đôi nam nữ không ngừng lắc lư trên xe, làm mấy trò bậy bạ, Trần Triệu Dương nhìn thấy liền nhíu mày. Còn dám coi Hồ Lộc Minh của tôi là nơi để phóng túng à, xem ra đã đến lúc để mấy đứa sống buông thả này biết, Hồ Lộc Minh là địa bàn của ai. Trần Triệu Dương nheo mắt, nhẹ giọng nói. Anh nhìn thấy chiếc xe màu đen được cải tạo có logo tia chớp kia không? Chiếc xe đó là xe đua của Lạc Thu, không ngờ hôm nay thật sự có thể nhìn thấy cảnh Lạc Thu đua xe rồi, Giang Uyển Quân phấn khích chỉ vào chiếc xe thể thao màu đen. Trần Triệu Dương gật đầu, đôi mắt xuyên thấu quét qua một lượt, anh vốn muốn xem Lạc Thu rốt cuộc là thần thánh phương nào, kết quả, nhìn thấy một đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau ở trong xe, Trần Triệu Dương vội thu lại đôi mắt xuyên thấu. Nhưng vừa nhìn qua một chút, Trần Triệu Dương liền nhận ra, tên Lạc Thu được gọi là thần đua xe, hóa ra lại là một người đàn ông nhỏ bé trông có vẻ rất hèn hạ, mái tóc nhuộm màu đỏ rất kiêu ngạo, cơ thể gầy gò, không ngờ còn có thể chạy chiếc xe thể thao ngoạ nghễ như thế. Cô Giang, đến rồi à, Lạc thần hôm nay sẽ đích thân đua, cô có thể sùng bái thần tượng của cô ở cự ly gần rồi. Khi Giang Uyển Quân và Trần Triệu Dương đang nhỏ giọng nói chuyện, đột nhiên một thanh niên mặc quần áo sặc sỡ đi cùng vài đôi nam nữ bước đến. Sùng bái cái gì, tôi chỉ nghĩ anh ta đua xe giỏi thôi, anh ta không phải thần tượng của tôi. Giang Uyển Quân nghe thấy Chu Hán Khanh nói, lập tức phản bác. Được, được, tôi sai rồi. Chu Hán Khanh vừa nghe thấy Giang Uyển Quân khó chịu, vội vàng nhận sai, hắn không thể đắc tội với Giang Uyển Quân được, mặc dù hắn luôn theo đuổi Giang Uyển Quân, nhưng Giang Uyển Quân không hề có chút hứng thú nào với mình. Cậu Chu, thằng đó là ai? Lúc này, một chàng trai trẻ bên cạnh Chu Hán Khanh lên tiếng hỏi. Lúc này Chu Hán Khanh mới nhìn thấy Trần Triệu Dương, ngay lập tức, đôi mắt của hắn đỏ ngầu lên. Bởi vì hắn nhận ra rằng đó chính là người đàn ông đã quăng mình ra khỏi văn phòng của Nam Cung Yến. Sau vụ đó, hắn đã hỏi thăm về Trần Triệu Dương, biết anh chỉ là một bảo vệ, sau này mới được vào bộ phận quan hệ xã hội làm một nhân viên quèn, thế là hắn vẫn luôn muốn tới gây sự với Trần Triệu Dương, không ngờ hôm nay lại gặp nhau. Thằng danh, mày còn dám xuất hiện trước mặt tao cơ đấy. Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại xông tới, Chu Hán Khanh chỉ vào Trần Triệu Dương rồi quát tháo với vẻ mặt phẫn nộ. Hừ, anh Dương, anh biết Chu Hán Khanh à, sao anh lại đắc tội với anh ta vậy? Nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Chu Hán Khanh, Giang Uyển Quân tò mò hỏi ngay, còn sợ hãi ấy hả? Trong cái đất Giang Nam này, Giang Uyển Quân chưa từng sợ ai hết. Không có gì, chỉ là nện cho hắn một trận rồi quãng đi như rác rưởi thôi mà. Nhìn thấy Chu Hán Khanh, Trần Triệu Dương nói với vẻ mặt lạnh nhạt, không hề cảm thấy hoảng hốt vì phe hắn người đông thế mạnh. Những người đi theo Chu Hán Khanh nghe vậy đều trố mắt ra. Phải biết rằng gia tộc của Chu Hán Khanh có thể nói là gia tộc giàu nhất thành phố Long Hải, không ai dám đắc tội với Chu Hán Khanh, huống chỉ là đánh hăn, bởi vì làm như thế là chuốc lấy mối thù sống còn rồi. Ha ha, thì ra là thế. Nhóc Chu, sao anh đen thế? Đắc tội với anh Dương, bị đánh còn là nhẹ đó, Giang Uyển Quân vừa cười vừa nói. Cô gọi thằng đó là gì cơ? Chu Hán Khanh đang bị hận thù che mờ đôi mắt, nghe thấy cách xưng hô của Giang Uyển Quân với Trần Triệu Dương. Trái tim hắn run lên, hỏi với vẻ không dám tin. Đương nhiên là anh Dương rồi, người tôi thích đó, Giang Uyển Quân lập tức nói ngay, sau đó cô ấy ôm lấy cánh tay của Trần Triệu Dương, dáng vẻ vô cùng thân thiết. Cô, sao cô lại thích hắn được? Hắn chỉ là một thằng bảo vệ chó chết mà thôi, dựa vào đàn bà mới vào được bộ phận quan hệ xã hội, hắn có tư cách gì mà lại lọt vào được mắt xanh của cô, nghe thấy câu nói của Giang Uyển Quân. Rồi lại nhìn thấy dáng vẻ thân thiết của Giang Uyển Quân với Trần Triệu Dương, Chu Hán Khanh lập tức nổi cơn thịnh nộ,
hắn điên cuồng gào thét. Anh là cái thá gì? Chuyện giữa tôi và anh Dương liên quan gì tới anh? Còn nữa, anh dám nói anh Dương của tôi như thế, anh chết chắc rồi. Nghe thấy Chu Hán Khanh nói vậy, Giang Uyển Quân tức điên lên, chỉ vào Chu Hán Khanh rồi nghiến răng nghiến lợi mắng. Đừng nổi giận, chỉ là một con chó dại mà thôi, vì một con chó dại mà làm mình tức như thế thì không đáng đâu. Trần Triệu Dương chỉ thờ ơ trước sự điên loạn của Chu Hán Khanh, anh hững hờ nói. Phụt, anh Dương, anh nói đúng quá đi mất, anh ta là một con chó dại, nhìn thấy ai là cắn người đó, tuyệt đối đừng để mắc bệnh dại. Nghe thấy câu nói lạnh nhạt của Trần Triệu Dương, Giang Uyển Quân lập tức nở nụ cười, cảm thấy hả hê vô cùng. Thằng danh, núp sau phụ nữ thì là loại đàn ông gì đây? Có gan thì thi đấu một trận với tao, tao sẽ dạy mày cách làm người, dù sao Chu Hán Khanh cũng là loại người âm hiểm, Giang Uyển Quân bảo. Vệ Trần Triệu Dương như thế, nếu hắn cứ quấn lấy thì e rằng Giang Uyển Quân sẽ càng thêm chán ghét, hắn không muốn đắc tội với Giang Uyển Quân. Mày là cái thá gì mà đòi dạy tao làm người? Chán sống rồi hả? Điều tối kỵ của Trần Triệu Dương là người khác nói thế với mình. Sát khí trong lòng anh dâng lên, nói với vẻ âm trầm. Xì, không dám thì nói là không dám, đừng có ba hoa. Bắt gặp ánh mắt ngập tràn sát khí của Trần Triệu Dương, Chu Hán Khanh sợ thót tim, vội vàng nhìn sang chỗ khác, sau đó nói bằng giọng khinh thường. Được, mày nói đi, định đấu thế nào? Có quy tắc gì? Trần Triệu Dương hít sâu một hơi, kìm nén sát ý trong lòng, đồng thời lạnh lùng nói. Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Chu Hán Khanh mừng thầm. Tuy rằng hắn là con nhà giàu, nhưng lại cực kỳ thích đua xe và cải tiến xe, chiếc xe thể thao của hắn cũng được chuyên gia cải tạo rồi. Hơn nữa, tuy rằng trình đua xe của hắn không bằng Lạc Thu, nhưng cũng thuộc dạng đỉnh trong giới đua xe của thành phố Long Hải. Anh Dương, đừng, tên Chu Hán Khanh này thường xuyên đua xe, anh đừng đồng ý với hắn. Nghe thấy câu ấy của Trần Triệu Dương, Giang Uyển Quân lập tức cuống lên. Mặc dù Chu Hán Khanh rất đáng ghét, nhưng cô ấy vẫn phải thừa nhận rằng kỹ thuật đua xe của hắn rất tốt. Cô Giang, đây là cuộc đọ sức giữa đàn ông chúng tôi, cô can thiệp vào thì không hay đâu, nếu không thì người ta sẽ nói là không phải đàn ông mất. Nghe thấy Giang Uyển Quân nói vậy, Chu Hán Khanh vội vàng chen miệng vào sỉ nhục Trần Triệu Dương. Anh, Chu Hán Khanh nói thế khiến Giang Uyển Quân nghẹn lời, cô ấy sợ mình nói thêm gì nữa thì sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Trần Triệu Dương. Yên tâm đi. Đối phó với một tên bị Dương hư thì có áp lực gì cơ chứ? Đối mặt với sự khinh thường của Chu Hán Khanh, Trần Triệu Dương chỉ nói bâng quơ. Tuy rằng giọng anh không lớn, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy rõ ràng, khiến ánh mắt của mọi người khi nhìn Chu Hán Khanh bắt đầu trở nên khác thường. Cũng chẳng trách được, đám con nhà giàu này suốt ngày cờ bạc rượu chè gái gú, đủ để làm suy kiệt sức khỏe của bọn họ rồi, Dương hư là chuyện rất bình thường. Sắc mặt của Chu Hán Khanh biến đổi hắn. Hắn run rẩy khắp người, chỉ vào Trần Triệu Dương rồi giận dữ hét lên, vớ vẩn, mày nói ai bị Dương hư? Mày mới Dương hư thì có, cả nhà mày đều bị Dương hư. Dứt lời, hắn thở hổn hển mấy cái rồi nói tiếp, nếu không dám thì cứ nói thẳng ra, tao sẽ không cười mày đâu. Đủ rồi đó, mày làm nhảm nhiều quá đấy. Nói đi, thi đấu thế nào? Trần Triệu Dương không để ý tới hẳn, chỉ lên tiếng hỏi thẳng luôn. Được lắm. Đua xe thì đương nhiên là ai nhanh người đó thắng rồi. Lát nữa chúng ta tới trường đua, thực lực của chúng ta không thể sánh bằng Lạc Thần được, vậy nên sẽ so xem ai cách Lạc Thần gần nhất, thấy sao? Chu Hán Khanh mở miệng nói, không những thế còn tiện thể lấy lòng Lạc Thu. Vậy nếu có người vượt qua tên họ Lạc đó thì sao? Trần Triệu Dương tò mò hỏi. Ha ha, hắn vừa nói gì cơ? Vượt qua Lạc Thần á? Bị khùng hả? Tôi thấy hắn khùng nắng phết đó. Nếu không thì sao lại đắc tội với thần tài Chu được? Còn nằm mơ đua xe thắng Lạc Thần nữa chứ, đúng là mơ mộng hão huyền. Chu Hán Khanh còn chưa nói gì thì đám người xung quanh đã xôn xao lên. Bao nhiêu người tới đây vì Lạc Thu, bây giờ có người nói muốn thắng Lạc Thu ngay trước mặt bọn họ, thế chẳng phải là giỡn mặt sao? Vậy nên có thể nói là Trần Triệu Dương đã khơi dậy sự tức giận của nhiều người rồi. Lúc này Giang Uyển Quân cũng hơi luống cuống. Cô ấy không ngờ là Trần Triệu Dương lại không biết lựa lời như thế, đắc tội tất cả những người ở đây mất rồi. Trần Triệu Dương chẳng hề cảm thấy căng thẳng, ngược lại còn thấy điều mình vừa nói chỉ là chuyện đương nhiên. Đám người đó chỉ đơn giản là sùng bái kẻ mạnh thôi, chỉ cần anh thẳng thì sẽ chẳng còn áp lực gì nữa. Không thành vấn đề, chỉ cần mày thắng được Lạc Thần thì tất nhiên là mày thắng rồi. Chu Hán Khanh nhìn Trần Triệu Dương với vẻ mặt khinh bỉ. Chắc gì đã thẳng nổi hắn mà đòi thẳng Lạc Thu, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
nghe nói có kẻ muốn thắng tôi, ai dám mạnh miệng như thế. Nào, bước ra đi, để tôi xem thử mặt ngang mũi dọc ra sao, đúng lúc này, một giọng nói ngạo mạn vọng tới. Sau đó, đám đông tách ra, một người đàn ông gầy gò mặc quần áo đua xe đi dáng chữ bát tới. Lạc thần, có người nói muốn thắng anh. Lạc thần, anh cứ coi như đây là một câu chuyện thiếu lâm đi. Thấy Lạc Thu tới, những người xung quanh nhao nhao chào hỏi Lạc Thu, cứ như nhìn thấy thần tượng. Xin chào mọi người, được mọi người nể trọng, Lạc Thu vô cùng cảm ơn, hiển nhiên Lạc Thu mới làm việc xong, vẻ mặt rất thư thái, nhưng vừa ra khỏi xe là đã nghe thấy có người hỏi nếu thắng hắn ta thì thế nào. Rõ ràng là đang sỉ nhục hắn ta mà, trước mặt nhiều người như thế, tuyệt đối không thể bỏ qua được. Sao, mày là hỏa tiễn hay sao mà không thẳng được? Nghe thấy câu nói huênh hoang ấy của Lạc Thu, Trần Triệu Dương lạnh lùng quát. Đương nhiên là được, nếu vậy thì chúng ta cũng cược một ván đi, trên mặt Lạc Thu hiện lên nụ cười giễu cợt. Lạc thần, một tên vô danh tiểu tốt như hẳn sao đáng để anh ra tay. Đúng thế, đến lúc vào trận đua, đoàn chừng hắn còn không nhìn thấy đuôi xe của anh đâu ấy chứ. Thằng ô e, cút đi mau lên, nơi này không chào. Đón mày. Đúng thế, nơi này không chào đón mày, cút đi. Những người xung quanh vừa nghe Lạc Thu nói muốn đánh cược với Trần Triệu Dương là lập tức nháo nhào cả lên. Cảm ơn mọi người đã coi trọng, nhưng con người tôi rất ngứa mắt khi thấy kẻ khác vênh váo trước mặt tôi, vậy nên tôi nhất định phải đánh cược ván này, Lạc Thu chắp tay với những người xung quanh và nói một cách kiên định. Chu Hán Khanh ở bên cạnh mừng rơn, hắn không ngờ là Lạc Thu lại đứng ra, thế thì hắn nhàn đi bao nhiêu rồi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau lên đi, không còn sớm nữa đâu. Lát nữa tao còn phải về ăn cơm, Trần Triệu Dương không so đo với những tên đó. Được, nếu mày đã đồng ý rồi thì có phải chúng a nên đưa ra tiền cược rồi không? Lạc Thu lập tức nổi cáu, hắn ta cắn răng nói. Được, mày nói đi, tao sẽ theo mày, Trần Triệu Dương nói. 5 triệu, có dám không? Lạc Thu lạnh lùng nói. 5 triệu, ít quá, không vui, không đến 100 triệu thì đừng chơi với tao, thế nhưng Trần Triệu Dương lại khinh thường cười một tiếng. Mày, Lạc Thu chỉ là một tay đua, cho dù kiếm được nhiều tiền đến mấy thì gia tài của hắn ta cũng chẳng đáng bao nhiêu, sao có thể đánh cược hàng trăm triệu được. Lạc thần, còn tôi nữa mà, cược 100 triệu đúng không? Tôi bỏ tiền cược, ngoài ra, tôi còn thêm một điều kiện nữa, kẻ nào thua phải quỳ xuống trước mặt người còn lại, gọi ba tiếng ông nội. Sao, có dám chơi không? Tất nhiên là Chu Hán Khanh nhận ra được rằng Lạc Thu không đủ tiền, bèn đứng ra và nói. Những người xung quanh đều biết gia đình Chu Hán Khanh rất giàu, nhưng không ngờ hắn lại dám lấy 100 triệu ra làm tiền cược, đúng là giàu vãi trường. Lạc Thu không nói gì nữa, tóm lại thì hắn ta cứ chuyên tâm đua xe là được rồi, có Chu Hán Khanh đứng ra đặt tiền cược cho mình, hẳn ta vui còn chẳng kịp. Được, không thành vấn đề, Trần Triệu Dương thản nhiên nói, sau đó lại tiếp lời, mày tăng thêm một điều kiện thì tao cũng phải thêm một điều kiện. Nếu tao thắng, khi Khuynh Thành Quốc tế tới thành phố Long Hải, nhà họ Chu các người tuyệt đối không được cản trở, phải phối hợp hết sức, còn nếu ao thua thì Khuynh Thành Quốc tế sẽ không tới thành phố Long Hải nữa. Được, tao đồng ý, nhưng không biết mày có thể đại diện cho Khuynh Thành Quốc tế được không? Nghe thấy câu ấy của Trần Triệu Dương, Chu Hán Khanh vui mừng ra mặt, thằng danh này. Thật tự đại. Chờ một lát, Trần Triệu Dương gọi điện thoại cho Nam Cung Minh Đức, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông ta nghe. Nam Cung Minh Đức cực kỳ tin tưởng Trần Triệu Dương. Ông ta không nói hai lời, lập tức đồng ý ngay. Lại đây, Chủ tịch Nam Cung muốn nói chuyện với mày, Trần Triệu Dương đưa điện thoại cho Chu Hán Khanh. Chu Hán Khanh nghe máy, khi đã chắc chắn là Nam Cung Minh Đức, hẳn yên tâm hơn nhiều. Hắn đã gặp Nam Cung Minh Đức rồi, vậy nên cũng biết giọng của ông ta. Chỉ có điều ha không ngờ là một thằng bảo vệ quen như Trần Triệu Dương lại có thể gọi thẳng cho Nam Cung Minh Đức, có chút bản lĩnh đó. Lạc thần đã đứng ra thi đấu rồi thì tao không đua nữa, Lạc thần có thể đại diện cho tao, Chu Hán Khanh biết kỹ thuật đua xe của mình không sánh bằng Lạc Thu, bây giờ có Lạc Thu ở đây, tất nhiên là ha không cần đua nữa. Không thành vấn đề, cậu Chu cứ chờ tin tốt đi, nghe thấy câu ấy của Chu Hán Khanh, Lạc Thu hưng phấn hẳn lên. Bây giờ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, không biết mày có 100 triệu tiền mặt không? Nếu không có thì không cần thi đấu gì nữa đâu, quỳ xuống nhận thua luôn đi, lúc này. Chu Hán Khanh bỗng mở miệng nói. Những người xung quanh nghe vậy đều cảm thấy có lý, trông chàng trai này đâu giống người có 100 triệu, đến lúc đó lại lòi ra là nói mồm thì thôi. Thế này đi,
hai người chúng ta chuyển khoản cho Giang Uyển Quân, để cô ấy giữ số tiền cược ấy. Ngay sau đó, Chu Hán Khanh lại mở miệng nói. Hắn biết Giang Uyển Quân có mối quan hệ thân thiết với Trần Triệu Dương, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ công bằng trong chuyện này. Không thành vấn đề, Trần Triệu Dương gật đầu đồng ý. Sau đó, Chu Hán Khanh và Trần Triệu Dương gửi 100 triệu vào số thẻ của Giang Uyển Quân. Khi mọi người nhìn thấy điện thoại của Giang Uyển Quân hiển thị vừa nhận được 200 triệu, ai nấy đều nhìn Trần Triệu Dương bằng con mắt khác. Tuy rằng ở đây toàn là con nhà giàu, nhưng bọn họ không thể có nhiều tiền như thế được. Không ngờ một chàng trai trẻ không có tiếng tăm gì lại dễ dàng bỏ ra 100 triệu như thế, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Chốt rồi thì chúng ta bắt đầu đi, thấy mọi chuyện đã được quyết định, tâm trạng của Lạc Thu trở nên kích động. Vừa rồi Chu Hán Khanh đã nói là nếu thắng cuộc đua này thì hắn ta sẽ có được 20 triệu tiền thù lao. Mặc dù so với 100 triệu thì 20 triệu hơi ít, nhưng đối với Lạc Thu, đó là một số tiền cách xù rồi. Uyển Quân, cho anh mượn xe nhé, Trần Triệu Dương quay đầu nói với Giang Uyển Quân. Hơ, nghe thấy câu nói của Trần Triệu Dương, Giang Uyển Quân sửng sốt, sau đó cô ấy vỗ trán một cái. Vừa rồi chỉ mải nghĩ tới chuyện đua xe, quên mất việc Trần Triệu Dương còn chẳng có xe, chiếc xe này của cô ấy chỉ là xe thể thao được cải tiến sơ qua thôi. Còn xe mà Lạc Thu dùng là chiếc siêu xe thể thao do chính hắn ta cải tiến. Mặc dù nó không thuộc quyền sở hữu của Lạc Thu, nhưng Lạc Thu được phép sử dụng chiếc xe ấy, xe này của cô ấy không thể nhanh hơn xe của Lạc Thu được. Không được, chiếc xe này của em không thắng nổi Lạc Thu đâu, Giang Uyển Quân biết chuyện này rất quan trọng, vội vàng mở miệng từ chối. Sau đó cô ấy lại nói tiếp, hay là đợi một lát nữa, để em gọi người mang một chiếc xe thể thao tốt hơn tới. Không cần đâu, chiếc xe này của em là đủ rồi, Trần Triệu Dương trực tiếp để Giang Uyển Quân ngồi lên ghế phụ, còn anh ngồi vào ghế lái. Có một quy tắc trong cuộc đua xe này, đó là nhất định phải có một người ngồi ở ghế phụ. Mọi người bình thường đều sẽ để một người đẹp ngồi ở đây. Dù gì có người đẹp ở bên thì hormone sẽ bùng phát. Sợ hả? Nếu em sợ thì để anh đua xe một mình cũng được, Trần Triệu Dương nói với Giang Uyển Quân. Em mới không thèm sợ, đua xe là chuyện em thích nhất. Em cũng muốn xem kỹ thuật đua xe của anh Dương nữa, Giang Uyển Quân lắc đầu, nói vô cùng chắc chắn. Được. Vậy em thắt dây an toàn vào, bám chắc. Nhé, Trần Triệu Dương gật đầu, anh vô cùng tự tin với kỹ thuật lái của mình, dĩ nhiên không sợ Giang Uyển Quân sẽ gặp nguy hiểm. Tuân lệnh, lúc này Giang Uyển Quân không hề lo những chuyện khác, có thể tham gia đua xe thì cô ấy tin là kỹ thuật của anh chắc chắn sẽ không thua kém ai. Rất nhanh sau đó, hai chiếc xe đã chạy đến vị trí xuất phát. Để cuộc đua thêm phần hấp dẫn, bọn họ đã dựng một màn hình rất lớn ở chính giữa sân. Mỗi góc đường núi đều có hai camera để giám sát tất cả các chi tiết của cuộc đua này. Một vài nhân viên kỹ thuật đang không ngừng vận hành thử, cố gắng tường thuật lại từng chi tiết của toàn bộ cuộc đua trên màn hình lớn. Còn mọi người xung quanh đều biết rằng Lạc Thu sẽ cược đua xe với người ta. Có thể nói là một vụ cá cược lớn, tiền cược lên tới 100 triệu. Cho dù các cậu ấm này đã quá quen với những vụ cá cược như thế này nhưng lúc này cũng đều rất phấn khích. Nhưng về phía Trần Triệu Dương, không một ai xem trọng anh cả, dù gì xe của Giang Uyển Quân vốn không cùng đẳng cấp với xe thể thao của Lạc Thu. Rất nhanh sau đó, một người đẹp mảnh mai trong bộ bikini xuất hiện trước hai chiếc xe thể thao, cô ta nắm chặt lấy chiếc áo đang che chắn ở phía trước của mình, sau đó bất ngờ kéo xuống, rồi ném mạnh nó xuống đất. Trần Triệu Dương không ngờ còn có màn trình diễn này, ngay lúc áo của người đẹp rơi xuống, xe thể thao đen của Lạc Thu nhanh như chớp phóng nhanh về phía trước như một mũi tên. Mau! Bắt đầu rồi, Giang Uyển Quân dĩ nhiên biết quy tắc này, lập tức giục Trần Triệu Dương. Không vội, để anh ta chạy trước một đoạn đi, Trần Triệu Dương từ từ khởi động xe, rồi cũng lao khỏi điểm xuất phát. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì đột nhiên phá lên cười. Tên này có phải chưa từng thấy phụ nữ không vậy? Tôi thấy chắc là lo ngắm người đẹp nên quên mất chuyện thi thố luôn rồi. Lễ nào không ai nói cho cậu ta biết, quần áo rơi xuống là cuộc thi bắt đầu sao? Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, hiển nhiên là đánh giá của họ về Trần Triệu Dương càng thấp hơn rồi. Vốn dĩ Chu Hán Khanh còn tưởng Trần Triệu Dương sẽ lợi hại lắm. Kết quả không ngờ, thua ngay tại vạch xuất phát, phải biết là chậm trễ mười mấy. Giây này đã đủ cho Lạc Thu chạy được một đoạn xa rồi, tính năng của xe đã kém hơn, nay xuất phát lại chậm. Về kỹ thuật, hắn không tin Trần Triệu Dương có thể bì lại với Lạc Thu, như vậy là thua chắc rồi. Được rồi, có thể bắt đầu đuổi theo rồi.
lúc xe của Lạc Thu đã vào vòng cua đầu tiên, tốc độ xe của Trần Triệu Dương mới tăng lên. Nhưng tốc độ này rõ ràng không cách nào so sánh với xe của Lạc Thu. Lúc này vẻ mặt của Giang Uyển Quân tỏ ra ủ rũ, hiển nhiên trong lòng cô ấy cho rằng cuộc đua này thật sự đã thua rồi. Nhưng khi cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn sang Trần Triệu Dương thì mới phát hiện, vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, tay chân vận hành xe vô cùng thuần thục. Sắp qua khúc cua đầu tiên rồi, giảm tốc độ thôi, để một cô gái ngồi bên cạnh xe đua thật ra không phải chỉ vì đẹp, vì kích thích, mà cô gái này còn có một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là nói tình hình khúc cua cho Trần Triệu Dương biết, đồng thời giám sát tình trạng xe. Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó lại sang số, nhấn ga, chiếc xe lao về phía góc cua như một con trâu điên. Cái này, mau giảm tốc độ, sắc mặt của Giang Uyển Quân đột nhiên tái nhợt, cô ấy không ngờ Trần Triệu Dương lại không hề giảm tốc độ khi vượt qua khúc cua, như vậy không phải sẽ lao xuống vách núi sao? Một lan can ở cấp độ đó hoàn toàn không thể cản lại được chiếc xe có tốc độ như thế này. Em tin anh không? Trần Triệu Dương thản nhiên quay đầu nhìn Giang Uyển Quân hỏi. Em tin, ngay lúc này, tâm trạng của Giang Uyển Quân vốn đang vô cùng hồi hộp, rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trở lại, nhất là khi nghe giọng nói vừa bình tĩnh vừa tự tin của anh. Vậy anh dĩ nhiên sẽ không phụ lại sự tín nhiệm này của em rồi, Trần Triệu Dương bật cười. Vào lúc này mà còn dám tin vào mình thì đó mới là sự tin tưởng thật sự. Mọi người nhìn xem, xe của Trần Triệu Dương muốn làm gì vậy? Sắp qua khúc cua đầu tiên rồi, tuy khúc cua này không phải khúc mạo hiểm nhất, nhưng anh ta lại không hề giảm tốc độ. Dưới màn hình lớn, có người đột nhiên chỉ vào hình ảnh rất nhỏ của Trần Triệu Dương và kinh ngạc hét lên. Lúc này, sự chú ý của mọi người từ xe của Lạc Thu chuyển sang bên phía xe của Trần Triệu Dương. Lúc họ thấy hình ảnh bên này của Trần Triệu Dương thì ai nấy đều thay đổi sắc mặt. Ôi trời, anh ta muốn tự sát sao? Kỹ thuật, mau phóng to màn hình của Trần Triệu Dương đi. Nhân viên kỹ thuật đang làm gì vậy? Màn hình của Trần Triệu Dương sao lại nhỏ thế? Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, nhưng màn hình của Trần Triệu Dương quá nhỏ, cơ bản không nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra. Nhân viên kỹ thuật thầm kêu oan, trước khi cuộc thi bắt đầu, vốn dĩ là hai màn hình như nhau, nhưng mọi người đều kêu gào làm màn hình bên Trần Triệu Dương nhỏ lại. Dù gì đều là tới xem đại thần, sao có thể đi ngắm một tên không có chút danh tiếng chứ? Tuy trong lòng bực bội, nhưng nhân viên kỹ thuật cơ bản không muốn đắc tội với đám cậu ấm này, nhanh chóng điều chỉnh hai màn hình cho ngang nhau. Lúc mọi người quan sát, tốc độ xe của Trần Triệu Dương vốn không hề giảm, như gào thét mà lao qua khúc cua đầu tiên. Kỹ thuật như vậy khiến mọi người đều há hốc mồm. Chuyện này sao có thể? Cho dù là những tay đua chuyên nghiệp cũng không có kỹ thuật như vậy, lúc này sắc mặt của Chu Hán Khanh không được tốt lắm, hắn lẩm bẩm trong miệng một mình. Lạc Thu, anh tuyệt đối không được thua. Nếu không thì tôi sẽ cho anh đẹp mặt, sau đó Chu Hán Khanh lạnh lùng nhìn sang màn hình của Trần Triệu Dương. Hắn vốn không ngờ được, cuộc thi lần này vốn dĩ là hắn muốn đích thân ra tay, nếu đổi lại là hắn thì e là thua sẽ càng khó coi. Mau xem đi, sắp tới cua thứ hai rồi, lẽ nào anh ta lại không giảm tốc độ nữa sao? Không thể nào, tốc độ này đã đạt ngưỡng cao nhất cho dòng xe của anh ta. Nếu không giảm tốc độ thì không thể lao đi được. Không sai, khúc cua này còn nguy hiểm hơn cả khúc cua trước. Lúc Trần Triệu Dương sắp tới khúc cua thứ hai, mọi người đều nín thở nhìn chằm chằm vào màn hình của anh, không ai còn để ý đến màn hình của Lạc Thu nữa. Trong tầm nhìn của mọi người, xe của Trần Triệu Dương không hề giảm tốc độ mà trực tiếp lao về trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Wow, thật không thể tin vào mắt mình mà. Đúng là không phải người, qua khúc cua như, vậy cũng không cần giảm tốc độ. Đừng vội, các khúc cua phía sau sẽ càng khó hơn, anh ta chắc chắn sẽ giảm tốc độ thôi. Mỗi người đều có ưu khuyết riêng, không nên so sánh, lúc trước thấy Lạc Thu đua xe còn cảm thấy rất lợi hại. Bây giờ cảm thấy không đủ kinh ngạc rồi. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì đều gào lên, bèn thay đổi lập trường. Bọn họ đều cảm thấy vô cùng kinh hoàng, vẻ mặt của Giang Uyển Quân trên xe cũng thay đổi rõ rệt. Cô ấy không ngờ Trần Triệu Dương lại qua được khúc cua như vậy. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy có người vượt qua khúc cua như thế này. Tới lúc này, Giang Uyển Quân biết, không thể nói chuyện với anh. Như vậy thật sự quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể để anh phân tâm. Cuộc đua trôi qua rất nhanh, khoảng cách giữa hai chiếc xe chưa tới 200 mét. Nếu là bình thường, cũng chỉ là hơn thua ở chuyện đạp ga, nhưng trong cuộc đua xe kiểu này vẫn có rất nhiều chênh lệch.
còn hai khúc cua, không biết Lạc Thu có bị đuổi kịp hay không. Nếu vẫn không giảm tốc độ ở các khúc cua như trước thì chắc chắn có thể đuổi kịp. Nhưng hai khúc cua này là hẹp nhất, e là không thể không giảm tốc độ. Lúc này, những người xung quanh đều bắt đầu suy đoán. Chết tiệt, sao kỹ thuật lái xe của tên Trần Triệu Dương này lại lợi hại như vậy, vẻ mặt của Chu Hán Khanh tái mét đi. Nếu trước đó, xe của Trần Triệu Dương cũng khởi động chạy như xe của Lạc Thu, e là lúc này Lạc Thu còn không thể nhìn thấy đèn ở đuôi xe của Trần Triệu Dương. Anh Triệu Dương, vẫn còn hai khúc cua nữa, cố lên, lúc này ánh mắt của Giang Uyển Quân nhìn anh tràn đầy sự ngưỡng mộ xen lẫn sự tôn sùng. Yên tâm đi, ánh mắt của Trần Triệu Dương rất điềm tĩnh, tốc độ không hề giảm chút nào. Độ cong của hai khúc cua có hơi hẹp, phải cẩn thận, Giang Uyển Quân lên tiếng. Không sao, chuyện nhỏ mà, Trần Triệu Dương gật đầu, anh dùng khả năng nhìn xuyên thấu nên sớm đã nhìn thấy, trong đầu không ngừng tính toán về khúc cua này. Đối với anh mà nói thì độ cong của khúc cua này không hề khó chút nào. Năm đó, khi chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài, bị người ta săn lùng, độ nguy hiểm còn nhiều hơn cả lúc này, nhưng anh cũng chưa từng giảm tốc độ, vì giảm tốc độ có nghĩa là kết thúc mạng sống. Khúc cua đầu tiên sắp tới, xe của Lạc Thu quả nhiên bắt đầu giảm tốc độ ở khúc cua này. Còn tốc độ xe của Trần Triệu Dương không hề thay đổi, anh phóng lên một cách điên cuồng. Lạc Thu dĩ nhiên nhìn thấy xe của Trần Triệu Dương. Hắn ta trực tiếp lách vào góc trong cùng tại khúc cua. Nếu Trần Triệu Dương muốn vượt thì e chỉ có một hậu quả, đó chính là lao xuống dưới vách núi. Không hay rồi. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hét lên lên. Trong tầm mắt của mọi người, xe của Trần Triệu Dương quả nhiên muốn vượt qua, còn xe của Lạc Thu cũng đã tới khu vực hẹp nhất của khúc cua. Xe của Trần Triệu Dương bất ngờ bẻ lái, hung hăng đâm vào xe của Lạc Thu. Vốn dĩ một trong những bánh xe của Trần Triệu Dương có một bánh đã bị treo lơ lửng, nhưng lúc đâm vào xe của Lạc Thu thì xe của anh đã lao qua một cách thần kỳ. Mẹ ơi, thao tác quá đẹp, thao tác này đúng là xuất thần mà, quá lợi hại, đây mới là đại thần đua xe. Vẫn còn một khúc cua, với thực lực của Trần Triệu Dương, Lạc Thu không có cơ hội nào rồi. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng ly kỳ và đầy mạo hiểm này, ai nấy đều hô toáng lên. Nếu không phải Trần Triệu Dương đâm vào xe của Lạc Thu thì e đã rơi xuống vách núi rồi. Em sợ chết đi được, lúc này sắc mặt của Giang Uyển Quân trắng bệch, rõ ràng cảnh lúc nãy đã khiến cô ấy sợ đến chết khiếp. Phải biết khúc đó không hề có lan can bảo vệ, cô ấy đã nhìn thấy khung cảnh bên dưới vách đá. Yên tâm đi, mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của anh rồi, Trần Triệu Dương vô cùng tự tin, mọi chuyện lúc nãy đều nằm trong tính toán của anh, bao gồm chuyện va chạm. Cho nên anh không có gì phải lo lắng cả. Tốc độ xe của Trần Triệu Dương chỉ có lúc va chạm vừa rồi mới hơi giảm đi, nhưng sau đó lại tăng trở lại, nhanh chóng lao về khúc cua cuối cùng. Lạc Thu bị Trần Triệu Dương va phải, điều này khiến hẳn ta vô thức đạp phanh, chờ tới lúc hẳn ta khởi động xe lại và đi về phía trước thì xe của anh đã đi mất hút rồi. Chết tiệt, cái tên khốn này, không sợ rơi xuống vách núi sao? Sắc mặt của Lạc Thu vô cùng khó coi nhưng hắn ta không hề bỏ cuộc mà cố gắng đuổi theo Trần Triệu Dương lần nữa. Tới khúc cua cuối cùng, tuy là nguy hiểm nhất nhưng không có xe của Lạc Thu cản trở nên Trần Triệu Dương đã vòng qua khúc cua một cách rất thuận lợi. Vượt qua khúc cua cuối cùng, chỉ còn một đoạn đường dài 100 mét là lên đến đỉnh núi. Thắng rồi, thật sự thắng rồi. Thực lực chênh lệch nhiều vậy, tuyệt đối là tay đua cấp đại thần. Thật không ngờ ở thành phố Nam Hải còn có thể thấy được tay đua lợi hại như vậy. Lần này, Lạc Thu tiêu rồi, khiến Chu Hán Khanh thua cuộc, không đơn giản là mất tiền mà còn cả thể diện nữa. Những người xung quanh sau khi thấy xe của Trần Triệu Dương lên đến đỉnh núi, ai nấy đều điên cuồng vỗ tay. Tuy Trần Triệu Dương không thể nghe thấy nhưng dù gì cũng có thể bày tỏ được tâm trạng kích động của họ. Cậu chủ, chúng tôi đã tới nơi rồi, giờ phải làm gì đây, sau khi Trần Triệu Dương tới đỉnh núi. Điện thoại của anh reo lên, Trần Triệu Dương nghe máy, là Hứa Nghị gọi tới. Khống chế toàn bộ đám tay đua này đi, dám đến địa bàn của tôi đua xe thì phải để bố mẹ bọn chúng đem tiền tới mà chuộc người, Trần Triệu Dương thờ ơ nói xong thì liền cúp máy. Anh Triệu Dương, sao vậy, nghe cuộc nói chuyện điện thoại của Trần Triệu Dương, Giang Uyển Quân ngạc nhiên và hỏi. Anh đã mua đấu giá Hồ Lộc Minh này rồi, những người không mời mà đến, đương nhiên là phải được dạy dỗ cho một bài học. Trần Triệu Dương mỉm cười, cũng không có ý che giấu. Qua, anh Triệu Dương, anh đúng là đại gia mà. Thật không ngờ anh lại có nhiều tiền như vậy. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Giang Uyển Quân nhất thời ngây người, sau đó cô ấy kinh ngạc nói.
Cũng tạm thôi, đi, xuống núi xem thử, Trần Triệu Dương bèn khởi động xe và lái xuống núi. Cả quá trình vốn không thèm để ý đến tên Lạc Thu đó. Giang Uyển Quân cũng không thèm quan tâm đến tên này, so với anh Triệu Dương thì tên này đúng là kém cỏi, sao lúc đầu mình lại sùng bái tên này chứ? Lúc xuống núi, xe của Trần Triệu Dương không hề đi nhanh, mà đi dọc theo ven đường vừa tán gẫu vừa trò chuyện với Giang Uyển Quân. Sau khi anh nói điện thoại xong, dưới chân núi liền hỗn loạn lên vì một đám người mặc đồ đen xông lên, trực tiếp bao vây lấy bọn họ. Ban đầu, bọn họ còn ỷ vào thân phận của mình mà làm ra vẻ hống hách, nhưng khi bị đám người mặc áo đen đánh cho ngã lăn ra đất thì những người còn lại không dám phản kháng chút nào, đều vô cùng ngoan ngoan không dám nhúc nhích. Lúc Trần Triệu Dương lái xe từ trên núi xuống thì đúng lúc thấy Hứa Nghị cho người bao vây lấy bọn họ. Đám cậu ấm này ai nấy đều vô cùng kiêu ngạo, nhưng bây giờ đều đang co rúm lại, không ai còn dám nói nhảm nữa. Chu Hán Khanh, ra đây đi, thực hiện cá cược đi, Trần Triệu Dương xuống xe, trực tiếp đi tới trước mặt những người này, nhìn Chu Hán Khanh rồi lạnh lùng nói. Chu Hán Khanh không ngờ rằng Trần Triệu Dương lại dám làm to chuyện ở trước mặt nhiều người như vậy. Vốn hắn còn nghĩ là đám người này muốn ngăn cản hành động của Trần Triệu Dương nhưng không nghĩ đến họ lại không hề có một chút phản ứng nào. Mày còn không ra thì tao buộc phải kéo mày ra đấy. Trần Triệu Dương nhìn bộ dạng giả ngốc của Chu Hán Khanh thì lập tức vẫy tay, mấy tên bảo vệ của Hồ Lộc Minh lập tức xông vào trong đám đông lôi hắn ra ngoài. Vốn mấy tên bảo vệ này còn không biết Chu Hán Khanh là ai nhưng khi họ đi đến thì đám người xung quanh đã tự động giạt nhanh sang hai bên, chỉ còn lại Chu Hán Khanh với vẻ mặt oán giận đứng ở đó. Mày rốt cuộc là ai? Chu Hán Khanh nghe được lời nói của Trần Triệu Dương thì tâm trạng trở nên buồn bực, lập tức hỏi. Mày quan tâm tao là ai để làm gì, chút nữa sẽ biết ngay thôi, bây giờ, quỳ xuống, gọi ông. Trần Triệu Dương đạp một nhát vào đầu gối Chu Hán Khanh, hắn không khống chế được cơ thể mình mà lập tức quỳ xuống. Bị Trần Triệu Dương làm nhục như vậy, mặt hắn lập tức đỏ hết cả lên rồi chật vật muốn đứng dậy. Mày dám đứng lên thì tao sẽ đánh gãy chân mày. Khiến cho cả đời này mày chỉ có thể quỳ gối mà đi đường, Trần Triệu Dương lạnh giọng nói. Nghe được lời này của Trần Triệu Dương thì Chu Hán Khanh vốn còn muốn đứng dậy lập tức dừng lại, chỉ là ánh mắt nhìn Trần Triệu Dương vẫn tràn ngập sự thù hắn. Tuy tao không biết mày là ai nhưng nhà họ Chu chúng tao ở đất Long Hải cũng là một tập đoàn lớn có máu mặt, mày tốt nhất mau thả tao ra, nếu không mày sẽ phải hối hận về tất cả những gì mày đã làm ngày hôm nay, Chu Hán Khanh nhìn Trần Triệu Dương rồi nói. Thật là một thằng đần. Trần Triệu Dương lắc đầu, đầu óc tên Chu Hán Khanh này đúng là bị chó gặp, lúc này rồi còn nhắc đến chống lưng của hắn để đe dọa anh, đây không phải tự tìm đường chết sao. Nếu mày không thực hiện cá cược thì tao nghĩ cái lưỡi của mày cũng không còn tác dụng gì nữa đâu, cắt đi, sắc mặt của Trần Triệu Dương vô cùng bình tĩnh, anh nói với hai tên bảo vệ đứng cạnh. Hai tên đó lập tức đi lên giữ chặt lấy Chu Hán Khanh, một tên trong đó rút một con dao găm đen nhánh từ eo ra, tên còn lại thì giữ chặt lấy miệng Chu Hán Khanh. Đừng, tao gọi, Chu Hán Khanh nhìn thấy vậy thì biết là đối phương dám làm thật, hẳn không muốn chỉ vì một vài chữ đó mà bị cắt mất lưỡi. Gọi đi, Trần Triệu Dương vẫy tay làm ám hiệu cho hai tên bảo vệ đó lùi ra sau, rồi mới nói. Ông, giọng Chu Hán Khanh ấm ức, hắn cắn chặt môi rồi nhả ra vài chữ từ kế răng. Không nghe thấy, nói to lên, lặp lại một lần nữa, Trần Triệu Dương lạnh giọng nói. Tên họ Trần kia, mày đừng có quá đáng. Tao dù gì cũng là người của thành phố Long Hải đấy, Chu Hán Khanh cắn răng hét lên một cách tức giận. Quá đáng đúng không, còn quá đáng hơn được nữa đấy, Trần Triệu Dương đấm thẳng một phát vào mặt Chu Hán Khanh khiến cho hắn lập tức rụng mất mấy cái răng, rồi đạp thêm một cước vào người hẳn. Không phải mày là người có máu mặt sao? Nào, gọi to lên cho tao, Trần Triệu Dương lạnh giọng nói. Tao, bị Trần Triệu Dương cho một đấm thì Chu Hán Khanh thực sự thành thực hơn. Hắn run cầm cập gọi mấy tiếng ông thì Trần Triệu Dương mới cho qua. Hồ Lộc Minh này là địa bàn của ông, ai cho chúng mày cái gan dám đến đây gây chuyện, Trần Triệu Dương xử lý xong Chu Hán Khanh rồi mới nói với đám cậu ấm kia. Nghe được lời này của Trần Triệu Dương thì đám người đó đều vô cùng ngạc nhiên, khi họ vào đây đúng là có nhìn thấy biển cảnh báo, nhưng thứ đồ chơi đó không có tác dụng gì với đám họ cả, đúng là có mà như không, nên họ mới lập tức xông vào, lại còn đập bỏ luôn cái bảng đó. Nhưng không ngờ đến rằng chủ nhân của Hồ Lộc Minh lại ngang ngược và vô lý như vậy, lập tức bao vây họ. Tao cũng không làm khó bọn mày nữa, mỗi người trả 5 triệu tệ tiền chuộc, thiếu một xu cũng không được, Trần Triệu Dương nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của bọn họ thì nói.
Chuyện tiếp theo anh không nhúng tay vào nữa mà để cho Hứa Nghị đi thu tiền, người có tiền thì chỉ cần nộp ra là sẽ được đi, nếu không có thì bảo người nhà đem tiền đến. Anh Dương, không ngờ là anh lại giỏi như thế, quả không hổ là người mà em thích, Giang Uyển. Quân hai mắt phát sáng, nói một cách hưng phấn. Được rồi, không còn sớm nữa, em cũng nên đi về rồi. Trần Triệu Dương nhìn Giang Uyển Quân một cái rồi không muốn dây dưa gì với cô nữa, dù gì Giang Sơn cũng là người đứng đầu ở thành phố. Sao chứ, em còn chưa được đi chơi ở Hồ Lộc Minh bao giờ, nếu không anh đưa em đi một vòng, em đảm bảo đợi đến khi chơi xong em sẽ về luôn. Giang Uyển Quân nghe thấy Trần Triệu Dương muốn đuổi người thì lập tức không vui, bĩu môi nhỏ làm nũng. Ông chủ, đám người cậu chủ Giang không có ở đây, đều về thành phố cả rồi, lúc này Hứa Nghị bước đến nói với Trần Triệu Dương. Hả, họ không ở yên trong núi mà chạy ra ngoài làm gì, nghe được lời này của Hứa Nghị thì Trần Triệu Dương lập tức cau mày. Cái này tôi cũng không rõ, họ chỉ nói là muốn cho cậu một bất ngờ, Hứa Nghị lắc đầu nói. Được, các anh dẫn người về đi, Trần Triệu Dương gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi cho Giang Tử Phong. Đại ca, sao anh không ở trong biệt thự, điện thoại vừa kết nối thì Giang Tử Phong đã nói một cách buồn bực. Các cậu không tu luyện cho tốt mà chạy đi đâu thế, Trần Triệu Dương không vui hỏi. Đại ca, chúng em đều luyện đến hậu thiên võ giả rồi, không phải là muốn cho anh một sự bất ngờ sao, kết quả là không gặp được anh, Giang Tử Phong ấm ức giải thích. Hả, nhanh thế sao, tốt lắm, các cậu ở trong biệt thự đợi tôi, chút nữa tôi qua liền, nghe được ba người đã lên được đến hậu thiên võ giả rồi thì Trần Triệu Dương có chút ngạc nhiên. Phải biết rằng ban đầu khi anh luyện đến cảnh giới hậu thiên thì mất rất nhiều thời gian, nhưng ba người họ lại chỉ cần có mấy ngày đã đạt được rồi, sợ là trong quá trình tu luyện đã xảy ra chuyện gì, phải đi xem thử xem. Em gái Uyển Quân, anh có chút chuyện, sợ là không thể chơi cùng em được, nếu không em về trước, đợi anh xử lý xong công việc rồi thì chúng ta lại hẹn nhau đi chơi, Trần Triệu Dương nhìn Giang Uyển Quân rồi áy náy nói. Được rồi, chỉ là, mấy ngày nay em đều ở Nam Hải, đưa anh về trước đi. Giang Uyển Quân có chút mất hứng nhưng cũng biết anh có việc nên không dám gây rối. Sau đó, cô lái xe đưa anh về biệt thự rồi mang theo vẻ mặt không vui vẻ gì mà rời đi. Ba người Giang Tử Phong đang đợi ở trong xe trước của biệt thự, nhìn thấy anh xuống thì vội vàng lên đón. Đi, vào trong rồi nói, Trần Triệu Dương nhìn thấy ba người đi qua thì không nói nhiều mà lập tức dẫn họ đi vào bên trong. Tôi kiểm tra ba người một chút, vào trong biệt thự rồi thì anh lập tức kiểm tra họ. Càng kiểm tra thì anh càng kinh ngạc. Ba người ăn cái gì rồi? Trần Triệu Dương cảm nhận được trong cơ thể ba người có một nguồn năng lượng vô cùng đáng sợ. Luồng năng lượng này nếu được hấp thu hết, e rằng sẽ đột phá lên hậu thiên đại thành luôn mất. Không ăn gì cả, chúng em chạy bộ trong núi, kết quả là không cẩn thận mà rơi vào trong một cái hố. Sau đó chúng em không còn biết gì nữa, đợi đến khi tỉnh lại thì đã đột phá lên rồi, Giang Tử Phong nói với bộ dạng đắc ý. Trần Triệu Dương, không phải là chúng tôi xảy ra vấn đề gì đấy chứ, vốn họ còn rất vui nhưng nhìn thấy bộ dạng nghiêm trọng của Trần Triệu Dương như thế thì bắt đầu thấy lo lắng. Tạm thời không có vấn đề nhưng cảnh giới của mọi người tốt nhất không nên đột phá nhanh như thế, nếu quá nhanh thì cũng không phải là chuyện tốt gì, Trần Triệu Dương nói. Đúng rồi, sau khi ba người tỉnh lại thì có phát hiện ra cái gì khác thường không, Trần Triệu Dương đột nhiên nghĩ ra, ba người gặp phải chuyện kỳ lạ như thế thì có điểm báo gì không? Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương thì họ đều lộ ra sắc mặt kỳ quái, sau khi bọn em tỉnh lại thì không phát hiện ra cái gì kỳ lạ cả, hố cũng là một cái hố bình thường, bên trong không có cái gì. Thật là kỳ lạ, đợi sau này cùng nhau đi xem thử, Trần Triệu Dương gật đầu, chuyện kỳ lạ thường không có gì do gì như thế, anh cũng không nghi ngờ gì cả. Được rồi, nếu mọi người đã lên được hậu thiên đại thành rồi thì bây giờ về củng cố lại cảnh giới của mình đi, Trần Triệu Dương nhìn giờ. Sắp đến lúc Nam Cung Yến tan làm rồi, anh không muốn để họ ở đây nữa. Đại ca, chúng em có phải có thể tu luyện võ thuật rồi không? Nếu không có một thân sức mạnh rồi mà cũng không biết đánh như thế nào, Giang Tử Phong nhìn Trần Triệu Dương một cách mong đợi, hỏi. Gấp cái gì, nếu mọi người thực sự muốn tăng kinh nghiệm chiến đấu và nâng cao kỹ năng của mình, thì có thể đến tìm Hứa Nghị. Anh ta là một cựu chiến binh trong quân đội nên có thể dạy cho mọi người. Khi nào có thời gian? Tôi sẽ dạy ba người một cách bài bản sau, Trần Triệu Dương suy nghĩ một chút rồi nói liên thanh. Được thôi, nghe được Trần Triệu Dương không đích thân dạy bọn họ thì ba người lập tức cảm thấy thất vọng. Các người đừng thất vọng, dù gì cũng phải có một chút kiến thức về chiến đấu thì mới có thể huấn luyện, được rồi, mau đi đi, Trần Triệu Dương giải thích một câu rồi lập tức đuổi người,
dù gì cũng sắp 5 giờ rồi, anh còn phải về công ty luôn. Đúng lúc này thì điện thoại của anh đột nhiên rung lên, nhìn thấy là cuộc gọi của chị em nhà họ Cận thì anh đột nhiên cảm thấy bất an. Sao thế, khi bắt máy, anh áp chế sự bất an đó của mình mà hỏi. Tôi, chúng tôi bị phục kích, có người bắt cóc Nam Cung Yến đi rồi, trong điện thoại truyền đến giọng nói yếu ớt của họ. Bây giờ các người ở đâu, sát khí trên người Trần Hạo tăng cao, anh đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói. Chúng tôi đang ở chỗ đỗ xe dưới tầng hầm công ty, Cận Băng nói xong thì không thấy động tĩnh gì nữa. Đại ca, xảy ra chuyện gì rồi, nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Trần Triệu Dương thì Giang Tử Phong hỏi một cách lo lắng. Chị dâu cậu xảy ra chuyện rồi, bây giờ cậu lái xe đến chỗ đỗ xe dưới tầng hầm công ty với tôi, Trần Triệu Dương nói xong thì thân ảnh lóe lên, lập tức lao về phía trước xe của mình rồi khởi động xe lao nhanh ra ngoài. Chúng tôi phải làm sao đây, nhìn thấy bộ dạng đó của Trần Triệu Dương thì Từ Tịnh Nhã hỏi. Lên xe đi, mau lên, Giang Tử Phong biết chuyện này vô cùng cấp bách nên lập tức nói. Chị Tịnh Nhã, Trần Triệu Dương kết hôn rồi sao, sự chú ý của Dương Lệ không giống người khác, cô không nghĩ rằng Trần Triệu Dương đã kết hôn rồi, điều này làm cô vô cùng thất vọng. Đúng thế, hơn nữa còn là chị em tốt của tôi, Nam Cung Yến, Từ Tịnh Nhã gật đầu, trước giờ đều không nói vì cứ nghĩ là Dương Lệ biết rồi. Không ngờ là cô lại không hề biết chuyện này. Cái gì cơ, nghe được lời nói của Từ Tịnh Nhã thì Dương Lệ lập tức ngây người như phỗng. Quan hệ của cô với Nam Cung Yến không tệ nhưng trước giờ cũng chưa từng nghe được tin tức hai người kết hôn, không ngờ Nam Cung Yến và Trần Triệu Dương lại kết hôn một cách âm thầm như thế. Nắm chắc vào, chú ý an toàn, Giang Tử Phong nắm chặt vô lăng rồi khởi động xe lao về hướng công ty. Tốc độ xe của Trần Triệu Dương vô cùng nhanh. Đồng thời cũng gọi cho Hứa Thiệu Phong một cuộc điện thoại, anh muốn biết rốt cuộc mấy người đó là ai. Tại sao lại muốn bắt cóc Nam Cung Yến? Đấn là vì Nam Cung Yến hay là vì anh? Lão Hứa, em dâu anh bị bắt cóc rồi, giúp tôi điều tra xem là ai làm. Sau khi điện thoại được nối máy thì Trần Triệu Dương lập tức nói ra mục đích cho Hứa Thiệu Phong. Được, để tôi tra, nghe được lời nói của Trần Triệu Dương thì Hứa Thiệu Phong lập tức lo lắng. Mới hai hôm trước bị người ta ám sát. Hôm nay lại có người bắt cóc Nam Cung Yến, đây đúng là chơi với lửa, Trần Triệu Dương chắc chắn sắp phát điên rồi. Trần Triệu Dương chỉ mất 5 phút đã lao đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm của công ty, xem ra chuyện này nhân viên trong công ty đã biết cả rồi vì đám bảo vệ đã phong tỏa chỗ này lại. Tránh hết ra, Trần Triệu Dương đi đến chỗ đám bảo vệ đang phong tỏa rồi lập tức đẩy họ ra, lao đến chỗ Cận Băng, Cận Liệt. Hai chị em lúc này trông rất thảm, mặt mày tái mét. Trên người mỗi người có ít nhất chục vết thương, tuy đã được băng bó nhưng vẫn khiến người ta không khỏi run sợ. Anh Dương, trách chúng tôi bất tài, không bảo vệ tốt cho Tổng Giám Đốc Nam Cung, nhìn thấy Trần Triệu Dương đến thì Tiểu Mao dẫn theo mấy tên bảo vệ đi đến, vẻ mặt hổ thẹn nói. Lấy camera lại đây, tôi muốn xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Trần Triệu Dương gật đầu rồi bắt đầu cầm máu, chữa trị cho chị em bọn họ. Anh Dương, chiếc camera theo dõi này bị phá hỏng rồi. Không nhìn thấy cái gì cả, Tiểu Mao nói một cách bất đắc dĩ. Camera chỗ này không có thì tìm chỗ khác, lẽ nào họ bay ra ngoài được sao, sắc mặt Trần Triệu Dương vô cùng khó nhìn, anh cao giọng rồi tức giận hét lên. Vâng, anh Dương, nghe được lời nói của Trần Triệu Dương thì Tiểu Mao lập tức đáp ứng, dẫn người chạy đi. Ngay lúc này thì ba người Giang Tử Phong cũng đến nơi, nhìn thấy hiện trường thảm hại như thế thì đều hít sâu một hơi, vì ở đây không nhìn thấy Nam Cung Yến. Có nghĩa là cô thực sự bị bắt cóc rồi. Các người đưa hai người họ vào bệnh viện đi, tôi đã sơ cứu rồi, họ sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Trần Triệu Dương đã chữa trị qua cho họ, phát hiện trên người họ trừ vết thương bên ngoài do dao gây ra thì không bị thương chỗ nào nữa. Vâng, đại ca, nghe được lời nói của Trần Triệu Dương thì ba người lập tức đưa hai chị em lên xe, vốn còn muốn gọi xe cứu thương, nhưng tốc độ xe cứu thương đến được đây cũng quá chậm. Đợi đến khi họ đi rồi thì điện thoại của Trần Triệu Dương cuối cùng cũng reo lên. Cậu Trần, điều tra được rồi, đám người đó đi vào đường Cảnh Sơn, là một chiếc xe Việt dã, biển số xe là BA0135, rất có thể là biển ảo. Nếu bên này có tin gì mới thì tôi sẽ báo ngay cho cậu, Hứa Thiệu Phong không dài dòng mà trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Được, Trần Triệu Dương cúp điện thoại rồi lao nhanh lên xe, nếu đã tìm được chiếc xe đó rồi thì tin rằng với khả năng của Hứa Thiệu Phong. Đối phương chắc chắn không thoát khỏi sự giám sát của anh ta. Sau khi Trần Triệu Dương khởi động xe rời đi thì đám Tiểu Mao bên này cũng gửi ảnh đến, xem ra là tư liệu về đám người đó được trích ra từ CCTV. Xe lao nhanh trên đường,
Hơn nữa Hứa Thiệu Phong cũng gửi thông tin định vị của chiếc xe đó qua cho anh rồi, Trần Triệu Dương chỉ cần đi theo chỉ dẫn, thì có thể tìm được chiếc xe đó. Cậu Trần, chiếc xe này hình như đổi người lái rồi, ngay khi Trần Triệu Dương sắp đến nơi thì Hứa Thiệu Phong nói. Cho tôi một mục tiêu chính xác đi, Trần Triệu Dương không quan tâm Hứa Thiệu Phong nói gì mà chỉ muốn biết kết quả. Cho tôi một phút, Hứa Thiệu Phong không cúp điện thoại mà lập tức bắt tay vào điều tra. Cậu Trần, phía trước có hai chiếc xe vô cùng khả nghi, một cái cách cậu chưa đến 2 km, một cái cách cậu 5 km, Hứa Thiệu Phong không cho Trần Triệu Dương một đáp án mơ hồ mà trực tiếp cho. Anh hai lựa chọn. Hiểu rồi, Trần Triệu Dương lập tức giẫm lên chân ga, tốc độ chiếc xe gần như lên đến cực hạn, không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ rồi. Khi anh tìm được chiếc xe mà Hứa Thiệu Phong nói thì dùng khả năng xuyên thấu nhìn qua một cái, phát hiện ra Nam Cung Yến không có ở bên trong mà đây chỉ là một cách che mắt của mấy người này thôi. Trần Triệu Dương lập tức quay đầu xe đuổi theo chiếc xe còn lại. Trong quá trình mà anh đuổi theo thì điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn tên hiển thị ở phía trên thì anh lập tức híp mắt lại bởi vì số điện thoại thật ra là mã bị cắt xén, chỉ có một khả năng, điện thoại đã bị mã hóa. Trần Triệu Dương, hy vọng mày vẫn khỏe, nghe thấy giọng nói âm trầm truyền đến thì Trần Triệu Dương nhăn mày lại. Bởi vì anh thực sự chưa từng nghe qua giọng nói này bao giờ, vì giọng này nghe qua thì giống giọng con gái nhưng nghe kỹ cũng có chút giống giọng đàn ông. Mày là ai? Có chuyện gì? Trần Triệu Dương không muốn nhiều lời với họ mà hỏi thẳng. Tao là ai không quan trọng, quan trọng là vợ mày đang trong tay tao, nếu muốn cô ta không xảy ra chuyện gì thì nghe theo sự chỉ huy của tao, giọng nói đó vô cùng đáng sợ, nói một cách độc đoán. Làm sao tao biết được mày có nói thật hay? Không. Trừ khi mày cho tao nghe giọng của vợ tao, Trần Triệu Dương cảm thấy lo lắng, rồi lạnh nhạt nói. Được, cho mày nghe giọng vợ mày, giọng nói bên đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười nhạo. Các người là ai? Thả tôi ra, hu hu, trong điện thoại truyền đến giọng nói hoảng sợ của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương lập tức cảm thấy đau lòng. Vợ à, anh đây, đừng sợ, yên tâm đi anh sẽ cứu em ra mà, Trần Triệu Dương nghe thấy thì nói một cách gấp gáp. Thật là cảm động. Đừng lo, chỉ cần mày làm theo lời tao nói, thì tao sẽ cho hai người đoàn tụ, giọng nói bên kia hét lên một âm thanh kỳ lạ, rồi hứa hẹn. Hừ, nói đi, mày muốn thế nào, Trần Triệu Dương hít sâu một hơi rồi hỏi. Đừng có vội, bây giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi đi, trong vòng 5 phút hãy lên tầng cao nhất của tòa cao ốc Kim Đỉnh rồi lấy cho tao một thứ. Nhớ leo cầu thang, tuyệt đối không được đi thang máy, người bên kia nói xong liền cúp điện thoại. Sắc mặt Trần Triệu Dương tái nhợt vì tức giận, đối mặt với tình huống này, anh không có cách nào cả. Thành phố Nam Hải là địa bàn của mình, nhưng không ngờ lại để xảy ra chuyện này, xem ra sự khống chế và kinh doanh của mình với Nam Hải còn chưa tới. Anh lập tức gọi cho Hứa Thiệu Phong một cuộc điện thoại để anh ta đi điều tra, còn anh thì phải đi đến tòa cao ốc Kim Đỉnh. Anh không dám đi thang máy, mà chỉ leo thang bộ, anh biết, đối phương muốn bòn rút sức lực của anh. Nhưng họ không ngờ đến là chân khí của anh có thể giúp anh khôi phục thể lực, ánh sáng vàng trong mắt cũng vậy. Trần Triệu Dương dùng tốc độ nhanh nhất leo lên đỉnh tòa cao ốc, tốc độ này còn nhanh hơn bình thường rất nhiều. Tòa cao ốc Kim Đỉnh này có 59 tầng, nếu thực sự đi thang bộ lên thì kể cả là vận động viên cũng sẽ hết sức. Cho nên đến tầng thứ 39, anh giảm tốc độ đi rồi đồng thời dùng chân khí ép hết mồ hôi ra ngoài, khiến cho bản thân trông toàn mồ hôi và kiệt sức. Quả nhiên khi anh leo lên đến tầng 59 thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Không tồi, quả nhiên mày rất yêu vợ, không đi thang máy. Mày bây giờ sắp không còn sức lực gì nữa rồi, đợi chút nữa chúng ta lại chơi tiếp nhé. Bây giờ thì đi thang máy xuống, đến chợ Vinh Hoa, quỳ xuống tự tát mình 10 bạt tai, lời nói của người bên đầu kia điện thoại đầy tính khống chế. Mày rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Đừng có vòng vo nữa, không có tí lợi ích nào với mày đâu. Chúng ta gặp mặt nói chuyện đi, Trần Triệu Dương nghe thấy thì vô cùng tức giận, tên khốn khiếp này càng ngày càng quá đáng. Tao không muốn nói chuyện với mày, mau đi làm đi, nếu không thì mày biết hậu quả rồi đấy, người bên đầu kia điện thoại nói, mày nên biết, vợ mày thực sự quá quyến rũ rồi, cho nên. Mày dám động một ngón tay vào người cô ấy thì tao sẽ khiến mày phải hối hận vì đã làm người, Trần Triệu Dương nghe thấy thế thì lập tức tràn ngập sát khí, căn răng nói. Ôi chao! Hù bé hết cả hồn à, mau đi đi, muộn một giây thì tao sẽ lột một món đồ trên người vợ mày, người bên cạnh hét lên một tiếng kỳ lạ rồi cúp điện thoại. Cả người Trần Triệu Dương bây giờ tràn ngập sát khí, cái cảm giác không thể nắm giữ cục diện này thực sự quá khó chịu.
nhưng anh lập tức bình tĩnh lại, rồi khởi động xe đi về hướng chợ Vinh Hoa. Ngay lúc anh sắp đến nơi thì điện thoại vang lên cuộc gọi của ông cụ Cố. Ông cụ Cố, sao ông lại có thời gian rảnh gọi điện cho tôi thế? Trần Triệu Dương giả vờ không có chuyện gì xảy ra mà nhận điện thoại. Được rồi, không nói nhảm nữa, có phải cậu đắc tội với người tông môn rồi không? Ông cụ Cố không tiếp chuyện Trần Triệu Dương mà hỏi ngay. Đúng là có chút chuyện, Trần Triệu Dương không biết tại sao ông cụ Cố lại biết, nhưng cái này không có gì mà không nhận được cả, nên anh lập tức thừa nhận. Hai, cậu hồ đồ hả, người tông môn không dễ dây vào như thế đâu, ông cụ Cố nói với giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ông cụ Cố, có phải là có người tông môn đến Nam Hải rồi không? Trần Triệu Dương nheo mắt lại hỏi. Ừ, hôm qua có người của tông môn bước vào biên giới của Nam Hải, mượn danh nghĩa muốn tìm người trả thù. Cho nên ngay cả Hiệp hội Võ Lâm cũng không thể kiểm soát được những chuyện này, ông cụ Cố thở dài nói. Ông cụ Cố, ông có biết vị trí của những người đó không? Trần Triệu Dương nghĩ một lát là hiểu ra ngay. Xem ra cậu chủ của Kỳ Môn Sơn định tới tìm anh báo thù, nhưng bọn họ tuyệt đối không nên di gạch dưới dùng vợ anh để uy hiếp anh. Trần Triệu Dương, cậu định làm gì? Nghe thấy câu ấy của Trần Triệu Dương, ông cụ Cố hơi ngạc. Nhiên, bèn hỏi anh một câu. Ông cụ Cố, thực sự không dám giấu giếm, vừa rồi có kẻ đã bắt vợ tôi đi, kết hợp với những gì ông nói thì có lẽ là người của Kỳ Môn Sơn làm. Chẳng lẽ một người của tông môn có thể tùy ý làm hại người bình thường sao? Trần Triệu Dương không giấu giếm gì ông cụ Cố cả. Cái gì, những kẻ đó khốn nạn quá rồi. Bọn họ đang ở khách sạn Hải Hoa, cậu tới đó thì đừng hành động lỗ mãng, tôi sẽ tới nhanh thôi. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, trong lòng ông cụ Cố lập tức dâng lên cơn phẫn nộ, lập tức tắt máy luôn. Nghe vậy, Trần Triệu Dương chuyển hướng, chạy thẳng tới khách sạn Hải Hoa. Thảo nào anh nghe tiếng của tên đã nói chuyện kỳ lạ như thế, lúc đầu anh còn tưởng là dùng máy biến đổi giọng nói, nhưng biết là người của Kỳ Môn Sơn thì anh cũng hiểu ra rồi. Lúc trước anh đã dùng kim bạc để niêm phong nơi nào đó của Vân Phụng Thiên, áng chừng thời gian thì có lẽ hắn đang có xu hướng trở thành thái giám rồi, làm như vậy cũng không có gì là lạ. Trong lúc Trần Triệu Dương lái xe tới khách sạn Hải Hoa thì Vân Phụng Thiên gọi điện thoại tới, anh ấn nút bắt máy. Trần Triệu Dương, lâu như thế rồi, sao mày vẫn chưa tới chợ Vinh Hoa? Vân Phụng Thiên tưởng Trần Triệu Dương không biết là mình, lập tức gầm gừ quát tháo. Đang giờ cao điểm, kẹt xe, Trần Triệu Dương chẳng muốn nói chuyện với hẳn, vì thế lập tức chặn họng. Ái chà, còn kẹt xe nữa, nếu 10 phút nữa mà mày không tới thì mày sẽ hối hận cả đời, Vân Phụng Thiên lại lên tiếng. Trần Triệu Dương không trả lời, nhưng anh sắp căn nát hàm răng luôn rồi. Tôi sẽ nhanh chóng tới đó, Trần Triệu Dương không thể để đối phương biết mình sắp tới, anh nhất định phải xác nhận sự an toàn của Nam Cung Yến trước đã. Sau khi tắt máy, Trần Triệu Dương phát hiện ra trên đường đang kẹt xe thật. Tính toán thử quãng đường, anh không chờ nữa, mà bỏ lại xe rồi chạy tới khách sạn Hải Hoa. Tốc độ của Trần Triệu Dương quá nhanh, nhiều người chỉ cảm thấy có một cơn gió thổi qua. Kèm theo đó là một bóng đen, chứ không hề nhìn thấy Trần Triệu Dương, còn tưởng là mình gặp ma nữa. 5 phút sau, Trần Triệu Dương tới trước khách sạn Hải Hoa, anh lập tức sử dụng mắt xuyên thấu. Rốt cuộc anh cũng nhìn thấy Nam Cung Yến ở trên tầng 20. Thấy tình hình của cô khá ổn, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trong căn phòng của Nam Cung Yến có 4 ông lão và một người đàn ông hơn 50 tuổi, ngoài ra còn có cả Vân Phụng Thiên. Nhưng khi anh vừa dùng mắt xuyên thấu nhìn vào đó, người đàn ông hơn 50 tuổi bỗng mở choàng mắt nhìn xuống bên dưới, nhưng với thị lực của ông ta thì không thể nhìn thấy anh được. Nhưng dù là thế thì Trần Triệu Dương cũng âm thầm đề cao cảnh giác, người đó thật nhạy cảm, anh dùng mắt xuyên thấu mà vẫn phát hiện ra. Trần Triệu Dương cóc cần biết thực lực của đối phương như thế, hôm nay anh nhất định phải cứu được Nam Cung Yến ra ngoài. Đợi đến khi lên đến tầng 20, vốn dĩ Trần Triệu Dương còn định chờ ông cụ Cố tới. Nhưng anh đi đến cửa và nhìn xuyên thấu thì lại phát hiện ra Vân Phụng Thiên đang chậm rãi bước tới gần Nam Cung Yến, Nam Cung Yến thì hoảng sợ tột độ. Chồng mày biến tao thành kẻ bất nam bất nữ, tao nhất định phải để nó nếm mùi tra tấn, cuối cùng chết đi trong nhục nhã, Vân Phụng Thiên dùng ánh mắt độc địa nhìn chòng chọc vào Nam Cung Yến. Trần Triệu Dương thật có phúc, cưới được người phụ nữ xinh đẹp như mày, trưởng lão Phong nói mày vẫn còn trinh, đúng là khó tin thật. Vừa nói, Vân Phụng Thiên vừa định túm áo của Nam Cung Yến. Nhìn đến đây, Trần Triệu Dương không thể chờ đợi được nữa, anh không muốn vợ mình bị tổn thương dù chỉ một chút. Vì vậy, anh chẳng kịp nghĩ xem thực lực của 5 người kia như thế nào, trực tiếp đá tung cửa ra,
sau đó xông vào phòng của Vân Phụng Thiên với tốc độ chớp giật. Chỉ cần cứu được Nam Cung Yến trước khi những người đó ra tay, sau đó khống chế Vân Phụng Thiên thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Chỉ có điều nghĩ thì hay, nhưng hiện thực lại không được như ý muốn. Đúng là Trần Triệu Dương đã giành lại được Nam Cung Yến, nhưng khi anh định khống chế Vân Phụng Thiên, người đàn ông hơn 50 tuổi kia bỗng xê tới bên cạnh và bảo vệ hắn. Trần Triệu Dương đụng độ một chiêu với ông ta, kết quả là chẳng ai thẳng thế. Trần Triệu Dương, sao mày lại biết nơi này? Thời khắc nhìn thấy Trần Triệu Dương, Vân Phụng Thiên trợn mắt nhìn anh, mang theo hận thù điên cuồng. Vợ à, anh xin lỗi vì đã tới muộn, em sao rồi? Trần Triệu Dương không đoái hoài gì tới Vân Phụng Thiên, chỉ cúi đầu nhìn Nam Cung Yến trong lòng mình. Em không sao, ngay khi nhìn thấy Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến biết là cô đã an toàn rồi. Chỉ cần có người đàn ông này ở đây, cho dù trời sập xuống thì cô cũng không cảm thấy bất an. Vậy là tốt rồi, lát nữa em nhắm mắt lại nhé. Trần Triệu Dương gật đầu, anh biết Nam Cung Yến chỉ sợ chứ không bị thương gì cả. Không, em muốn xem. Thế nhưng Nam Cung Yến lại lắc đầu. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, cô biết Trần Triệu Dương không phải người bình thường, muốn theo kịp bước chân anh thì không thể núp sau lưng anh mãi được. Nghe thấy câu nói kiên định của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương vui mừng không thôi, anh biết mình đang dần rút ngắn khoảng cách với cô rồi. Thằng kia, mày chính là Trần Triệu Dương hả? Thật to gan, dám xuất hiện trước mặt tao, bốn người còn lại cũng vào theo, nhìn Trần Triệu Dương với vẻ mặt đề phòng. Người vừa lên tiếng chính là người đàn ông đã cứu Vân Phụng Thiên. Hừ, giỡn mặt với tao như thế, chắc là vui lắm nhỉ? Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn Vân Phụng Thiên, sát ý trong lòng điên cuồng trào dâng. Thằng xúc sinh, mày chán sống rồi, thấy Trần Triệu Dương ngó lơ mình, người đàn ông kia cảm thấy như vừa bị sỉ nhục, bèn quát lên một tiếng. Trưởng lão Phong, thằng đó luôn kiêu ngạo thế đấy, mau bắt hắn lại để tôi ép hắn chữa cho tôi không muốn làm thái giám, Vân Phụng Thiên nói với vẻ căm hận tột độ. Vân Phụng Thiên, tay chân mày khỏi rồi à? Không ngờ y thuật của Kỳ Môn Sơn chúng mày cũng được đó, nhanh thế mà đã chữa khỏi tay chân cho mày rồi, Trần Triệu Dương nhìn Vân Phụng Thiên với vẻ mặt ngạc nhiên. Lúc trước anh đã đánh gãy tay chân của Vân Phụng Thiên, không ngờ nhanh như thế mà hắn đã chạy nhảy được rồi. Chết tiệt, mày chết chắc rồi. Yên tâm đi, đợi đến khi mày chết, tao sẽ chữa khỏi bệnh, sau đó hầu hạ con vợ xinh đẹp của mày thật tử tế. Nghe thấy Trần Triệu Dương nhắc tới chuyện mình bị đánh tàn phế, Vân Phụng Thiên lập tức cảm thấy tay chân như dâng lên cơn đau quản quại, khiến hắn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhờ câu nói này của mày nên tạm thời tao sẽ không giết mày, Trần Triệu Dương nói với vẻ mặt hờ hững. Câu ấy của anh khiến tất cả những người ở đây đều sửng sốt, Trần Triệu Dương luôn to gan lớn mật, ấy vậy mà lại không dám giết Vân Phụng Thiên. Trái tim của Nam Cung Yến run lên, muốn rời khỏi cái ôm của Trần Triệu Dương nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Tao sẽ giữ lại cái mạng chó của mày lại, để mày tận mắt nhìn thấy Kỳ Môn Sơn sụp đổ, biến mất khỏi thế giới này. Tao muốn cho mày biết rằng, rồng có vảy ngược, mày đắc tội tao thì không sao. Nhưng đụng đến người của tao thì tuyệt đối không được, Trần Triệu Dương thản nhiên nói. Đã thế này rồi thì dùng cả Kỳ Môn Sơn để chuộc tội đi, anh tuyên bố một cách độc đoán. Thằng danh, câm miệng lại cho tao, dám ăn nói ngông cuồng như thế, hôm nay tao không thể tha cho mày được. Người đàn ông quát ầm lên, sau đó tiến lên một bước, chân khí trong cơ thể trào ra, tung một quyền về phía Trần Triệu Dương. Cút, Trần Triệu Dương giơ tay giáng một cái bạt tai vào mặt của người đàn ông đó. Ông ta tới cũng nhanh mà lùi lại cũng nhanh, cứ thế bị Trần Triệu Dương đánh bay đi. Chuyện này, nhìn thấy cảnh ấy, tất cả mọi người trố mắt ra. Mặc dù trưởng lão Phong không phải võ đạo tông sư, nhưng thực lực lại còn đáng sợ hơn cả bậc cao nhất của thiên tiên, không ngờ vừa đụng độ đã bị đánh bay đi, thực sự khiến người ta cảm thấy khó tin. May, bị Trần Triệu Dương giáng cho một cái tát, khuôn mặt của trưởng lão Phong đỏ bừng lên. Ông ta lớn tuổi rồi mà còn bị một thằng trẻ danh tát. Còn đâu là thể diện nữa? Mày cái gì mà mày? Ra đâu mà còn vẽ đường cho hươu chạy? Chẳng lẽ ông không đáng ăn đòn sao? Trần Triệu Dương lạnh lùng nói, nếu không vì sợ Nam Cung Yến bị thương thì anh đã ra tay hành lũ người này ra cám rồi. Trần Triệu Dương, mày tưởng mày vô địch thật sao? Tao nói cho mày biết, trưởng lão Phong của bọn tao chỉ chủ quan thôi. Lát nữa ông ấy thi triển tuyệt chiêu, chỉ dùng một chiêu là có thể đánh mày to đầu, có tin không hả? Thấy chỗ dựa của mình bị đánh bay đi. Sắc mặt của Vân Phụng Thiên trở nên khó coi, hắn giận dữ nói. Đừng sốt ruột, lát nữa sẽ tới lượt mày. Không biết lần này đánh gãy tay chân của mày tiếp thì Kỳ Môn Sơn có cứu được nữa không nhỉ? Trần Triệu Dương nhìn Vân Phụng Thiên với vẻ mặt cợt nhả.
mày, nghe xong câu ấy, Vân Phụng Thiên run rẩy khắp người. Hắn vội vàng núp ra sau trưởng lão Phong, sợ sệt nhìn Trần Triệu Dương. Chết nhát mà còn tới báo thù, đúng là không biết trời cao đất dày là gì, nhìn thấy dáng vẻ ấy của Vân Phụng Thiên, Trần Triệu Dương lập tức cụt hứng, nếu tên đần này không chọc vào anh thì anh còn chẳng thèm liếc nhìn hắn nữa. Cậu Trần, thực ra lần này chúng tôi tới là để thay mặt Sơn Chủ gửi chiến thư cho cậu. Ngày mùng 8 tháng này, trên đỉnh núi Long Đài của thành phố Long Hải, quyết chiến sống còn, trưởng lão Phong biết thực lực của Trần Triệu Dương mạnh hơn ông ta, nếu đánh thật thì e rằng mấy người bọn họ đều không đi nổi. Nếu biết thực lực của Trần Triệu Dương mạnh như thế thì ông ta đã chẳng nhận cái nhiệm vụ đưa tên phế vật Vân Phụng Thiên này tới trả thù. Bây giờ thù không trả được, không cẩn thận là còn toi mạng ở đây nữa. Ồ, bắt cóc vợ tôi chỉ là vì muốn gửi chiến thư. Nếu thế thì tôi cũng có một bản chiến thư để đáp lại các người. Nghe thấy lão già này nói dễ nghe như thế, cơn thịnh nộ trong lòng Trần Triệu Dương càng bùng lên dữ dội hơn. Đó chỉ là hiểu lầm thôi, chúng tôi không định làm hại cô Trần, và lại bây giờ cô Trần vẫn còn nguyên vẹn, chuyện này có thể bỏ qua được mà. Nghe thấy câu nói ngập tràn sát ý của Trần Triệu Dương, trưởng lão Phong lập tức yếu thế. Đánh mà thẳng thế thì ai chẳng thích, nhưng bây giờ đang yếu thế hơn, ông ta sẽ không cố thể hiện làm gì. Trưởng lão Phong, ông sợ hắn làm gì? Hắn chỉ là một thằng phế vật thôi, giết hẳn cho tôi mau lên, nếu không tôi sẽ bảo bố tôi phạt ông theo quy định. Thấy trưởng lão Phong có ý định xuống nước với Trần Triệu Dương, Vân Phụng Thiên lập tức cuống lên. Nghe thấy câu ấy của Vân Phụng Thiên, trưởng lão Phong tái hết mặt mày. Chẳng lẽ thằng ngu này không nhìn thấy tình thế hiện tại sao? Muốn những người mà ông ta dẫn tới tiêu hết ở đây thì mới chịu hả? Xem ra cậu chủ Vân vẫn mang thù lắm. Nếu thế thì tôi phải nhổ cỏ tận gốc để tránh hậu họa về sau, nghe thấy câu ấy của Vân Phụng Thiên, Trần Triệu Dương thầm mắng hẳn ngu, sau đó lại tiếp lời. Cậu câm miệng vào cho tôi, bịt miệng cậu chủ lại, trưởng lão Phong nổi giận đùng đùng, ông ta vung tay lên, bảo mấy người đang sau bịt miệng Vân Phụng Thiên. Phong Lạc, ông dám, tôi nhất định sẽ bảo bố tôi. Ưm, nghe thấy trưởng lão Phong nói vậy, Vân Phụng Thiên nổi khùng lên, hắn lập tức gào thét, nhưng rồi nhanh chóng bị bịt miệng. Đồng thời còn bị trói lại. Vân Phụng Thiên không động đậy hay nói được gì nữa, chỉ có thể nhìn trưởng lão Phong bằng ánh mắt phẫn nộ, như muốn nhào lên xé xác ông ta. Cậu Trần, đây là chiến thư của Sơn Chủ chúng tôi, không biết cậu có dám ứng chiến không? Phong Lạc lấy một tấm thiệp mời màu vàng ra, quăng về phía Trần Triệu Dương. Đôi mắt của Trần Triệu Dương ngưng tụ lại, chân khí trong người tuôn ra, phủ kín người mình và Nam Cung Yến, đồng thời thò ra hai ngón tay kẹp lấy chiến thư. Ngay khi anh kẹp chúng, chiến ý khủng khiếp bộc phát ra từ chiến thư, khiến nó nổ vụn ra, tạo thành chữ chiến trên không trung. Chứng kiến cách gửi chiến thư ấy của Sơn Chủ, đám người của Kỳ Môn Sơn lập tức trở nên hưng phấn. Thực lực của Sơn Chủ kinh khủng quá, cả chiến ý và kiếm ý đều ngưng tụ trên chiến thư nhỏ xíu ấy. Nếu Trần Triệu Dương không đỡ nổi chiến thư của Sơn Chủ chúng ta thì không xứng làm đối thủ của ông ấy. Đỡ, ông nói đùa à? Đó là thực lực của võ đạo tông sư đó, thằng danh này mà đòi đỡ được sao? Ngay sau đó, chữ chiến ấy bủa vây về phía Trần Triệu Dương, chiến ý rùng rợn bao phủ xung quanh anh, còn mang theo kiếm ý vô tận. Ông muốn đánh, vậy thì đánh thôi, nhìn thấy sự thay đổi của bức chiến thư ấy, đôi mắt của Trần Triệu Dương co rụt lại, đồng thời vung hai tay ra, kiếm ý và chiến ý đáng sợ ấy lập tức tiêu tan sau khi đụng độ với chân khí của Trần Triệu Dương. Chuyện này, thấy Trần Triệu Dương dễ dàng đánh tan kiếm ý và chiến ý mà Sơn Chủ rót vào chiến thư, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đỡ được chiến thư của Sơn Chủ một cách đơn giản như thế, thực lực của Trần Triệu Dương phải mạnh đến mức nào đây? Chắc không phải cũng là võ đạo tông sư đấy chứ? Vốn dĩ bọn họ đợi Trần Triệu Dương bị thương hoặc bị giết bởi chiến thư của Sơn Chủ, nhưng không ngờ lại ra nông nỗi này. Nếu như bọn họ sớm biết sẽ xảy ra chuyện này thì vừa rồi đã chạy đi rồi. Làm sao mà đứng yên đợi được? Đến mà không trả lễ thì không hay, nếu Sơn Chủ của các người đã tặng tôi món quà lớn như vậy, tôi mà không tặng lại thì có khác gì nói tôi không hiểu lễ nghĩa không? Nhìn Trần Triệu Dương có vẻ rất thoải mái, nhưng chỉ có anh mới biết, vừa rồi anh đã dùng 80% sức mạnh của mình mới có thể đánh bại kiếm ý và chiến ý trên bức chiến thư này. Nếu như thực lực của anh không đột phá thành thiên tiên đại thành thì e rằng vừa nấy, sẽ bị thương nặng, đến lúc đó không chỉ bản thân anh. Mà sợ là vợ của anh cũng không thể nào thoát được. Cho nên, sự tức giận của Trần Triệu Dương thế nào thì có thể tưởng tượng được. Mau đưa cậu chủ chạy đi, để tôi ngăn hắn ta lại. Phong Lạc nghe thấy những lời của Trần Triệu Dương,
mí mắt giật điên cuồng, lập tức đẩy Vân Phụng Thiên đi, những người khác của Kỳ Môn Sơn cũng kích động, nhanh chóng ôm Vân Phụng Thiên chạy ra ngoài. Chỉ có mình ông mà muốn ngăn cản tôi, nằm mơ đi, Trần Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, đập. Một chưởng về phía Phong Lạc. Một chưởng này đập tới, Phong Lạc hoàn toàn không có sức chống lại, trực tiếp bị Trần Triệu Dương đánh gãy tay, đồng thời còn gãy luôn cả xương sườn. Sau đó Trần Triệu Dương không quan tâm đến Phong Lạc nữa, ôm lấy Nam Cung Yến, lao về phía Vân Phụng Thiên. Cút về, đúng lúc này, Trần Triệu Dương nghe thấy một giọng nói giả dặn, tiếp theo, đám người Vân Phụng Thiên bay ngược trở lại, rơi mạnh xuống đất. Ông cụ Gố, cảm ơn đã ra tay, Trần Triệu Dương vội vàng chạy tới, đúng lúc nhìn thấy ông cụ Cố đi vào, hiển nhiên là ông cụ Cố chạy đến, vừa đúng lúc chặn đứng đám người Vân Phụng Thiên. Không cần khách sáo, ông cụ Cố khoát tay, hoàn toàn không quan tâm. Ông họ Cố kia, ông có ý gì? Chẳng lẽ ông muốn trở thành kẻ thù với Kỳ Môn Sơn sao? Vân Phụng Thiên bị ông cụ Cố đánh bay trở lại, mảnh vải trong miệng rơi ra, nhìn thấy ông cụ Cố xuất hiện, hắn liền giận dữ hét lên. Ngày hôm qua bọn họ đến thành phố Nam Hải là liền đến bái kiến Cố Kiến Trung trước, nhưng không ngờ hôm nay lại bị Cố Kiến Trung chặn đường chạy trốn của bọn họ, Vân Phụng Thiên có thể không tức giận sao? Hừ, Kỳ Môn Sơn là cái gì? Dù võ đạo tông sư có đến thì ở thành phố Nam Hải này, cũng phải tuân theo quy tắc, các người là người của tông môn, tùy tiện ra tay với người thường, đã vi phạm quy tắc rồi, tôi không giết chết các người ngay tại đây đã là tốt lắm rồi. Ông cụ Cố vừa nghe thấy lời của Vân Phụng Thiên, liền trừng mắt, hừng hực khí thế quát. Đây là lần đầu tiên Trần Triệu Dương thấy ông cụ Cố khí phách như vậy, bình thường, ông cụ Cố mặt mày hiền hậu, chưa từng tức giận bao giờ, nhưng hôm nay đúng là nổi giận thật rồi. Ông, nghe thấy lời của ông cụ Cố, Vân Phụng Thiên đột nhiên nhớ đến lời của bố hẳn nói khi xuống núi, có thể đắc tội với bất kỳ ai, nhưng không thể đắc tội với Cố Kiến Trung. Mặc dù hắn không biết Cố Kiến Trung đáng sợ ở chỗ nào nhưng người có thể khiến bố hắn kiêng kỵ như vậy, hẳn cũng không dám mạnh miệng nữa. Cố lão, xin lỗi, vừa rồi là do tôi nhất thời kích động, không nên cãi vã với ông, Vân Phụng Thiên hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, cúi đầu xin lỗi. Hừ, sở dĩ tha cho các người một mạng, là vì người các người đắc tội không phải tôi, mà là Trần Triệu Dương, muốn giải quyết mọi chuyện như thế nào, thì còn tùy vào cậu ấy. Ông cụ Cố không hề có ý định tha thứ chút nào, liền giao mọi chuyện cho Trần Triệu Dương. Bố của tôi đã ra chiến thư rồi, mọi chuyện đều phải giải quyết theo quy tắc giang hồ, trước khi quyết đấu, không được động đến người nhà. Vân Phụng Thiên nghe thấy lời của ông cụ Cố, đột nhiên hoảng sợ, liền lôi quy tắc giang hồ ra để nói. Bây giờ cậu cũng biết quy tắc giang hồ cơ à? Ban đầu khi các người đến thành phố Nam Hải, tôi nếu như các người làm việc theo quy tắc, tôi sẽ không ngăn cản, nhưng... là do các người đã phá vỡ quy tắc trước, nghe thấy lời của Vân Phụng Thiên, ông cụ Cố hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, vậy thì cứ phá vỡ quy tắc mà làm. Ông Gố, ông không thể như vậy, cậu chủ Vân là con trai duy nhất của Sơn chủ chúng tôi, nhất định không thể để cậu ấy xảy ra chuyện gì, lúc này Phong Lạc cũng vội vàng chạy tới, cơ thể bị thương nặng, yếu ớt nói. Ồ, cậu chủ Vân nhà các người quý giá, còn người khác thì đáng chết sao, ông cụ Cố lại hừ lạnh một tiếng. Cũng không thèm để ý tới hắn ta. Được rồi, đừng phí lời nữa, tao cũng không giết mày, mày sợ cái gì. Nhưng nhờ mày chuyển lời tới bố mày, Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, buông Nam Cung Yến ra, đi về phía Vân Phụng Thiên. Mày muốn làm gì? Vân Phụng Thiên nhìn thấy Trần Triệu Dương đi về phía mình, đột nhiên hoảng sợ, nhưng bây giờ hắn đang bị trói, không thể nào nhúc nhích được. Mượn cơ thể của mày một chút, chuyển lời cho bố mày, chiến thư bố mày gửi cho tao không tệ. Tao cũng sẽ trả lại cho ông ta một món quà, Trần Triệu Dương tóm lấy Vân Phụng Thiên, sau đó vẽ lên lưng của Vân Phụng Thiên. Về phần các người, thuộc hạ của tôi đã bị các người đánh trọng thương, vậy thì các người cũng phải trả giá. Ánh mắt của Trần Triệu Dương nhìn về phía mấy người còn lại của Kỳ Môn Sơn, sau đó khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Trần Triệu Dương đã lao về phía bọn họ nhanh như chớp, ai cũng bị phế một cánh tay. Vì không muốn để bọn họ hồi phục nhanh như Vân Phụng Thiên, Trần Triệu Dương dùng chân khí của mình chặt tay bọn họ, thì dù có dùng thiên tài địa bảo, sợ rằng cũng không dễ hồi phục lại. Được rồi, biến đi, giữ lại cái mạng chó của mày, để xem Kỳ Môn Sơn chúng mày diệt vong thế nào. Trần Triệu Dương làm xong mọi việc, liền đá Vân Phụng Thiên ra khỏi cửa phòng. Đám người Phong Lạc nhìn thấy, không dám ở lại nữa, rời khỏi ngay lập tức, khiêng Vân Phụng Thiên đã ngất xỉu rời đi. Ông cụ Cố, lần này thật sự rất cảm ơn ông. Khuôn mặt Trần Triệu Dương tràn đầy vẻ cảm kích ai y nói.
nếu như lần này không phải nhờ ông cụ Cố thông báo kịp thời cho Trần Triệu Dương, e rằng anh sẽ không biết Nam Cung Yến đang ở đâu. Thật ra, ngày hôm qua tôi nên gọi cho cậu, nhưng tôi không ngờ bọn họ lại vô liêm sỉ như vậy, may mà không sai một ly đi một dặm, ông cụ Cố có chút hổ thẹn nói. Cảm ơn Cố lão, lúc này Nam Cung Yến mới đi tới, cảm ơn ông cụ Cố. Không cần khách sáo, chúng ta rời khỏi đây trước đã, ông cụ Cố xua tay, sau đó ba người cùng bước ra ngoài. Cái gì, cậu đồng ý quyết đấu với Vân Hán Lâm, trên xe, nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, ông cụ Cố liền ngạc nhiên, vừa rồi khi Trần Triệu Dương ra tay với Vân Phụng Thiên, mặc dù có nhắc đến chiến thư nhưng cũng không nói rõ, ông không ngờ đây là ý của Vân Hán Lâm, đúng là không biết xấu hổ. Cậu liều lĩnh rồi, ôi trời, ông cụ Cố bất đắc dĩ lắc đầu, một khi chấp nhận chiến thư này, thì không thể nào kết thúc tùy ý được. Một khi có một bên đổi ý, thì bên kia sẽ tự động thẳng, bên thắng sẽ có quyền trừng phạt bên thua. Không phải chỉ là võ đạo tông sư thôi sao, không thành vấn đề, Trần Triệu Dương lại thờ ơ cười. Chẳng lẽ cậu lại đột phá rồi à, ông cụ Cố nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, liền mở to mắt, lần đầu tiên khi gặp Trần Triệu Dương đã là võ giả thiên tiên rồi. Ông cụ Cố cũng có mạng lưới thông tin của riêng mình, ông biết rõ chiến tích của Trần Triệu Dương, ông cụ Diệp thì không cần nói, nhà họ Ngụy, nhà họ Phòng ở thành phố Vân Hải, hai người này đều là cường giả thiên tiên đỉnh phong. Vốn dĩ ông cụ Cố còn tưởng rằng Trần Triệu Dương đã đạt đến cảnh giới võ đạo tông sư rồi, lần gặp mặt này, ông mới phát hiện ra Trần Triệu Dương đúng là đã đột phá nhưng chưa đạt đến cảnh giới tông sư. Ông cụ Cố, tôi vừa mới đột phá đến cảnh giới thiên tiên đại thành, nếu muốn đột phá tiếp, e là phải chờ thêm một thời gian nữa. Nhưng ông cứ yên tâm đi, tôi sẽ không làm chuyện mình không nắm chắc đâu, Trần Triệu Dương mỉm cười, tự tin nói. Thế này đi, đến khi đó tôi sẽ mời mấy người bạn của tôi tới, nếu như khi đó cậu thật sự gặp nguy hiểm, tôi sẽ bảo bạn tôi ra mặt cứu mạng cậu, ông cụ Cố biết, chuyện này không thể ngăn cản được, chỉ có thể nghĩ cách khác. Ông cụ Cố, ông có quen biết võ đạo tông sư sao? Trần Triệu Dương nghe thấy ông cụ Cố nói, hơi ngạc nhiên, anh không ngờ ông cụ Cố lại quen biết võ đạo tông sư. Cậu thật sự nghĩ ông già tôi đây chỉ là một lão già xấu xí thôi sao? Được rồi, hôm nay Cung Yến bị dọa sợ rồi, hai người mau về đi, cho tôi xuống đây, xe của tôi ở đằng sau, ông cụ Cố dường như không muốn làm bóng đèn. Ông cụ Cố, hay ông đến nhà chúng tôi đi, tôi nấu vài món, chúng ta uống một ly, để tôi bày tỏ lòng biết ơn với ông. Trần Triệu Dương thấy ông cụ Cố muốn xuống xe, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Được rồi, cũng có phải là không gặp được nữa đâu, nhà ông già này còn có chuyện, tôi đi trước. Đây, đợi đến khi xe dừng lại, ông cụ Cố liền xuống xe, lên xe của mình, nghênh ngang rời đi. Bà xã, thật sự xin lỗi em, đều tại anh, nếu như không vì anh, em cũng sẽ không chịu khổ như vậy. Đợi sau khi ông cụ Cố rời đi, Trần Triệu Dương liền nói với Nam Cung Yến. Trần Triệu Dương, rốt cuộc anh là ai? Xem ra, em vẫn chưa hiểu rõ anh, Nam Cung Yến trải qua chuyện này, sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa Trần Triệu Dương và ông cụ Cố, cô cũng biết thêm một vài điều, có lẽ Trần Triệu Dương và ông cụ Cố đều là người thuộc giới võ đạo. Hôm nay em mệt lắm rồi, anh đưa em về nghỉ ngơi trước, khi nào em nghỉ ngơi xong, anh sẽ từ từ kể cho em nghe, Trần Triệu Dương nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Nam Cung Yến, có chút không đành lòng, đau lòng nói. Nam Cung Yến gật đầu. Chiếc xe nhanh chóng đến biệt thự, trên đường đi Trần Triệu Dương đã thông báo với Giang Tử Phong, bảo họ đợi ở Hồ Lộc Minh, nhân tiện đưa chị em nhà họ Cận tới, với y thuật của anh, nếu để họ ở bệnh viện thà để anh chữa còn hơn. Bà xã, để bảo vệ em, chị em nhà họ Cận đã bị thương khá nghiêm trọng, anh phải chữa trị cho họ, tiện thể đưa em đi xem căn cứ bí mật của anh, Trần Triệu Dương nói với Nam Cung Yến. Đúng rồi, chị em nhà họ sao rồi? Sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không? Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến mới nhớ ra, vì bảo vệ mình, chị em nhà họ Cận bị đám người đó đánh bị thương khá nghiêm trọng. Yên tâm đi, có anh ở đây, họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, y thuật của anh rất tốt, được rồi, em đi thu dọn vài bộ quần áo, đến ở với anh, sau này đi làm tan làm anh đều sẽ đón em, Trần Triệu Dương cười nói. Được, Nam Cung Yến nghe Trần Triệu Dương nói xong thì gật đầu, sau đó đi lên thu dọn đồ đạc. Thật ra Nam Cung Yến cũng rất muốn hòa nhập vào thế giới của Trần Triệu Dương, nghe thấy Trần Triệu Dương nói căn cứ bí mật của anh, Nam Cung Yến tất nhiên có cảm giác muốn đi. Làm thế nào bây giờ? Cung Yến sắp đến rồi, tôi phải giải thích thế nào bây giờ? Hiện giờ, trong biệt thự Hồ Lộc Minh,
Từ Tịnh Nhã đã mất đi sự bình tĩnh và sáng suốt từng có, trở nên cực kỳ lo lắng. Bởi vì vừa rồi Trần Triệu Dương gọi điện thoại, nói sẽ đưa bạn thân của cô ta là Nam Cung Yến đến, cô ta là người có tật giật mình, tự nhiên đứng ngồi không yên. Trời ạ, chị sợ cái gì, chúng ta không có gì với Trần Triệu Dương, chỉ là đi theo cậu ấy tu luyện thôi mà, Dương Lệ lại không nghĩ vậy, khi thấy Từ Tịnh Nhã sắc mặt tái nhợt gọi mình lên phòng, cô ấy còn tưởng là có chuyện gì, không ngờ lại là chuyện này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng mà, chị chưa nói với Cung Yến là tôi đến Nam Hải, hơn nữa, bây giờ còn ở trong biệt thự Hồ Lộc Minh, đến lúc đó cậu ấy chắc chắn sẽ suy nghĩ lung tung. Nhớ đâu cậu ấy lại nghi ngờ chị thích Trần Triệu Dương thì phải làm sao, nói đến đây, Từ Tịnh Nhã lại càng lo lắng hơn. Ôi, chị tự dọa mình rồi, chuyện cũng chẳng có gì, chị cứ nghĩ vớ vẩn làm gì. Được rồi, đi bước nào chắc bước đấy. Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện này, chẳng lẽ chị muốn giấu giếm cả đời sao? Với nỗi lo của Từ Tịnh Nhã, Dương Lệ lại cực kỳ bình tĩnh. Thế nhưng thật ra trong lòng cô ấy cũng hơi bất an, nhưng có người hay lo lắng như Từ Tịnh Nhã ở đây, thay vào đó cô ấy phải trở nên bình tĩnh. Khi Trần Triệu Dương trên đường đi, đã nói những chuyện liên quan đến Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ, dù sao thì đến nước này rồi, anh cũng không có gì phải giấu giếm cả. Trần Triệu Dương, mặc dù em không hiểu thế giới của anh cho lắm, thế nhưng, em hy vọng sau này anh làm chuyện gì, cũng nên đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu, nếu nguy hiểm, thì đừng có mạo. Hiểm, đối với chuyện này, Nam Cung Yến không nói gì, nhưng cô lại hơi lo lắng cho Trần Triệu Dương. Bà xã, em đang lo lắng cho anh sao? Anh thật là cảm động quá đi, nghe thấy Nam Cung Yến nói vậy, Trần Triệu Dương trở nên cực kỳ cảm động, nở nụ cười ngay lập tức. Ai lo lắng cho anh chứ? Chỉ là em không muốn anh mạo hiểm thôi, hừ, Nam Cung Yến lại hừ lạnh một tiếng, dường như trở lại dáng vẻ trước đây. Khai mau, có phải anh thích hai cô ấy? Nếu không thì sao lại đưa hai người ấy vẽ? Còn âm thầm giấu giếm, không muốn cho em biết sao, Nam Cung Yến thay đổi sắc mặt ngay lập tức, hung hãn nói. Bà xã, thật sự không thể trách anh được, anh cũng không muốn thu nhận họ, nhưng họ cứ muốn theo anh tu luyện, còn đòi chết để ép anh. Hai người này... Một người là bạn thân của em, một người là giám đốc ở công ty em, anh đồng ý là vì nể mặt của em đớ. Thấy bà xã tính sổ xong xuôi, Trần Triệu Dương liền âm thầm kêu khổ, chỉ có thể biện hộ cho bản thân. Nhưng trong lòng anh lại cảm thấy trống rỗng, tâm tư của Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ dành cho mình, sao anh lại không biết được, nhưng với chuyện này, có đánh chết anh cũng không thể đồng ý. Đến biệt thự Hồ Lộc Minh, Trần Triệu Dương mới giải thích nói, bà xã... Hồ Lộc Minh này là do anh đấu giá có được, sau này đây chính là nhà của chúng ta. Là nhà của anh hay là nhà của chúng ta, thì còn tùy thuộc vào biểu hiện của anh. Đối với chuyện này, Nam Cung Yến rất ngạc nhiên, cô không ngờ Trần Triệu Dương lại có tiền như vậy. Ban đầu, khi mảnh đất này được đấu giá, nghe nói nó được bán với giá cao ngất ngưỡng 20 tỷ tệ, nhưng sau này lại không biết tại sao, về sau giá giao dịch là 15 tỷ, dù là vậy, 15 tỷ cũng là số tiền mà không phải ai cũng có được. Tên này có nhiều tiền như vậy, trách không phải là đại gia ẩn mình hoặc là cậu ấm cực kỳ có tiền chứ. Khi Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến xuất hiện trước cửa biệt thự số 1, Giang Tử Phong bước ra cùng Hứa Tịnh Nhã và Dương Lệ.